Phải biết, Cố Bắc Hành hủy diệt đạo ấn đồng dạng là tứ trọng thiên cảnh giới, nếu là bị quá khổng lồ hủy diệt lực, xâm nhập vào bên trong cơ thể, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào đem tùy tiện lau tiêu, rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính là liều mạng lối đánh à. Bất quá, Cố Bắc Hành ngược lại cũng là một người tàn nhẫn, hắn trong mắt tàn khốc chớp mắt, giống vậy không có ý thu tay, tốc độ xuất kiếm, ngược lại nhanh hơn một phần. Một khắc sau, hai tiếng nổ, đồng thời vang lên, vô tận máu tươi tự nhiên xuống. Cố Bắc Hành một kiếm này, cực mạnh, trực tiếp đem Diệp Thần ngực xuyên thủng. Diệp Thần hôm nay thân xác đã bước vào thành thánh ngưỡng cửa, vô cùng là bền bỉ, có thể, ở dưới một kiếm này, lại như cũ lộ vẻ được vô cùng yếu ớt. Diệp Thần sắc mặt liền trắng, sức sống điên cuồng hạ xuống, thân hình liền lùi lại, hiển nhiên, ở dưới một kiếm này bị thương không nhẹ. Bất quá! Bị thương, không chỉ là Diệp Thần. Cố Bắc Hành thân thể, giống như đạn đại bác vậy, đổ bay ra, hung hãn đập vào trên mặt biển. Bành đích một tiếng vang lớn, nhiều nước biển bị chấn động được phóng lên cao, cái này đụng lực lượng, quá mạnh mẽ, lại là trực tiếp đem những thứ này nước biển chấn thành hơi nước. Giờ phút này, Cố Bắc Hành ngã ở thềm lục địa bên trên, cả người máu tươi, thoi thóp, một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, từ đầu vai, một mực kéo dài đến đan điền vị trí, nhìn như, cơ hồ phải đem cả người của hắn cũng chém là hai nửa vậy. Nếu như nói, Diệp Thần là trọng thương, Cố Bắc Hành chính là sắp chết. Phim hắn mãnh liệt thở hào hển, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết, Diệp Thần nương tay. Nếu như một kiếm này, chém vào hắn đầu lâu bên trên, hắn hiện tại đã chết. Ở một khắc cuối cùng, Diệp Thần thay đổi kiếm phong chỗ rơi. Nói thật, Cố Bắc Hành đối với Diệp Thần động sát tâm. Thật ra thì, chính hắn cũng rất rõ ràng, Cố Tuyền rất có thể là xảy ra chuyện, mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần tồn tại. Cho nên, hắn muốn phát tiết oán hận trong lòng. Nếu như không tìm được Cố Tuyền, như vậy, sẽ để cho thằng nhóc này cho Cố Tuyền chôn theo. Một đạo thân ảnh rơi vào Cố Bắc Hành trước người, Diệp Thần mắt nhìn xuống tên này chật vật người đàn ông trung niên, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói Cố Tuyền, không có chết. Hắn sở dĩ không giết Cố Bắc Hành, là bởi vì là, Cố Bắc Hành là Cố Tuyền phụ thân. Mà Diệp Thần trong lòng cũng đúng là đối với Cố Tuyền tràn đầy áy náy. Cố Bắc Hành nghe vậy, hô hấp ngay tức thì dồn dập, hắn trong mắt rung động nhìn Diệp Thần, trên mặt nổi lên nồng nặc vui mừng. Diệp Thần nói, ta hiện tại còn không biết nàng ở nơi nào, nhưng, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta hướng ngươi bảo đảm, sẽ đem nàng mang về. Dứt lời, vừa quay người liền muốn rời đi. Cố Bắc Hành nghe vậy, ánh mắt ảm đạm một phần, bất quá, rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh, hắn đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, chờ một chút. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn cũng bỏ qua Cố Bắc Hành chẳng lẽ còn muốn dây dưa không ngớt. Bất quá, hắn vẫn là chậm rãi quay người sang. Chỉ gặp, Cố Bắc Hành mặt hiện một nụ cười khổ nói, thằng nhóc, ngươi sẽ không dự định đem ta ném ở nơi này chờ chết đi. Ta cũng không có người nghịch thiên như vậy sinh mệnh lực, đưa ta hồi tưởng nhà. Diệp Thần nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, đi tới Cố Bắc Hành bên người, đầu tiên là đem một viên chữa thương đan thuốc lấy ra, để cho hắn ăn vào, sau đó, liền đỡ hắn, ngồi lên phi lôi giao hướng lo cho gia đình đi. Dọc theo đường đi, Cố Bắc Hành tựa hồ vậy mở ra tư tưởng, mà Diệp Thần cũng đem Cố Tuyền thức tỉnh tuyệt diệt thần thể, đạo cốt bị đoạt, lại bị người thần bí xuất thủ cứu đi cùng chuyện, nói cho Cố Bắc Hành. Nghe được Cố Tuyền đạo cốt bị miễn cưỡng đào ra lúc đó, Cố Bắc Hành cả người cơ hồ đều phải bị giận đốt lửa. Cuối cùng, hắn thần sắc tịch mịch đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, cảm ơn ngươi, là Tuyền mà vậy nha đầu báo thù. Tức giận nữa thì phải làm thế nào đây? Lấy hắn thân phận, nếu như dễ dàng rời đi ám vực, thậm chí có thể đưa tới minh vực cùng ám vực đại chiến. Hắn đột nhiên có chút bi ai, thân là Kinh Châu một trong những nhà giàu có, Cố gia tộc trưởng, ở trong tối vực cũng là thân phận không tầm thường tồn tại, nhưng lại liền con gái mình cũng không bảo vệ được. Thân phận này thì có ích lợi gì? Phen này giao nói tiếp, hiểu lầm coi như là hoàn toàn mở ra, mà Cố Bắc Hành đối với Diệp Thần thái độ cũng là 180 độ chuyển biến lớn. Nhìn như, đã đem Diệp Thần làm là con trai vậy đối đãi. Một ngày sau, một tòa phủ đệ thật to xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, chính là Cố Phủ. Bọn họ đã tới Kinh Châu. Phi lôi dao ở Cố Phủ rơi xuống sau đó, ngay tức thì có một đám Cố Phủ võ giả đem vây ở giữa.
Khi bọn hắn thấy Cố Bác Hành bị thương sau đó, đều là kêu lên một tiếng nói, gia chủ. Ngài thế nào? Một khắc sau, tất cả mọi người đều là đằng đằng sát khí nhìn về phía mà Diệp Thần. Tốt! Cố Bác Hành nhàn nhạt khoát tay trận lại nói, đều lui ra đi. Đám người nghe vậy, có chút không rõ ràng, nhưng, lại không có bất kỳ một người nào cãi lại Cố Bác Hành mệnh lệnh, ngay tức thì thối lui. Có thể gặp, Cố Bác Hành ở lo cho gia đình uy vọng cực cao. Cố Bác Hành đối với Diệp Thần nói, Diệp tiểu tử, người tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, tạm thời, ngay tại lo cho gia đình ở đi. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái nói, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cố Bác Hành hủy diệt lực, cho dù là Diệp Thần cũng là cảm thấy khá là khó giải quyết, một ngày tới nay, hắn vẫn luôn ở chữa thương, hóa giải trong cơ thể còn sót lại hủy diệt lực, có thể, nhưng vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Mặc dù cùng là đạo ấn tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng, Cố Bác Hành ở hủy diệt thần trên đường thành tựu, so với Diệp Thần còn muốn cao hơn không thiếu. Ở người làm dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới một gian buồng bên trong. Hắn đóng cửa phòng, tiện tay bố trí một cái đơn giản trận pháp, liền ngồi xếp bằng ở trong phòng trên bồ đoàn, chuẩn bị tiến hành chữa thương. Có thể hắn mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa chính là vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ừ. Diệp Thần trong mắt hiện lên lau một cái vẻ không hiểu, hắn mới vừa rõ ràng phân phó qua tên kia người làm không nên để cho người tới quấy rầy hắn mới đúng. Bất quá, Diệp Thần vẫn là đi tới trước cửa đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra ngay tức thì, Diệp Thần con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rúc lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp, một tên cả người nhuốm máu thanh niên ngã xuống trước mặt hắn. Người thanh niên này, màu da ngăm đen, đầu chọc. Hai lỗ tai nhọn dài, hiển nhiên không phải là người tộc. Hắn thần sắc hơi động, nhớ lại trước Cố Tuyền đã từng cùng hắn nhắc qua, ám vực bên trong, có một cái tên là U Ám Địa Vực chỗ, mà cuộc sống ở U Ám Địa Vực bên trong ám linh tộc tựa hồ chính là cái này tướng mạo. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng mà cái này ám linh tộc thanh niên làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, con người bị thương nặng ngã xuống hắn trước cửa. Giờ phút này, tên này ám linh tộc thanh niên đã lâm vào hôn mê, ngay tại Diệp Thần do dự muốn không muốn thông báo lo cho gia đình người xử lý lúc đó, nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái. Hắn ánh mắt rơi vào thanh niên kia ngón tay cạnh, chỉ gặp, hắn dùng máu tươi viết xuống hai chữ. Cái này là tên một người. Người này tên chính là Cố Hàn. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, sắc mặt có chút nặng lạnh, Cố Hàn đã từng phái người ám sát qua hắn, sổ nợ này hắn cũng phải cần coi là. Bất quá, hắn ở đi tới Cố gia trên đường, đã từng hỏi Cố Bác Hành, Cố Hàn phải chăng ở Cố phủ bên trong. Có thể Cố Bác Hành nhưng là nói cho hắn, Cố Hàn mất tích. Cơ hồ là Diệp Thần đánh bại Thôi Lập Ân không lâu sau, Cố Hàn, liền mất tích. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thần hay là đem người thanh niên này mang vào trong phòng, đồng thời theo vung tay lên, đem vết máu trên đất tản đi. Tên này đầu chọc ám linh tộc thanh niên. Bất ngờ chính là ma thoi ám sát đoàn đoàn trưởng, Cổ Lôi. U ám địa vực, một tòa lòng đất cung điện bên trong. Ngọc đen mài rũa mà thành trên ngai vàng, một tên thanh niên tóc trắng đang có chút lười biếng ngồi, một cái tay nhờ ở trên cằm, mắt nhìn xuống quỳ ở trước người nam tử. Người thanh niên này, màu da trắng bệch, hiển nhiên cũng không phải là ám linh tộc, người này bất ngờ chính là từ lo cho gia đình mất tích Cố Hàn. Chỉ là... chẳng biết tại sao lại là sinh một đầu tóc bạc. Và Đế Thích Thiên có chút giống. Mà quỳ xuống trước người hắn, chính là một tên thủy nguyên cảnh trung kỳ ám linh tộc nam tử. Thực lực này không tầm thường ám linh tộc nam tử, ở Cố Hàn trước mặt nhưng giống như là dê con đợi làm thịt vậy, run lẩy bẩy, hiển nhiên, vô cùng là sợ hãi. Cố Hàn nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng nói, nghe nói, ngươi là ma thoi ám sát đoàn đệ nhất sát thủ. Tên kia nam tử. Chỉ là nghe được Cố Hàn thanh âm, chính là run run một tí, gật đầu nói, ừ. Cố Hàn nhàn nhạt nói, đã như vậy, tại sao thời gian dài như vậy trôi qua, người vẫn là không có tìm được Cổ Lôi. Ừ, ma thoi ám sát đoàn đệ nhất sát thủ, chính là loại phế vật này. Nam tử kia quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thanh âm hắn có chút run rẩy địa đạo, bẩm báo chủ nhân, vậy Cổ Lôi chân thực quá xảo quyệt, hơn nữa, quen thuộc chúng ta thu thập tình báo phương pháp. Làm sao? Cố Hàn trong mắt lóe lên một món hàn mang nói, người đây là đang chống đối ta. Vừa nói, giơ tay lên,
tựa hồ muốn hướng nam tử đưa tới. Cái này một tí, tên kia vốn là ma thoi ám sát đoàn đệ nhất sát thủ, làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật nam tử, thật là đều phải bị hù được bất tỉnh khuyết đi qua. Cố Hàn chân thực quá khủng bố. Một tháng trước, Cố Hàn đột nhiên xông vào ma thoi ám sát đoàn bên trong, tại chỗ, giết chết phần lớn đoàn viên, lấy vô cùng thực lực kinh khủng, đem ma thoi ám sát đoàn bỏ vào trong túi. Nhưng, làm tên này ám linh tộc nam tử sợ hãi, còn không phải là Cố Hàn thực lực. Mà là mỗi cái chết ở Cố Hàn trong tay người, trạng thái chết, cũng cực kỳ thê thảm, tựa như bị Cố Hàn miễn cưỡng hút khô vậy. Những cái kia đã từng là những đồng bạn, trước khi chết kêu rên, kêu thảm thiết, đến nay còn quanh quẩn ở hắn đầu óc bên trong. Cho dù xem hắn như vậy giết người không nháy mắt sát thủ, cũng là đáy lòng phát rét. Toàn bộ ma thoi ám sát đoàn bên trong, chỉ một chạy trốn ra ngoài, chính là Cổ Lôi. Mắt gặp Cố Hàn tay sắp rơi vào trên người mình, tên kia nam tử vội vàng hô to nói, chủ nhân, chậm đã. Mặc dù, ta không có tìm được Cổ Lôi, nhưng là, ta lấy được khác một cái tin. Ngài ban đầu để cho chúng ta chú ý người kia trở lại ám vực. Cái gì? Cố Hàn nghe vậy, trong mắt ánh sáng đông lại một cái, thu tay về nói, người nói là, Diệp Thần trở về. Ngươi xác định. Nam tử nặng nề thở ra một hơi nói, ta xác định. Hơn nữa, thuộc hạ đã tra ra, Diệp Thần bây giờ đang ở lo cho gia đình. Cố Hàn hỏi, người có thể đã điều tra xong, thằng nhóc này hôm nay thực lực gì? Vậy ám linh tộc chàng trai nói, bổ thiên cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp, khoảng cách càn khôn cảnh chỉ kém một chút khoảng cách, bất quá, hắn cưỡi một con yêu thú, tựa hồ rất cường đại, lấy ta thực lực, không cách nào phán đoán yêu thú kia cụ thể cảnh giới. Cố Hàn nghe vậy, trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tên kia nam tử bên trong tim có chút thấp thỏm, hắn lấy dũng khí, khẽ ngẩng đầu lên, hướng Cố Hàn nhìn, nhưng là tròng mắt run lên. Chỉ gặp, Cố Hàn trên gương mặt lộ ra một cái vô cùng dữ tợn, tà ác, nụ cười tàn nhẫn. Bất quá, rất nhanh, hắn liền thu liếm lại cười gượng, phất phất tay nói, đi xuống đi, lại cho ngươi nửa tháng thời gian, nếu như hay là tìm không tới Cổ Lôi, kết quả ngươi rất rõ ràng. Nam tử kia nghe vậy. Lật đật lui ra. Nam tử rời đi sau đó, một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ Cố Hàn nơi mi tâm xông ra, rơi vào trước người của nó, hóa thành một đạo khuôn mặt mơ hồ ông già hư ảnh. Cố Hàn đối mặt cái này ông già, ngược lại là sắc mặt cung kính nói, tà lão, ta báo thù cơ hội rốt cuộc đã tới. Bất quá, thằng nhóc này rất quỷ dị, ta lo lắng sẽ có bất trắc. Vậy được gọi là tà lão tồn tại cười hắc hắc nói, thằng nhóc. Có bổn tôn giúp ngươi có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ, ngươi thù, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mặc dù cũng không phải là bổn tôn chủ ý, nhưng, hiện tại bổn tôn chỉ có thể cùng ngươi cộng sinh, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, hiện tại trọng yếu nhất, là mang ngươi phi thăng thái thượng thế giới. Ở nơi này ám vực bên trong, tà khí thật là ít ỏi, bổn tôn muốn khôi phục thực lực, thật là không thể nào. Cố Hàn nghe vậy. Mặt đầy vẻ hưng phấn địa đạo, tà lão nói cực phải. Vậy tà lão đột nhiên cười nói, bất quá, nghe ngươi nói, ta đối với cái này kêu Diệp Thần tiểu tử ngược lại cũng có chút tò mò, nếu như hắn thật xem ngươi nói, thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, thân xác lại không có so cường đại nói. Hi hi, ăn nhất định vậy rất đẹp chứ. Cố Hàn nghe vậy, liếm môi một cái, tim hắn điên cuồng loạn động trước, đã không kịp chờ đợi muốn nghe được Diệp Thần trước khi chết hết thảm. Bất quá, Cố Hàn cũng không có lập tức đi lo cho gia đình, mà là mặt lộ vẻ lau một cái nụ cười tàn nhẫn, đi tới cung điện dưới đất. Lòng đất dưới, nhốt trước rất nhiều ám linh tộc võ giả, phần lớn đều là phái nữ, hơn nữa, dung mạo xinh đẹp. Nhưng, trừ cái này ra, những thứ này phái nữ không một không phải thủy nguyên cảnh trở lên tồn tại. Các nàng đều là ám linh tộc bên trong phái nữ cường giả, trong ngày thường địa vị rất cao, nhưng hôm nay, nhưng là trở thành tù nhân. Từng cái mắt đẹp bên trong đều là lộ ra sợ hãi vẻ. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, những cô gái kia nghe được cái này tiếng bước chân, thân thể mềm mại đều là khẽ run. Cái đó giống như ác ma người bình thường tộc nam tử muốn tới. Cố Hàn liếm môi một cái, những thứ này đều là mấy ngày nay, hắn thu thập được con mồi, cứ như vậy ném xuống, há chẳng phải là quá đáng tiếc. Ở đêm Diệp Thần chiếm đoạt trước, tới mở ra dạ dày nhỏ rau. Cũng không tệ, không phải sao. Rất nhanh, hắc ám bên trong chính là vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.
Kinh Châu lo cho gia đình. Cổ Lôi nhướng mày một cái, chậm rãi mở mắt, làm hắn thấy mình đang nằm ở trên giường lúc đó, cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Ngươi tỉnh. Đây là, Cổ Lôi bên người vang lên một đạo thanh âm nam tử. Cổ Lôi nhìn một cái trên mình dần dần khép lại vết thương, quay đầu mỉm cười nói, đa tạ Diệp công tử thay ta chữa thương. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi nhận được ta. Hắn sở dĩ cứu Cổ Lôi, nguyên nhân rất đơn giản, muốn biết liên quan tới Cố Hàn chuyện. Diệp Thần từ trước đến giờ không phải một cái tha thứ người, hắn đã bỏ qua Cố Hàn một lần, có thể Cố Hàn vẫn là phải giết hắn. Như vậy, Diệp Thần phải giết Cố Hàn. Cái thù này hắn nhất định sẽ báo. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, bóp chết Cổ Lôi, chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay, cho dù không nói hắn thực lực chân thật, dựa hết vào trước thân sát lực, giết chết Thủy Nguyên Cảnh, còn người bị thương nặng Cổ Lôi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng, dù vậy, Cổ Lôi đối mặt Diệp Thần lúc đó, như cũng biểu hiện được vô cùng là ổn định, hắn duy trì nụ cười nói, ta không chỉ có biết Diệp công tử, ngươi còn nhớ ban đầu đuổi giết ngươi tên sát thủ kia sao? Ngươi chưa thấy được hắn tướng mạo cùng ta có chút tương tự. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt chớp động một tí, không nói gì. Cổ Lôi đột nhiên nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là ban đầu phái ra sát thủ ám sát vây quanh dài. Cổ Lôi là một người thông minh, nếu không, cũng sẽ không sống đến hiện tại, hắn rất biết mình bây giờ muốn sống mệnh, Diệp Thần là hy vọng duy nhất của hắn, hắn không thể nào tránh được Cố Hàn cả đời. Mà ở Diệp Thần trước mặt nói láo, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt, cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thẳng thắn hết thảy. Diệp Thần nghe vậy, híp đôi mắt một cái nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Cổ Lôi cười nói, không sợ. Tại sao? Cổ Lôi ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, một, ta cùng Diệp công tử cũng không thù oán, sở dĩ phái ra sát thủ, vậy bởi vì làm ăn. Hai, Diệp công tử chân chính cửu nhân, là Cố Hàn, ta trên tay có liên quan tới hắn tin tức trọng yếu. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, Cổ Lôi đích xác rất thông minh, hoặc là nói ánh mắt rất tốt, Diệp Thần cũng không phải là như vậy dễ dàng thiên nộ vu nhân loại hình, oan có đầu, nợ có chủ. Hơn nữa, lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, vậy không cần phải vào một cái thủy nguyên cảnh tồn tại so đo. So ra, hắn để ý hơn Cố Hàn tin tức. Bất quá, Diệp Thần vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi, người tại sao sẽ xuất hiện ở lo cho gia đình? Thì tại sao phải ra bán mình quý khách? Hơn nữa, người bị thương nặng. Cổ Lôi nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, ta sở dĩ xuất hiện ở lo cho gia đình, là bởi vì là, ta đang tránh né Cố Hàn, cho nên thông qua một ít quan hệ giới thiệu đến lo cho gia đình bên trong làm việc. Cố Hàn hiện tại mặc dù thực lực chợt tăng, nhưng, thực lực này tới cũng không sạch sẽ, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút không muốn đối mặt lo cho gia đình người. Như vậy cũng tốt so, một ít người phạm tội thu hoạch nhiều tài sản, cũng không dám về nhà như nhau. Cho nên hắn lựa chọn trốn vào lo cho gia đình. Mà trùng hợp, bữa trước, hắn thấy được Cố Bắc Hành mang Diệp Thần trở về. Lúc ấy, Cổ Lôi thương thế trên người đã không áp chế được, vốn là, đã làm xong chờ chết dự định, có thể Diệp Thần đến, phảng phất như là từ trên trời giáng xuống một cái phao cứu mạng à. Cái này cơ hội, hắn nhất định phải bắt. Cổ Lôi ánh mắt nhỏ tránh, tiếp tục nói, còn như bán đứng Cố Hàn, cùng với vết thương trên người. Hắn nói tới chỗ này, sắc mặt hơi nặng lạnh xuống, đó là bởi vì, Cố Hàn đang đuổi giết ta, mà thòi ám sát đoàn bên trong phần lớn người, đều bị hắn giết, chỉ có ta một người trốn thoát, Diệp công tử, bây giờ Cố Hàn đã không phải là trước kia Cố Hàn, nói thật, liền ta cũng không rõ ràng, hắn thực lực kết quả đạt tới tầng thứ gì, nhưng, nếu như ta đoán không lầm, chí ít, ở còn chân cảnh nhất tầng thiên bên trên. Chưa ăn qua thịt heo, không đại biểu không gặp qua heo chạy. Cổ Lôi đã từng tiếp xúc qua còn chân cảnh tồn tại, cho dù không nhìn thấu Cố Hàn tu vi, thông qua hắn sắc bén ánh mắt, cũng có thể đối với thực lực, có một cái đại khái phán đoán. Lần này, đến phiên Diệp Thần kinh hãi. Còn chân cảnh bên trên. Phải biết, Diệp Thần tốc độ tăng lên, có thể nói chưa từng có ai liền à, cũng mới ở trước đây không lâu, thực lực chiến đấu đột phá còn chân cảnh. Cố Hàn mặc dù có chút thiên phú võ đạo, nhưng tuyệt đối không đạt tới tầng thứ này. Diệp Thần không khỏi phải hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Trong này nhất định có ẩn tình khác. Cổ Lôi trao mày nói, trên thực tế, ban đầu, Diệp công tử tiêu diệt Thôi Lập Ân sau đó, Cố Hàn lo lắng gặp phải ngươi trả thù, liền rời đi lo cho gia đình,
đi u ám địa vực ẩn núp, ở u ám địa vực, Cố Hàn cần phải là có kỳ ngộ gì. Nắm giữ một loại vô cùng là kinh khủng tà công. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt lóe lên nồng nặc nghĩ mà sợ vẻ. Tà công. Cổ Lôi trầm giọng nói, vậy tà công, có thể chiếm đoạt võ giả máu thịt tinh hoa, đổi thành là tự thân thực lực, điều này cũng làm cho Cố Hàn thực lực bạo tăng, có lẽ, hắn là đối với ta năm đó thu lấy tiền tài của hắn nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, oán hận ở tim, cho nên tìm được ma thoi ám sát đoàn. Mà ta may mắn từ trong tay chạy khỏi, chuyện về sau, Diệp công tử hẳn biết. Diệp thần nghe vậy, trong mắt cũng là không khỏi được lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, nếu như Cổ Lôi không có nói láo nói, vậy, lấy thủy nguyên cảnh thực lực, có thể từ Cố Hàn trong tay chạy khỏi có bao nhiêu khó khăn, có thể tưởng tượng được. Đây cũng không phải là một câu may mắn có thể khái quát. Hơn nữa một người nhanh chóng trưởng thành, có lẽ cũng chỉ có tà công mới có thể làm được. Ban đầu Hoa Hạ Lâm Tuyệt Long không phải như vậy sao? Thần quốc có tà công, vực ngoại chẳng lẽ không có sao? Diệp thần lại hỏi nói, ngươi có biết, Cố Hàn bây giờ ở đâu? Cổ Lôi nghe vậy ánh mắt nhỏ tránh nói, ở ma thoi ám sát đoàn cung điện, nhưng, nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn rất nhanh sẽ tới lo cho gia đình. Diệp thần có chút bất ngờ nói, tới lo cho gia đình. Cổ Lôi nói, tới giết Diệp công tử ngươi. Diệp thần khóe miệng hiện lên một nụ cười, ừ, cái này ngược lại tránh hắn chạy lên một chuyến. Có thể, ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc nhưng là mở miệng nói, Diệp thần, cẩn thận chút, dựa theo Cổ Lôi nói, Cố Hàn tu luyện tà công cũng không đơn giản, nếu là không có chí cường giả trợ giúp là không thể nào luyện thành. Ừ, Diệp thần có chút không rõ ràng, không phải là chiếm đoạt máu thịt tinh hoa sao? Cái loại này tà công rất thường gặp. Sóc lão cũng là mở miệng nói, thằng nhóc, dựa theo Cổ Lôi nói, vậy Cố Hàn cắn nuốt là thủy nguyên cảnh võ giả, tu vi đạt tới thủy nguyên cảnh là ý gì? Vậy, nhưng mà dính liền thủy nguyên đại lộ hơi thở tồn tại à, há là như vậy dễ dàng cắn nuốt? Ngươi lấy vì ai cũng giống như ngươi vậy nghịch thiên. Mà Diệp thần vậy chỉ là thông qua phệ hồn thông trời, chiếm đoạt đối phương hơi thở thôi. Trong chốc lát, Diệp thần thần sắc cũng có chút ngưng trọng xuống. Cổ Lôi vậy vào lúc này mở miệng nói, Diệp công tử, ta đề nghị là rời đi trước lo cho gia đình, ta sẽ giúp ngươi né tránh những cái kia đầu phục Cố Hàn bọn sát thủ dò xét, sau đó, thảo luận kỹ hơn, đến khi ngươi có đầy đủ thực lực sau đó, sẽ cùng một trận chiến. Diệp thần nhưng mà hy vọng của hắn à, nếu là Diệp thần chết ở Cố Hàn trong tay, hắn phỏng đoán sống được vậy không lâu. Hắn nhìn ra được Diệp thần rất mạnh, thậm chí, ngày đó Cố Bắc Hành cùng Diệp thần trở lại lo cho gia đình lúc đó, người bị thương nặng, rất có thể, là Diệp thần tạo thành, nói cách khác, Diệp thần thực lực, ở còn chân cảnh bên trên, nhưng, dù vậy, Cổ Lôi vẫn là cho rằng, bây giờ Diệp thần, đối mặt Cố Hàn không có nắm chắc tất thắng. Diệp thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần. Không đánh mà chạy, không phải hắn thói quen. Hắn tu chính là lăng tiêu võ ý, chỉ cần có từng tia chiến thắng đối thủ có thể, Diệp thần liền sẽ không lùi bước, huống chi, hiện tại căn bản không biết Cố Hàn thực lực cụ thể. Đây là, ngoài cửa lại là vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Diệp thần mở cửa phòng, chỉ gặp, một tên Cố gia tỷ nữ đứng ở ngoài cửa, đối với Diệp thần thi lễ một cái nói, Diệp công tử. Gia chủ ở phòng tiếp khách chờ ngươi. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, lúc này, liền đi theo tên này tỷ nữ, hướng phòng tiếp khách đi tới. Rất nhanh, Diệp thần liền bước vào trong sảnh. Cố Bắc Hành hôm nay trên mình kiếm tổn thương mặc dù đã khép lại, nhưng, sắc mặt như cũ vô cùng trắng bệch, hơi thở có chút suy yếu, hắn thấy Diệp thần hôm nay sắc mặt như thường hình dáng, không khỏi được mặt lộ vẻ cười khổ. Người so người, tức chết người. Diệp thần sinh mệnh lực đơn giản là vô số võ giả mơ tưởng cầu mong lực lượng, cũng chính là kinh khủng này sinh mệnh lực, mới để cho Cố Bắc hành động một ít liên quan tới món đồ kia tâm tư. Diệp thần thi lễ một cái nói, Cố thúc thúc, tới tìm ta có chuyện gì? Cố Bắc hành nói, theo ta tới, ta có kiện đồ cấp cho ngươi. Vừa nói, liền dẫn Diệp thần hướng lo cho gia đình một cái hướng khác đi. Vốn là, còn thần sắc như thường Diệp thần, càng đi, ánh mắt càng kinh ngạc. Dọc theo con đường này, Cố Bắc Hành lại là mang hắn trải qua cấm chế dày đặc, đi tới lo cho gia đình không cho phép gia chủ ra người bất kỳ đến gần bí địa. Gia hiện tại Diệp thần trước mắt là một tòa nhìn như thông thường gác lửng. Cố Bắc Hành lấy ra một tấm lệnh bài,
hướng về phía đánh gác lửng bắn ra một đạo ánh sáng. Một khắc sau, lầu các cửa từ từ mở ra, một hồi bụi bặm nâng lên, hiển nhiên, lầu các này đã đóng cửa rất nhiều năm. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đây là... Cô Bắc Hành mang Diệp Thần bước vào gác lửng bên trong, chỉ gặp, gác lửng vị trí chính giữa một nơi mộc trên đài, để một cái hộp ngọc, nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng, Diệp Thần trong mắt bên trong nhưng là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Hắn biết, lầu các này xa không có nghĩ xem bên trong đơn giản như vậy. Vậy mộc chung quanh đài, bao phủ thành hơn 100.000 đạo trận pháp, tản ra cấm diệt hơi thở, cho dù là hắn, nếu như tùy tiện ra tay lấy đi cái đó nhìn như ngọc thông thường hộp, chỉ sợ cũng phải bị tổn thương thật lớn. Cô Bắc Hành lệnh bài trong tay lần nữa sáng lên, ở lệnh bài ánh sáng bên trong, vậy vô số trận pháp toàn bộ tháo ra, tay hắn một chiêu, liền đem hộp ngọc kia hấp thu vào liền trong lòng bàn tay. Cô Bắc Hành mở ra hộp ngọc này, một khắc sau, một cổ vô cùng là đậm đà khí tức hủy diệt, ngay tức thì liền tràn ngập ở gác lửng bên trong. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, giờ phút này, cả tòa gác lửng đều phải bị vậy khí tức hủy diệt, thổi phồng thành màu mực. Hắn đối với trong hộp ngọc để đồ nhìn, có chút hiếu kỳ, là bảo vật gì có thể tản mát ra đậm đà như vậy khí tức hủy diệt. Xuất hiện trước mắt hắn bất ngờ là một quả đen nhánh đan dược. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính đều có chút thử ra. Đan dược, phần lớn đều là chữa thương, tu hành, khôi phục linh lực chi dụng, có thể viên thuốc này, hiển nhiên, cùng người khác không cùng à. Gọi là độc dược, càng thích hợp. Lớn mạnh như vậy hủy diệt lực ẩn chứa trong đó, giống vậy võ giả nếu như uống, sợ rằng, ngay tức thì cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Cô Bắc Hành ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người có nghe nói qua diệt thể đan. Diệt thể đan. Diệp Thần lắc đầu một cái. Cô Bắc Hành nói, cái gọi là diệt thể đan, trên thực tế là một loại trợ giúp võ giả tu hành hủy diệt mộ đạo đan dược. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, lại có đan dược có thể trợ giúp võ giả tu hành mộ đạo. Đặc biệt là xem hủy diệt mộ đạo như vậy, vô cùng cường đại cấp bậc. Cô Bắc Hành nói, người hẳn rất rõ ràng, hủy diệt mộ đạo là một loại phá hoại, là chết lực lượng, mà chúng ta nhưng là vật còn sống, thậm chí có thể nói, quỷ tu, trên bản chất vậy còn là vật còn sống. Nếu là vật còn sống, bất luận chúng ta phải chăng nguyện ý, cũng sẽ cùng hủy diệt mộ đạo tới giữa có từng tia mâu thuẫn. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn rất sớm liền phát hiện cái vấn đề này, bất quá, đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Sống và chết, vĩnh viễn là đối lập. Như vậy kết quả chính là thi triển hủy diệt lực lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có từng tia ngưng trệ một cái. Cô Bắc Hành trong mắt thần quang, bỗng nhiên một thỉnh nói, cái này cái diệt thể đan, chính là vì để cho võ giả thân thể cùng hủy diệt mộ đạo, hơn nữa thân thiện, mà luyện chế được. Nếu như có người, có thể đem luyện hóa nói, không chỉ có ở hủy diệt mộ đạo trên, sẽ có tăng lên không nhỏ, đồng thời, cùng hủy diệt lực vậy sẽ bộc phát thân thiện, ra tay để gặp. Lực hủy diệt này sẽ không chút nào ngưng trệ một cái, người hẳn biết, điều này có thể là thật lực, mang đến bao lớn tăng lên. Diệp Thần nghe vậy, con người có giúp một cái này diệt thể đan quá nghịch thiên. Nếu là có thể hoàn mỹ cùng hủy diệt mộ đạo thân thiện, Diệp Thần có tự tin, mình thực lực tất nhiên sẽ bay lên gấp đôi trở lên. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút hiếu kỳ phải, cái này diệt thể đan thả tựa hồ rất lâu rồi. Nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối không có ai đem luyện hóa đâu. Loại bảo bối này căn bản không có thể lưu đến hôm nay à. Hắn rất rõ ràng, thứ chí bảo này tuyệt sẽ không có rất nhiều, hơn nữa, không nói khác, Cố Bắc Hành liền hiển nhiên không có dùng qua diệt thể đan, thân thể cùng hủy diệt mộ đạo như cũ không cách nào thân thiện. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, Cố Bắc Hành mặt lộ vẻ cười khổ nói, thằng nhóc. Cái này diệt thể đan chính là lo cho gia đình lão tổ lưu lại chí bảo một trong, nhưng, cho dù là lão tổ cũng không có uống cái này diệt thể đan, không chỉ có như vậy, còn để lại một đạo mệnh lệnh. Đó chính là, trừ phi, có một cái vô cùng tươi đẹp yêu nghiệt xuất hiện, nếu không, người bất kỳ đều không thể thử nghiệm luyện hóa diệt thể đan. Nguyên nhân, rất đơn giản, đó chính là muốn luyện hóa diệt thể đan, 99,9% chín võ giả đều sẽ chết. Hủy diệt lực há là tốt như vậy tiếp nhận. Diệt thể đan, vì để cho võ giả thân thể hơn nữa thân thiện hủy diệt mộ đạo, sẽ trước đem võ giả thân thể, hoàn toàn phá hoại một bên, rồi sau đó, ở võ giả trong cơ thể mỗi một cái tế bào bên trong đều lưu lại hủy diệt lực đóng dấu. Cái này,
căn bản không phải người bình thường có thể chịu được. Cho nên, cái này diệt thể đan tuy là chí bảo, nhưng lưu đến ngày hôm nay. Mà kiến thức Diệp Thần vậy nghịch thiên cực kỳ sinh mệnh lực sau đó, Cố Bác Hành đầu tiên nghĩ tới chính là cái này diệt thể đan. Có thể cái này vực ngoại, chỉ có một người có cơ hội luyện hóa diệt thể đan, người đó chính là Diệp Thần. Cố Bác Hành nói, thằng nhóc, ngươi tự đi lựa chọn, là quyết định luyện hóa cái này diệt thể đan, vẫn là buông tha. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, ta muốn luyện hóa diệt thể đan. Hắn lập tức phải đi thiên nhân vực, phải tăng lên nữa. Cố Bác Hành đem hộp ngọc kia, giao cho Diệp Thần, vô cùng trịnh trọng nói, thằng nhóc, đừng chết, người đã đáp ứng ta, muốn mang Tuyền mà vậy nha đầu trở về. Cố Bác Hành sở dĩ nguyện ý đem cái này diệt thể đan cầm ra, một mặt cũng là vì Cố Tuyền. Tìm Cố Tuyền, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy, Diệp Thần thực lực càng mạnh càng tốt. Lúc này, Diệp Thần nhận lấy vậy diệt thể đan, liền trực tiếp ở gác lửng bên trong ngồi xuống. Cố Bác Hành đi ra gác lửng, nhưng, lại không có rời đi, mà là ngồi xếp bằng ở các cửa lầu, là Diệp Thần hộ pháp. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy cái diệt thể đan, một khắc sau, liền trực tiếp há miệng, đem nuốt vào trong bụng, cả người linh lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần sắc mặt chính là biến đổi, hắn đan điền tựa như đốt đốt. Một cổ vô cùng cuồng bạo hủy diệt lực, ở hắn kinh mạch bên trong, điên cuồng tứ ngược. Cho dù Diệp Thần sớm thành thói quen liền thống khổ, giờ phút này, vẫn là đau cả người toát ra mồ hôi lạnh, im lìm hừ một tiếng. Hắn chặt chẽ cắn răng, điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể cùng sức sống, củng cố thân xác, để tránh bị lực hủy diệt này, trực tiếp đập sập. Có thể, rất nhanh, Diệp Thần sắc mặt liền có chút khó coi. Cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, cũng kiên trì được vô cùng là miễn cưỡng. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, thi triển hủy diệt đạo vận, người phải làm không phải chống cự, mà là khống chế cổ lực lượng này chui luyện thân thể. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt ánh sáng lớn thả, một khắc sau, một đạo hủy diệt đạo ấn, liền treo lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu, hắn khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn hủy diệt lực, từ đạo ấn bên trong sông ra, cùng trong cơ thể tàn phá lao nhanh dược lực, lẫn nhau đánh thẳng vào. Nếu như tương diệt thể đan dược lực so làm là hồng đào, Diệp Thần thi triển hủy diệt lực liền giống như là một đạo nước chảy xiết. Hôm nay, hắn chính là muốn lấy cái này nước chảy xiết, ăn mòn dược lực hồng đào, lấy đạt tới khống chế diệt thể đan dược lực mục đích. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần thân thể không ngừng bể tan tành, máu tươi tự thương miệng bên trong cuồn cuộn ra, đã đem lầu các này mặt đất, hoàn toàn nhuộm thành liền đỏ tươi vẻ. Nếu như đổi thành vậy võ giả, đều đã không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Thần chau mày, đây là một chàng cùng thời gian thi đấu chạy trò chơi, nếu là ở hắn thân thể hoàn toàn bị đánh sụp trước, nắm trong tay diệt thể đan dược lực, thắng chính là hắn. Ba ngày sau, mấy đạo ánh sáng đang hướng lo cho gia đình chạy nhanh đến, ở cách lo cho gia đình vị trí không xa, trong đó, một đạo đen nhánh độn quang, bỗng nhiên dừng lại, chắn còn lại mấy đạo độn quang trước. Ánh sáng thu liếm, không trung xuất hiện mấy tên khí thế không tầm thường trai gái. Cái này mấy người, bất ngờ là các châu bang trưởng. Trong đó, thì có Du Hồng Anh, Ngụy Tật các người. Mà ngăn trở mọi người chính là Du Hồng Anh. Du Hồng Anh nhìn như, tựa hồ có chút tức giận nói, mấy người các ngươi tại sao phải đi theo ta? Ngụy Tật nhàn nhạt nói, Du Hồng Anh, ngươi lấy là chúng ta còn không biết, vị kia đại nhân đã trở lại ám vực. Hắn có chút cân nhắc cười nói, chẳng lẽ, cũng chỉ có một mình ngươi có tư cách viếng thăm vị kia đại nhân. Du Hồng Anh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên, nàng nhưng là hơi biến sắc mặt, hướng một cái hướng khác nhìn. Nàng con ngươi, có chút run rẩy, tựa hồ, có một đạo kinh thiên tà khí đang từ nơi đó truyền tới. Một khắc sau, một đạo hắc khí bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắc khí kia phi độn tốc độ cực nhanh. Mấy cái chớp động sau đó, liền đi tới lo cho gia đình bầu trời, hắc khí thu lại biến thành một tên đầu tóc bạc trắng mặt lộ vẻ tà cười thanh niên. Chính là Cố Hàn. Đám người nhìn xa xa đạo thân ảnh kia, sợ ngây người, miệng há to, cũng không khép lại được à. Người thanh niên này đã tham gia người đại diện khảo hạch, mấy vị bang trưởng tự nhiên cũng nhận được. Có thể, để cho bọn họ rung động phải, giờ phút này. Mấy người bọn họ lại đều không cách nào từ Cố Hàn trên mình cảm nhận được cảnh giới cụ thể.
Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lo cho gia đình bên trong, Cố Bắc Hành bỗng nhiên thần sắc động một cái, hướng bầu trời bên trong nhìn, làm hắn ánh mắt rơi vào Cố Hàn trên mình lúc đó, nhưng là mặt lộ vẻ khó tin. Hắn nhìn một cái sau lưng, như cũ đóng chặt cửa lầu các, chính là thân hình động một cái, đi tới Cố Hàn trước mặt. Cố Bắc Hành ngưng mắt nhìn Cố Hàn nói, Cố Hàn, ngươi trở về, đoạn thời gian này, ngươi đều đi nơi nào? Hắn ánh mắt bộc phát kinh nghi, thời khắc này Cố Hàn tựa như hoàn toàn thay đổi người vậy, quanh thân tà khí dâng trào, mấu chốt nhất là, Cố Hàn tu vi. Thời khắc này Cố Hàn, ở hắn trong mắt lại là tản mát ra vượt qua mình mấy phần khí tức kinh khủng à. Cố Hàn không trả lời, mà là nhàn nhạt nói, gia chủ, Diệp Thần ở nơi nào? Cố Bắc Hành nghe vậy, hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu nói, Diệp Thần. Ngươi tìm hắn làm gì? Làm gì? Cố Hàn trong mắt, dâng lên một đạo tà dị, cả người khí chất đổi được bộc phát âm u quỷ dị nói, tự nhiên, là giết hắn. Cố Bắc Hành con người bỗng nhiên co rúm một cái, thân hình hắn chớp mắt, chính là lui về phía sau, đồng thời, một đạo lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, lệnh bài bên trên ánh sáng lớn thả, một đạo màn sáng sau đó dâng lên, bao phủ cả tòa Cố phủ. Hắn lại là không chút do dự kích hoạt cái này bảo vệ tộc đại trận. Cố Hàn thấy vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó, sắc mặt ngay tức thì rét lạnh liền xuống nói, gia chủ, người đây là ý gì? Ta là lo cho gia đình người. Chẳng lẽ, người muốn giúp người ngoài đi đối phó người mình? Cố Bắc Hành không nói gì, sắc mặt vô cùng làm khó xem, Cố Hàn cho hắn cảm giác giống như thượng cổ tà ma trở lại thế gian vậy, hắn có thể khẳng định, Cố Hàn trong cơ thể, nhất định có một cái khác tồn tại. Võ giả một khi vào tà đạo, liền sẽ dần dần mất lý trí, cuối cùng, đem bên người hết thảy đều coi là tu luyện tài nguyên vậy đối đãi. Người như vậy, đã không thể gọi làm người à? Người mình. Ha ha, sợ rằng ở Cố Hàn trong mắt, toàn bộ lo cho gia đình thì tương đương với một cái linh thạch kho hàng sao. Mà bọn họ chính là cung cấp Cố Hàn tu luyện linh thạch. Hắn nội tâm vô cùng nặng nề, đành phải cầu khẩn, Diệp Thần, người có thể nhất định phải mau sớm đem vậy diệt thể đan thành công luyện hóa à. Hiện tại, toàn bộ lo cho gia đình hy vọng duy nhất chính là còn đang bế quan bên trong Diệp Thần liền à. Cố Hàn gặp Cố Bắc Hành thờ ơ, bĩu môi một cái. Hắn mắt nhìn xuống Cố Bắc Hành nói, Cố Bắc Hành, ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi sẽ vì mình quyết định hối hận. Một khắc sau, hắn phát ra một tiếng giống to, vô tận uy áp từ trong cơ thể nộ, bộc phát ra, dù Hồng Anh các người cho dù cách nhau cực xa, cảm nhận được Cố Hàn quanh thân kích động uy áp lúc đó, đều là sắc mặt cuồng biến, thân thể cứng ngắc, ở nơi này uy áp bên trong liền một tia một hào sức đề kháng cũng không có à. Các nàng sợ, thật sợ, đây quả thực là thần ma vậy lực lượng à. Thủy nguyên cảnh tồn tại, ở cái này lực lượng trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Nếu như hiện tại, Cố Hàn muốn giết bọn họ, chỉ cần động một cái ý niệm là đủ rồi. Cũng may, Cố Hàn đối với mấy người bọn họ cũng không có hứng thú, toàn bức tâm thần đều tập trung ở vậy bảo vệ Cố gia đại trận bên trên. Đại trận này truyền thừa từ thượng cổ, vô cùng là không tầm thường tên là chín nguyên thuộc về vô cùng trận. Nháy mắt tới giữa. Màu xám đen tà khí không ngừng từ Cố Hàn trong cơ thể xông ra, giống như mênh mông vậy, chiếu nghiêng xuống, ngay tức thì đem vậy chín nguyên thuộc về vô cùng trận hoàn toàn chìm ngập. Không chỉ là cái này chín nguyên thuộc về vô cùng trận, lo cho gia đình chung quanh đường phố, nhà vân. Vân vậy toàn bộ ở cho đen tà khí bao phủ dưới. Ở ngắn ngủi yên lặng sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết liền từ vậy sương mù dày đặc giống vậy tà khí bên trong truyền tới. Vô số võ giả đều là tranh nhau muốn từ cho đen tà sương mù bên trong chạy khỏi. Có thể, không có người nào có thể chân chính chạy ra khỏi vậy tới từ địa ngục cho đen tà sương mù. Thỉnh thoảng, có một hai tên thực lực cường hãn tồn tại vọt ra khỏi sương mù, có thể, không tới một cái hô hấp thời gian chính là thân thể xu hướng tại hòa tan, ở trong tiếng kêu gào thê thảm lần nữa rơi vào vậy hắc vụ bên trong. Cố Hàn cuồng thiếu, cảm thụ những cái kia võ giả máu thịt, ở hắc vụ bên trong hóa là thuần túy lực lượng, sáp nhập vào mình trong cơ thể, trên mặt nổi lên vô cùng là hưởng thụ thần sắc. Giống như Cố Bắc Hành dự liệu như vậy, trên thực tế, thời khắc này Cố Hàn đã đem tất cả mọi người đều coi là tu hành tài nguyên. Nói cách khác chính là hai chân dê. Dù Hồng Anh các người nhìn một màn này, thật là cũng muốn nổi điên à. Tràng diện này, quá tà dị, quá sợ hãi.
Ngụy Tật cả người run rẩy nói, Diệp tiền bối, không phải thân ở lo cho gia đình bên trong sao? Tại sao, còn không ra tay? Đám người nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, dưới mắt có thể ngăn cản cái đó ác ma vậy thanh niên cũng chỉ có giống vậy sâu không lường được Diệp Thần liền đi. Nhưng, Diệp Thần nhưng thủy chung không có xuất hiện. Ngay tại lúc này, một tiếng quát chói tai ở Cố Hàn sau lưng vang lên nói, Cố Hàn, người đang làm gì? Cố Hàn nghe vậy, khẽ cau mày, hắn xoay người, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp, đứng ở trước mặt hắn là một tên dung mạo trên trung bình, khí chất đẹp lạnh lùng cô gái. Chính là Kinh Châu bang trưởng Lương Tử Băng. Nàng cũng là Cố Hàn đã từng là sư phụ. Giờ phút này, Lương Tử Băng sắc mặt xanh mét, nghe được vậy từng tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt bộc phát lạnh như băng. Nàng không nghĩ tới, tự đi đệ tử sẽ thành như vậy quái vật à. Cố Hàn thấy Lương Tử Băng, nhưng là cười, mỉa mai cười. Thân hình hắn một cái chớp động, liền đi tới Lương Tử Băng trước mặt, khá là cân nhắc mỉm cười nói, sư tôn, thật lâu không gặp. Lương Tử Băng cả người run rẩy, không phải sợ hãi, mà là tức giận. Nàng gần như gầm hét lên, Cố Hàn, còn không mau dừng tay. Người đã đúc xuống sai lầm lớn, hiện tại, theo ta đến ám phủ tự thú. Cố Hàn nghe vậy, nhưng là ha ha cuồng cười lên nói, Lương Tử Băng, bổn công tử kêu ngươi một tiếng sư phụ, ngươi còn thật trang. Ha ha, chính là một cái Kinh Châu ám phủ, có tư cách để cho ta tự thú sao? Hắn trong mắt, tàn khốc chớp mắt nói, cho dù Kinh Châu ám phủ, dốc toàn bộ ra, có thể làm ta thế nào? Tới một tên ta giết một tên. Ngươi, Lương Tử Băng, khí được cũng nói không ra lời, nàng hiện tại, chỉ hận mình ban đầu tại sao không có giết tên xúc sinh này. Cố Hàn thấy Lương Tử Băng vậy vô cùng là ánh mắt chán ghét lúc đó, mặt mũi một hồi vặn vẹo. Hắn không rõ ràng, tại sao mình đã lớn mạnh như vậy, có thể, những người này vẫn là phải như thế chán ghét nhìn mình. Tại sao còn không chịu thần phục? Ánh mắt kia đau nhói Cố Hàn tự ái. Hắn khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười dữ tợn, chợt ôm chặt lấy Lương Tử Băng thân thể mềm mại, mặt hắn cơ hồ dán đến Lương Tử Băng trên mặt, cân nhắc nói, sư phụ, người biết không? Mặc dù, người lớn lên cũng không tính là nhiều đẹp, nhưng, ngươi như vậy cao cao tại thượng tính cách, để cho ta đã sớm muốn chinh phục ngươi, nhìn ngươi ở ta dưới người cầu xin tha thứ bộ dáng. Lương Tử Băng điên cuồng vùng vẫy, lại không có bất kỳ hiệu quả nào, nàng giận dữ hét, buông ta ra. Ngươi tên xúc sinh này, buông ta ra. Cố Hàn trong mắt, tại ý một thịnh, ôm lấy Lương Tử Băng hai tay, bỗng nhiên dùng sức, tựa như... phải đem Lương Tử Băng thân thể mềm mại trực tiếp chen nhập mình trong cơ thể vậy. Lương Tử Băng mặt mũi cứng đờ, rắc rắc tiếng không ngừng, cả người xương cốt đều cơ hồ phải bị đánh nát. Nàng trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, phun ở Cố Hàn trên mặt, Cố Hàn tà tính cười một tiếng, lè lưỡi, đem vết máu nồng nhiệt liếm vào trong miệng. Một cổ lực lượng vô danh dính dấp Lương Tử Băng thân thể, tựa như sắp nàng máu thịt, thậm chí thần hồn cũng hoàn toàn nghiền thành bột vậy. Loại đau khổ này, khó mà hình dạng, trong cơ thể mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng ở rên rỉ. Lương Tử Băng phát ra một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết, rồi sau đó, cả người liền biến thành một cổ thây khô, máu thịt tinh hoa toàn bộ bị Cố Hàn chiếm đoạt hầu như không còn. Cố Hàn chưa thỏa mãn liếm liếm trên mặt cuối cùng một chút vết máu, buông lỏng hai tay, vậy cổ thây khô liền hóa thành phấn vụn tiêu tán. Du Hồng Anh các người thấy một màn này, cặp mắt đều là đầy máu. Các nàng và Lương Tử Băng quan hệ, không tính là tốt biết bao, có thể, các nàng rất rõ ràng, ban đầu Lương Tử Băng đối đãi Cố Hàn tên đồ đệ này, có thể nói là vô cùng chăm chỉ. Thật là, chính là cầm Cố Hàn làm con trai ruột vậy đối đãi à? Có thể Cố Hàn đâu? Lại là lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đem Lương Tử Băng giết chết. Võ đạo thế giới, rất tàn khốc, khá vậy vẫn là có ranh giới cuối cùng. Cố Hàn đây là liền từng tia nhân tính cũng không có à. Liền Du Hồng Anh các nàng cũng không chịu nổi. Một tên cổ đồng màu da chàng thanh niên, không nhịn được phẫn nộ quát cái gì cao nhân tiền bối. Ta xem, vậy Diệp Thần căn bản cái gì cũng không phải. Cái này tà ma đều đã ngông cuồng như vậy, có thể Diệp Thần đâu. Còn núp ở Cố gia trận pháp bên trong, làm con rùa đen rút đầu đây. Du Hồng Anh nghe vậy, há miệng một cái. Tựa hồ muốn phải phản bác, nhưng không nói ra lời. Mấy người nguyên bản đối với Diệp Thần đều là mang trong lòng kính ý, có thể hiện tại,
trong ánh mắt của bọn họ nhưng là viết đầy thất vọng. Diệp Thần thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào? Còn không phải là ngay cả mặt mũi đối với Cố Hàn dũng khí cũng không có. Giờ phút này, lo cho gia đình bên trong, vô số võ giả đều đã xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt vô cùng trầm ngưng, điên cuồng đem linh lực trong cơ thể, bơm vào đến trận pháp bên trong. Nhưng, dù vậy, vậy chín nguyên thuộc về vô cùng trận ở vậy vô cùng quỷ dị cho đen tà sương mù, không ngừng đánh vào dưới, ánh sáng cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống. Thậm chí, bề ngoài bên trên đã xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Một tên lo cho gia đình trưởng lão thấy vậy, thở dài một cái, không nhịn được đối với Cố Bắc Hành mở miệng nói, gia chủ, mời ngài mang trong tộc tinh nhuệ, thông qua truyền tống trận pháp, rời đi trước, cái này chín nguyên thuộc về vô cùng trận không ngăn được Cố Hàn, tối đa, 3 tiếng sau đó, trận pháp liền sẽ bể tan tành. Nếu như, lo cho gia đình thật phải bị chàng này đại kiếp nói, chí ít, cũng phải gìn giữ mồi lửa. Muốn tất cả mọi người đều rời đi, là không thể nào, tới một cái, thời gian không đủ, Cố Hàn sẽ không nhìn ngươi chạy trốn. Thứ hai, truyền tống trận pháp, là có sử dụng hạn chế số lần, đưa đi Cố Bắc Hành cùng trong tộc tinh nhuệ, đã là cực hạn. Có thể, Cố Bắc Hành, nhưng là sắc mặt kiên quyết lắc đầu nói, tất cả người, toàn lực kiên trì. Ta lo cho gia đình người, muốn sinh, cùng nhau sinh, phải chết, cùng chết. Người bất kỳ, đều không cho phép buông tha. Cho ta chống đỡ nữa. Vậy một đám lo cho gia đình người nghe vậy, đều là nhiệt huyết dâng trào, cùng kêu lên đáp lời, ưng. Cố Bắc Hành nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt không ngừng lóe lên, hắn đây là đang đánh cuộc. Kéo lên toàn bộ Cố gia tương lai đang đánh cuộc. Cố Bắc Hành tự nhiên biết, tiếp tục như vậy trận pháp sớm muộn sẽ bị phá, đối mặt Cố Hàn, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Có thể, hắn phải làm. Cũng không phải là chiến thắng Cố Hàn, mà là trì hoãn thời gian. Trì hoãn đến Diệp Thần xuất quan. Hắn đánh cuộc chính là Diệp Thần có thể cứu lo cho gia đình. Giờ phút này, gác lửng bên trong, Diệp Thần thân thể đã cơ hồ biến thành một cái xương cốt. Trong thân thể máu thịt, tựa hồ cũng đã hoàn toàn bị mất đi liền à. Liền liền vậy xương cốt đều là biến thành đen thui vẻ, phân bố vết rách, tựa như tùy thời cũng sẽ vỡ nát vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ vô cùng là mênh mông sức sống, bộc phát ra, vậy tàn phá thân thể, điên cuồng sống lại trước. Vậy nguyên bản cuồng bạo tựa hồ muốn xé bỏ hết thảy diệt thể đan dược lực, hôm nay, nhưng là vô cùng là thuần phục ở Diệp Thần trong cơ thể phun trào ra. Đem thân thể mỗi một tấc, đều lưu lại hủy diệt dấu vết. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù, mình bây giờ trạng thái thân thể, nhìn như rất kém cỏi. Nhưng, cho dù lấy như vậy trạng thái, hắn thực lực cũng so với trước đó cường đại hơn. Vì luyện hóa cái này diệt thể đan, Diệp Thần, dòng dã bị 3 ngày hành hạ, địa ngục vậy ngày, nhiều lần cũng thiếu chút nữa trực tiếp chết. Cũng may, hắn chống, hôm nay, chính là phá rồi sau đó lập, nghênh đón tân sinh. Lột xác thời khắc, đến. 3 tiếng thời gian, rất ngắn, chớp mắt rồi biến mất, hôm nay. Chín nguyên thuộc về vô cùng trận màn sáng bên trên, đã trải rộng vô số vết rách, lảo đảo muốn rơi xuống. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình phải, giờ phút này, một ít lo cho gia đình người đã chết, phần lớn cũng là mặt mũi khô đét, hơi thở suy bại. Tại sao, sẽ như vậy? Những cái kia chết đi lo cho gia đình người, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là kiệt lực mà chết. Bởi vì, bọn họ vì coi giữ đại trận. Đều là dùng hết trong cơ thể cuối cùng một phần lực lượng. Có thể, dù vậy cũng không lực xoay chuyển trời đất. Cố Hàn cười lạnh, đã làm xong ăn một bữa thỏa thích chuẩn bị. Hắn hai tròng mắt phong tỏa Cố Bắc Hành, trong mắt hiện lên vô cùng là thần sắc tham lam. Ừ, còn chân cảnh tầng 2 thiên tồn tại, nhất định rất đẹp. Lo cho gia đình đối với Cố Hàn, có thể nói ân trọng như núi, hoàn toàn thay đổi vận mạng hắn, nhưng, dù vậy. Thời khắc này Cố Hàn nhưng trong lòng chỉ muốn đem lo cho gia đình người chiếm đoạt hầu như không còn. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, chín nguyên thuộc về vô cùng trận, cuối cùng vẫn là bể nát. Cố Bắc Hành quay đầu nhìn một cái, ánh mắt xuyên thủng vô số kiến trúc, rơi vào vậy bí địa gác lửng bên trên, chỉ gặp cửa, như cũ đóng chặt trước. Cố Bắc Hành than nhẹ một tiếng, ánh mắt phai nhạt xuống, có lẽ, hắn ban đầu liền là sai, có lẽ... Diệp Thần đã chết ở vậy gác lửng bên trong. Nhưng, dù vậy, hắn không hối hận.
Cố Bắc Hành chậm rãi đứng lên, trong mắt chiến ý cháy. Lo cho gia đình người, không làm đào binh, bất khí đồng tộc. Muốn chết liền chết cùng một chỗ. Cố Bắc Hành bỗng nhiên quát to, lo cho gia đình người nghe lệnh, giết cho ta. Coi như phải chết, chúng ta cũng phải chết trận. Giờ phút này, lo cho gia đình đám người, nhìn những cái kia kiệt lực mà chết đồng tộc cửa, cũng là bị hoàn toàn khơi dậy huyết tính. Bọn họ từng cái giống như bị buộc nhập tuyệt cảnh giống như dã thú, chặt chẽ nhìn chằm chằm Cố Hàn, điên cuồng hét lên, chiến. Lo cho gia đình bên trong, phần lớn võ giả căn bản không cách nào chống đỡ vậy hắc phụ ăn mòn, phải thế nào chiến. Những võ giả này, từng cái không sợ chết hướng hắc phụ phóng tới, hướng Cố Hàn phóng tới, rồi sau đó. Tiếng nổ, bên tai không dứt. Bọn họ lại là dùng mình sinh mạng làm giá đổi lấy cuối cùng công kích cơ hội. Rất nhiều lo cho gia đình người, rối rít lựa chọn tự bảo. Một màn này, quá tráng liệt, quá bi thương. Cố Bắc Hành cắn răng, răng đều muốn cắn nát, hắn hốc mắt đỏ, tim lại là đang rỉ máu. Hắn ngưng mắt nhìn Cố Hàn, cả người hủy diệt đạo vận kích động, trường kiếm chỉ một cái, gào thét nói, Cố Hàn, ta muốn ngươi chết. Một khắc sau. Cố Bắc Hành cả người hủy diệt đạo vận kích động ra, cuồn cuộn hủy diệt lực, như rồng gầm thét, cổ tay lộn, kiếm quyết không ngừng thi triển, kiếm quang chớp động tới giữa, ngay tức thì hóa thành một tòa đen nhánh kiếm trận, lượn lờ quanh thân, kiếm khí quét sạch, đem mảng lớn cho đen tà sương mù, biến thành hư không. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Cố Hàn, trong mắt tràn đầy cừu hận, gào thét một tiếng, chính là một kiếm chém ra, kiếm quyết kích động gian, người kiếm hợp nhất, đi đôi với vậy hủy diệt kiếm trận. Hướng Cố Hàn giống như màu đen như tia chớp, vô cùng nhanh chóng liều chết xung phong đi. Một kiếm này uy thế, vô cùng là sợ hãi, ở nơi này tuyệt cảnh bên trong, Cố Bắc Hành lại là có đột phá, cho dù hắn hiện tại, thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng một kiếm này, đã rất kinh khủng. Vậy một đám lo cho gia đình người cảm nhận được vậy làm linh hồn cũng theo đó rung động hủy diệt lực lúc đó, mỗi một người đều là mặt hiện vẻ hưng phấn. Có lẽ... Gia chủ một kiếm này có thể đem hết thảy nghịch chuyển, đem Cố Hàn tên phản đồ này, thứ bại hoại chém tại dưới kiếm. Là chết đi các huynh đệ trả thù. Du Hồng Anh các người cũng là mặt đầy vẻ chờ mong, các nàng hy vọng thấy Cố Hàn chết. Mà gia chủ Cố gia Cố Bắc Hành nhưng mà bọn họ bên trong mạnh nhất tồn tại, ở toàn bộ ám vực bên trong, cũng khá nổi danh cường giả à. Mặc dù, trước đây vẫn không có ra tay, nhưng, ở bọn họ xem ra... Nhưng lại như là bây giờ có hy vọng nhất chiến thắng Cố Hàn thí sinh. Cố Bắc Hành cặp mắt ngưng mắt nhìn Cố Hàn, đột nhiên bên trong, nhưng là con ngươi co rúm một cái. Đối mặt hắn cái này cực kỳ một kiếm, Cố Hàn lại là cười. Hơn nữa, nụ cười kia tràn đầy châm chọc ý. Ầm một tiếng, Cố Hàn quanh thân cho đen tà khí, ngay tức thì biến thành một đạo gió bão bên trong Cố Hàn nhìn như vô cùng tùy ý giơ lên quả đấm, hướng về phía vậy người kiếm hợp nhất. Nhanh chóng chém tới Cố Bắc Hành, cười lạnh một tiếng nói, Vu Long tà quyền. Một khắc sau, vậy vô cùng dâng trào, ngưng luyện tà khí, tựa như ngay tức thì, có sinh mạng vậy, lượn lờ tụ tập, biến thành một đầu sợ hãi vô cùng đen nhánh cự long, đi đôi với Cố Hàn quyền phải động tác mà bay vút lên chuyển động, tàn phá thiên địa, vô tận quy luật lực, tựa hồ, đều ở đây cái này hắc long múa dưới, biến thành một cái quy luật vòng xoáy, cái này trời đất phảng phất trở thành Cố Hàn thiên địa. Hắn chính là chúng sanh nắm giữ, cao nhất tà thần. Nguyên bản cho rằng Cố Bắc Hành có thể một kiếm đánh bại Cố Hàn đám người, đều là sắc mặt cứng đờ, thần sắc trắng bệch. Cố Hàn một quyền này, so bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều. Nháy mắt tức thì, đi đôi với Cố Hàn một quyền rơi xuống, đen nhánh kia cự long gầm thét ra, quyền uy cuồn cuộn, nổ càn khôn. Cố Bắc Hành cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng, giờ phút này, hắn tâm cảnh nhưng là không có một chút dao động. Như cũ chưa từng có từ trước đến nay, thấy chết không sờn. Hắn biết, dao động chính là chết. Rất nhanh, vậy vực sâu giống vậy đen nhánh kiếm trận, cùng tà khí nghiêm nghị quyền ý cự long, chính là ầm ầm đụng nhau, kinh khủng dư âm, quét sạch hết thảy, rất nhiều lo cho gia đình võ giả đều là ở nơi này dư âm dưới sự xung kích, miệng phun máu tươi, đổ bay ra, người bị thương nặng. Một ít thực lực yếu hơn người, lại là trực tiếp bỏ mình. Nguyên bản vô cùng xa hoa, khổng lồ Cố phủ, vậy cơ hồ ở nơi này đánh vào bên trong, biến thành một mảnh phế tích, chỉ có một ngôi lầu các chung quanh, ánh sáng rực rỡ chớp động, ở nơi này đánh vào bên trong không có bị tổn thương chút nào.
Du Hồng Anh các người đều là khẩn trương đến cực hạn, bình tĩnh nhìn vậy hủy diệt kiếm trận cùng màu đen tà long va chạm chỗ, nơi đó không gian điên cuồng bể tan tành, phảng phất có một cái hắc động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn trong mắt nổi lên lau một cái ánh sáng, có thể, tia sáng này, rất nhanh liền biến mất. Chỉ gặp, hủy diệt kiếm trận, ở tà long giấu quyền đánh vào dưới lại là thật nhanh hỏng mất đứng lên. Một đạo thân ảnh giống như đạn đại bác vậy, đổ bay ra, nặng nề ném xuống đất, ở trên mặt đất để lại một cái hố sâu. Đám người hướng vậy hố sâu bên trong nhìn, chỉ gặp, bị đánh bay chính là Cố Bắc Hành. Giờ phút này, Cố Bắc Hành phun ra một ngụm máu tươi, cả người vết thương chồng chất, mấy chỗ xương cốt vết nứt, hiển nhiên, bị thương không nhẹ. Trong chốc lát, tất cả mọi người tim cũng rét lạnh, rơi đến đáy cốc. Cho dù Cố Bắc Hành cũng không phải Cố Hàn đối thủ. Thậm chí, bị Cố Hàn nhất kích chấn áp à. Cố Hàn khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, đã từng cao cao tại thượng, giống như thần linh gia chủ Cố gia, cũng không quá như vậy thôi. Hắn bây giờ, mới thật sự là cường giả. Cố Bắc Hành tuy là tự biết không địch lại, nhưng, vẫn là khó khăn đứng lên, hắn như cũ muốn đánh. Cố Hàn ánh mắt quét qua lo cho gia đình, rất nhanh. Liền rơi vào tòa kia duy nhất hoàn hảo gác lửng bên trên, hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quát to, Diệp Thần. Ngươi không phải rất cuồng sao? Làm sao hiện tại, ở trước mặt của ta ngược lại thành con rùa đen rút đầu? Ta biết, ngươi núp ở vậy gác lửng bên trong, hiện tại, lo cho gia đình cũng muốn diệt, ngươi còn không chịu hiện thân sao? Du Hồng Anh các người nghe vậy, thần sắc đông lại một cái, giống vậy nhìn chằm chằm tòa kia gác lửng, các nàng ở trong lòng la lên. Đang mong đợi Diệp Thần, có thể xuất hiện. Có thể. Cho dù, Cố Hàn cũng nói đến chỗ này phân thượng, Diệp Thần lại vẫn là ẩn núp. Thấy một màn này, liền liền Du Hồng Anh cùng Ngụy Tật đều là cúi đầu hoàn toàn thất vọng. Có lẽ, Diệp Thần thực lực là rất mạnh, nhưng, mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Con rùa đen vĩnh viễn là con rùa đen, sẽ không biến thành rồng thần. Cố Hàn trên mặt vẻ châm chọc hơn nữa đậm đà, Diệp Thần càng nhát gan. Hắn liền càng khẳng định, Diệp Thần thực lực tuyệt không phải đối thủ của mình. Bất quá, hắn ngược lại không gấp trước giết Diệp Thần, trước hết để cho hắn thể nghiệm một tí tử vong dần dần ép tới gần sợ hãi đi. Rất nhanh, Cố Hàn ánh mắt liền rơi vào Cố Bắc Hành trên mình, mặt hiện vẻ tham lam, chiến đấu lâu như vậy, hắn đói, cũng nên ăn một bữa thỏa thích, mà Cố Bắc Hành chính là vậy bữa tiệc lớn. Trên thực tế, Cố Hàn trong lòng đối với Chu Diệt lo cho gia đình cũng có một ít mâu thuẫn. Cái này dẫu sao là thay đổi vận mạng hắn gia tộc, lo cho gia đình có thể nói không có bất kỳ thật xin lỗi hắn địa phương. Hơn nữa, hắn cùng lo cho gia đình còn có phương diện huyết mạch liên lạc. Đây cũng là hắn tại sao cho dù có thực lực kinh khủng, vẫn là núp ở u ám địa vực, không có trở lại Cố gia nguyên nhân. Nhưng, làm hắn cảm nhận được Cố Bắc Hành trong cơ thể mênh mông máu thịt tinh hoa lúc đó, thứ tình cảm này, liền bị hắn hoàn toàn quên đi. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có ăn. Chỉ muốn cầm những người này máu thịt tinh hoa, hóa vì mình thực lực. Một khắc sau, Cố Hàn nhanh cười một tiếng, liền hướng Cố Bắc Hành, cuồng phát đi. Cố Bắc Hành sắc mặt biến, giờ phút này, hắn còn không có từ Cố Hàn mới vừa công kích bên trong, khôi phục như cũ, căn bản không cách nào ra tay chống cự. Cố Hàn thấy vậy, thần sắc bộc phát tàn nhẫn, đưa tay một cái thì phải hướng Cố Bắc Hành bắt đi, bàn tay hắn bên trong. Cuồn cuộn vô cùng tà dị cho đen sương mù, cái này hắc vụ độ dày, căn bản không phải lúc trước phá hoại chín nguyên thuộc về vô cùng trận lúc đó, có thể so sánh được. Lấy Cố Bắc Hành hôm nay bị thương nặng trạng thái, nếu như bị bắt, chỉ sợ cũng tuyệt khó may mắn tránh khỏi. Không ít người, đều là không đành lòng cúi đầu, không muốn đi xem vậy để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận một màn. Cố Bắc Hành chặt chẽ cắn răng, than thầm một tiếng, đã làm xong nghênh đón chết chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Bắc Hành trước người. Một khắc sau, một tiếng hét thảm vang lên truyền vào mọi người trong tai. Mọi người thần sắc động một cái, vậy kêu thảm thiết cũng không phải là Cố Bắc Hành thanh âm. Bọn họ ngẩng đầu một cái, hướng Cố Bắc Hành chỗ ở phương hướng nhìn. Chỉ gặp, Cố Bắc Hành giờ phút này đang hảo đoan đoan đứng tại chỗ, nhưng, sắc mặt nhưng là vô cùng được tức giận, đau buồn. Không chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Mà ở trước người hắn, một tên ông già nhưng là bị Cố Hàn một cái tay, trực tiếp xuyên thủng ngực nắm tim.
Lão kia người bất ngờ chính là Cố gia đại trưởng lão Cố Nói. Trước đây, hắn đối với Cố Hàn cũng là vô cùng là chiếu cố. Hắn dưới gối không con, đối đãi Cố Hàn giống như là đối đãi mình hậu nhân vậy. Cố Nói vô cùng là khó khăn bắt được Cố Hàn tay, ngưng mắt nhìn trước mặt người thanh niên này hai tròng mắt nói Cố. Cố Hàn, dừng tay đi. Cố Hàn mặt không cảm giác, cầm Cố Nói tim tay, dùng một chút lực, liền trực tiếp đem Cố Nói tim bóp vỡ, đồng thời quanh thân cho đen sương mù cuồn cuộn, đem Cố Nói máu thịt tinh hoa cướp đoạt không còn một mống. Cố Bắc Hành vô cùng bi phẫn nhìn Cố Hàn nói, Cố Hàn, ta lo cho gia đình đối đãi ngươi không tệ, tự nhận không có thiếu nợ ngươi địa phương, mà Cố Nói trưởng lão lại là cơ hồ đem ngươi làm cháu trai vậy. Ngươi, cứ như vậy giết hắn. Cố Hàn cười lạnh nói, Cố Bắc Hành, đừng bảo là được tốt như vậy nghe, các ngươi lo cho gia đình cũng không chỉ là coi trọng ta tư chất thôi. Nếu như ta là cái phế vật, lo cho gia đình còn sẽ như vậy đối với ta. Ta hiện tại, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, buông tha chống cự, để cho ta chiếm đoạt, như thế, ta còn có thể thả qua lo cho gia đình còn dư lại những phế vật này. Cố Bắc Hành nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng nói, Cố Hàn, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi cái loại này đồ vô sỉ cam kết. Muốn đánh, liền chiến. Có Cố Nói ngăn cản, để cho Cố Bắc Hành có thời gian khôi phục một phần lực lượng. Dĩ nhiên, so với Cố Hàn còn rất kém xa, không khác nào đường cánh tay ngăn cản xe. Nhưng, có thể tranh thủ một chút thời gian, là một chút, cho dù hắn chết, có lẽ Diệp Thần còn có thể cứu còn dư lại lo cho gia đình người. Cố Hàn hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi đi ngay chết đi. Dứt lời, thân hình động một cái, lần nữa hướng Cố Bắc Hành vào tới. Nhưng, lần này Cố Bắc Hành không có lựa chọn ra tay, mà là quanh thân hủy diệt đạo vận kích động, đạp diệt không gian, thân hình ở trong hư không nhanh chóng tránh động. Cố Hàn nhướng mày một cái, cho dù là hắn, đối mặt dựa vào hủy diệt chi đạo toàn lực tránh né Cố Bắc Hành, cũng không cách nào ngay tức thì đem trong nháy mắt giết, bất quá, hắn cũng không có biết bao để ý. Cố Bắc Hành, cho dù trốn tránh, cũng chỉ có thể sống lâu mấy hơi thở thôi. Giờ phút này, gác lửng bên trong. Diệp Thần thân thể đã gần như phục hồi như cũ. Hắn trong mắt lóe lên vô cùng là thần sắc mừng rỡ. Hôm nay hắn cả người trên dưới, mơ hồ bao phủ lên một tầng hắc quang bên trong, cường đại hủy diệt ý vận, từ máu thịt xương cốt chỗ, tản ra. Hắn thành công. Diệt thể đan dược lực, bị thân thể hoàn mỹ hấp thu, mỗi một cái tế bào cũng trải qua rèn luyện, lúc này Diệp Thần tựa như lại lấy được cuộc đời mới vậy. Hắn hiện tại, cùng hủy diệt mộ đạo, có thể nói phù hợp vô số lần à. Nếu như nói, vốn là hủy diệt lực đối với Diệp Thần mà nói, giống như là biển sâu, mặc dù mặc trước lặn xuống nước phục, có thể ở biển sâu bên trong bơi lội, nhưng mà, tuyệt đối không thể nói tự do tự tại. Mà hiện tại, hắn đã hóa thân là người cá. Hoàn toàn có thể vui chơi thỏa thích toàn bộ vùng biển. Hủy diệt lực đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, và không khí không bao lớn khác biệt. Nguyên bản, Diệp Thần thi triển hủy diệt chi đạo, tiến hành lúc công kích, không có cảm giác gì, có thể hiện tại, đi qua diệt thể đan ngâm thân thể sau đó, hắn mới phát hiện, sinh cơ của mình tiêu hao hủy diệt lực thật sự là quá nhiều quá nhiều. Hủy diệt lực xa so hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Thậm chí tu vi vậy hoàn toàn bước vào càn khôn cảnh. Bước vào càn khôn nhất tầng thiên. Mặc dù cổ quái chính là lôi kiếp không có hạ xuống, nhưng Diệp Thần đã thành thói quen. Lôi kiếp nói không chừng sau đó sẽ xuất hiện. Bây giờ Diệp Thần, hoàn toàn lột xác. Thực lực cũng là điên cuồng bạo tăng. Hơn nữa, hắn còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đi qua diệt thể đan ngâm thân thể sau đó, hắn thức hải bên trong vậy cái đạo cốt dấu vết lại là dung nhập vào thân thể bên trong. Giờ phút này, hắn xương sống cốt chỗ giống vậy nhiều hơn một quả phù văn. Mặc dù, cái này cũng không phải chân chánh tuyệt diệt thần thể, nhưng, cũng là làm Diệp Thần ở hủy diệt trên đường lực lượng, có tăng lên không nhỏ, hơn nữa mơ hồ bên trong, đối với hủy diệt chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Nói tóm lại, chỗ tốt quá nhiều. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần thần sắc động một cái, hơi cau mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mới vừa hắn tất cả tâm thần, đều đặt ở rèn luyện trên thân hình, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy. Có thể nói là không có chút nào phát hiện. Hiện tại, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng. Lo cho gia đình, chết thảm trọng, gần như biến thành phế tích. Hơn nữa, có một đạo vô cùng là tà dị hơi thở xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ,
là Cố Hàn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong mắt ý định giết người cuồng trào, thân hình động một cái liền hướng gác lửng ra xông ra. Ngắn ngủn mấy chiêu sau đó, Cố Bác Hành chính là rên lên một tiếng, từ không trung rơi xuống, ném xuống đất, mặc dù tránh được phần lớn Cố Hàn công kích, nhưng, dưới mắt hai người thực lực sai biệt quá lớn, Cố Hàn mỗi lần ra tay, cho dù chỉ là hơi cọ sát Cố Bác Hành, cũng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Giờ phút này, hắn đã là cả người máu tươi, tổn thương được nặng hơn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cố Bác Hành nặng nề thở hào hển, nhìn từng bước một hướng mình đi tới, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc thanh niên tóc trắng, nhắm hai mắt lại, hắn nhận mệnh. Cố Hàn liếm môi một cái, trong tay hắc phụ hồi sinh, đưa tay một cái liền hướng Cố Bác Hành đầu lâu bắt đi. Lo cho gia đình con em, Du Hồng Anh các người đều là nhắm hai mắt lại, hết thảy, đều kết thúc. Có thể, chỉ chốc lát sau, vang lên cũng không phải Cố Bác Hành kêu thảm thiết, mà là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Bọn họ vừa mở mắt, nhìn về phía trong sân nhưng là ngay tức thì con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, Cố Hàn lại là chẳng biết lúc nào bị đánh được đổ bay ra, phi hành mấy triệu gạo, liên tục đụng nát vô số nhà sau đó, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Liền liền Cố Bác Hành mình đều là trợn tròn mắt, một bộ khó tin hình dáng. Mới vừa, ngay tại Cố Hàn tay sắp chạm được hắn nháy mắt tới giữa, vậy lầu các cửa mở ra. Gác lửng mở ra ngay tức thì, một cái bóng đen thuận tiện lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vào tới mình trước người, rồi sau đó, một quyền đánh ra, một quyền này, lại là trực tiếp đem Cố Hàn oanh bay triệu gạo. Du Hồng Anh các người giống vậy thử ra. Diệp Thần không phải sợ liền sao? Không phải ẩn núp không dám đi ra sao? Nhưng hôm nay, xuất hiện ở Cố Bác Hành trước người, không phải Diệp Thần lại là ai? Trong chốc lát, toàn bộ lo cho gia đình cũng vang lên một hồi hoan hô. Rất nhiều người, cũng không nhận ra Diệp Thần, nhưng, đột nhiên này xuất hiện người tuổi trẻ nhưng là có một quyền oanh bay Cố Hàn thực lực à. Mặc dù, có Cố Hàn khinh thường thành phần, nhưng, vậy đủ kinh sợ. Phải biết, liền liền Cố Bác Hành một kích toàn lực, cũng không có đối với Cố Hàn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận bỗng nhiên bùng nổ, tà khí cuồng trào, trong chớp mắt, vậy bị đánh bay Cố Hàn liền lần nữa trở lại tại chỗ. Giờ phút này, hắn khóe miệng mang một chút vết máu. Đừng nói là mọi người tại đây, liền liền Cố Hàn đều là kinh hãi à. Hắn có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, liền liền nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, hôm nay bất quá là càn khôn cảnh nhất tầng thiên tu vi Diệp Thần, mới vừa lại là bạo phát ra làm hắn đều có một chút tim hồi hộp thực lực. Liền liền vậy ẩn giấu ở Cố Hàn trong cơ thể được gọi là tà lão tồn tại, cũng là trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Thằng nhóc này quá quỷ dị, liền ta đều có chút nhìn không thấu. Cái này tà lão trên thực tế không thuộc về vực ngoại, kiến thức cùng tầm mắt, có thể nói vượt qua phần lớn vực ngoại võ giả, có thể, cho dù là hắn, đều là bị Diệp Thần mới vừa vậy hàm chứa vô biên cự lực, cùng với tinh túy đến khó tin hủy diệt lực một quyền rung động. Hắn kinh ngạc khó tin nhìn trước mặt vậy thần sắc lãnh đạm thanh niên, làm sao vậy không nghĩ ra được, Diệp Thần là làm sao làm được, ở càn khôn cảnh có kinh khủng như vậy lực lượng. Cố Hàn trong mắt, hiện lên lau một cái ngưng trọng, có thể, rất nhanh, cái này phần ngưng trọng liền biến thành tham lam, vô cùng tham lam. Hắn có chút hưng phấn đến không cách nào khắc chế địa đối tà lão đạo, tà lão, ta không có nhìn lầm chứ. Trong cơ thể của tiểu tử này máu thịt tinh hoa, vì sao đậm đà đến tình cảnh này. Luyện thành tà công sau đó, Cố Hàn đã có thể cảm nhận được võ giả trong cơ thể máu thịt tinh hoa mạnh yếu. Cái này một tí. Liền liền tà lão đều có chút hít thở không thông. Hắn trong mắt bạo phát ra vô cùng nóng bỏng thần quang nói cái này. Thằng nhóc này, lại bước qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa. Hơn nữa, huyết mạch hắn tựa hồ vô cùng là đặc thù, hơn nữa, thân cái đếm loại mạnh mẽ huyết mạch. Cố Hàn, lần này, người chúng giải thưởng lớn bên trong giải thưởng lớn. Nếu như đem thằng nhóc này cắn nuốt, người thực lực đem sẽ có vô cùng là to lớn tăng lên. Thậm chí, trực tiếp vượt qua còn chân cảnh cũng không phải là chuyện không có thể. Hơn nữa, chiếm đoạt hắn đối với người chỗ tốt xa xa vượt quá những thứ này. Thậm chí là ta cũng có thể lấy được cực lớn chỗ ích lợi. Tiếp theo, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Cố Hàn nghe vậy, trong lòng một vui mừng như điên. Diệp Thần thật là hắn ngôi sao may mắn à. Khi lấy được tà lão cam kết toàn lực tương trợ sau đó, Cố Hàn trong mắt ngưng trọng liền hoàn toàn tiêu tán.
hắn rất rõ ràng đạt được tà lão trợ giúp sau đó, hắn chiến lực sẽ có như thế nào tăng lên. Diệp Thần mới vừa một quyền kia, mặc dù mạnh, nhưng vậy tuyệt không phải đối thủ của mình. Có thể, Cố Hàn không biết là, Diệp Thần thấy hắn thời điểm, ánh mắt giống vậy lửa nóng. Mới vừa, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở hắn đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần. Thằng nhóc này trong cơ thể có một đạo tà linh, cái này tà linh chính là Thượng Cổ Vu Tộc. Thượng Cổ Vu Tộc. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hắn bách tà thể chính là được từ Vu Tộc truyền thừa. Huyền Hàn Ngọc thanh âm có chút gấp rút địa đạo, tà linh chính là Vu Tộc bên trong Đại Vu sau khi chết biến thành. Hơn nữa, điều kiện hà khắc, trên căn bản, 100 cái Đại Vu bên trong, chỉ có thể xuất hiện một cái. Mà đây chút Đại Vu thực lực, thấp nhất cũng ở đây còn chân cảnh bên trên. Người bách tà thể đến bây giờ còn không có lên cấp, trên thực tế nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ngươi hấp thu tà khí quá thiếu. Vực ngoại tà khí rất mỏng manh, nhưng nếu như đem ngươi cái này tà linh cắn nuốt, người bách tà thể nói không chừng liền trực tiếp có thể viên mãn. Diệp Thần nghe vậy cũng là trong lòng vui mừng. Bách tà thể, hắn một mực ở hiểu, tu luyện, tự nhận là có lĩnh ngộ, tăng lên, có thể bách tà thể nhưng thủy chung không cách nào lên cấp. Lúc đầu, nguyên nhân lớn nhất là tà khí. Viên mãn cảnh giới bách tà thể, cho dù đối với hiện tại Diệp Thần, cũng có thể có tăng lên không nhỏ à. Cố Hàn cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi không nghĩ tới, ta Cố Hàn cũng có thể có ngày hôm nay chứ. Ngày đó, ngươi cho ta khuất nhục, ngày hôm nay, ta sẽ cùng nhau đòi lại. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc nói, phải không? Ngươi thật giống như rất tự tin. Có thể mới vừa rồi tại sao sẽ bị ta một quyền đánh bay? Cố Hàn nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, Diệp Thần, ngươi sẽ không lấy là dựa vào một quyền kia là có thể thắng ta chứ? Ha ha, bổn công tử xa so ngươi tưởng tượng bên trong càng kinh khủng hơn, lập tức ngươi là có thể cảm nhận được. Tiếng nói vừa dứt, cuồn cuộn tà khí từ trong cơ thể xông ra, đồng thời, Cố Hàn trên tay nhiều hơn một chuôi vô cùng là kỳ dị vũ khí. Vũ khí này nhìn như chính là một cái cốt thủ. Cái này cốt thủ bên trên tản ra đậm đà đến không cách nào hình dung tà khí. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái trầm ngưng, lấy được diệt thể đan ngâm thân thể, dung hợp đạo cốt dấu vết sau đó, thực lực đã tăng không thiếu. Mà hôm nay Cố Hàn, cũng là kém không nhiều, nhưng, Diệp Thần rất rõ ràng, có kinh khủng kia tà khí, hơn nữa, có một tên đã từng vô cùng cường đại Đại Vu phụ trợ. Cố Hàn thực lực tuyệt đối vượt xa mình bây giờ. Trận chiến này, rất nguy hiểm. Một khắc sau, Cố Hàn gào thét nói, Vu Long tà quyền. Trong cơ thể hắn tà khí, hóa là gió bão, vậy một đoạn xương tay lại là đột nhiên run lên, phụ thuộc vào ở Cố Hàn trên cánh tay, hình thành xương cốt bên ngoài giống vậy tồn tại. Cái này xương cốt bên ngoài hình thành ngay tức thì, Cố Hàn chính là giữ tợn cười một tiếng, vậy dâng trào quyền ý, ngay tức thì cường thịnh gấp mấy lần. Một cái tà long xuất hiện lần nữa, nhưng, lần này, cái này tà long lực lượng, hiển nhiên, so với lúc trước cùng Cố Bắc Hành giao thủ lúc đó, cường thịnh rất nhiều. Vậy tà long gào thét một tiếng, chính là hướng Diệp Thần, cuồng xông lên đi, chỗ đi qua, quy luật bể tan tành, không gian mất đi, một quyền này, tựa như có thể đem thế gian hóa là luyện ngục. Diệp Thần thấy vậy, con người có giúp một cái, cổ tay lột, nắm sát kiếm, hắn hít sâu một hơi. Trong mắt thần quang bạo tránh, hai đạo đạo ấn treo lơ lửng ở trước người của nó, chính là hủy diệt đạo ấn cùng vệ hồn đạo ấn. Một đạo nhàn nhạt hắc quang, ở Diệp Thần trên thân hình phun trào ra, cả người trên dưới, không một không tản ra tinh thuần vô cùng hủy diệt lực. Những cái kia lo cho gia đình người thấy vậy, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Lo cho gia đình người không thiếu cũng có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo, cho dù không cách nào lĩnh ngộ. Đối với hủy diệt mộ đạo cũng là khá là quen thuộc. Vì vậy, bọn họ rất rõ ràng bất kỳ sinh linh muốn điều khiển hủy diệt mộ đạo đều phải cần bỏ ra nhất định giá cao. Có thể hiện tại, Diệp Thần nhưng thật giống như có thể hoàn toàn nắm trong tay lực hủy diệt này, lực lượng kia đối với thân thể lại là không có bất kỳ bài xích. Điều này sao có thể? Thật là không thể tưởng tượng nổi à, truyền thuyết bên trong tuyệt diệt thần thể cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Mà Cố Bắc Hành chính là hưng phấn. Hắn đánh cuộc đúng. Diệp Thần thành công. Hắn trong lòng ngầm ám cầu nguyện, hy vọng cái này diệt thể đan lực lượng, có thể cứu lo cho gia đình một lần. Cuồn cuộn hủy diệt lực vận chuyển, hồng mông đại tinh không, hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, phần thiên vân.
Vân, lên cấp thi triển. Đối mặt Cố Hàn, hắn không dự định chút nào nương tay. Nháy mắt tức thì, một đạo vô cùng sáng chói ngân hà ngay tức thì ở kiếm phong bên trên phun trào, Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói tinh hồn chạm. Một kiếm ra, một đạo sáng chói bên trong, mang thâm trầm bóng tối ngân hà, hướng màu đen kia tà long bắn nhanh đi. Thoáng qua, ngân hà cùng tà long phát sinh va chạm. Vô cùng mãnh liệt dư âm, cuộn sạch bốn phía, một đám lo cho gia đình con em đều là sắc mặt cuồng biến, rối rít thối lui, may là như vậy, như cũ có rất nhiều võ giả, ở dư âm đánh vào dưới, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này một món dư âm, thậm chí làm cho cả Kinh Châu cũng hỗn loạn. Không chỉ là lo cho gia đình, liền lo cho gia đình vùng lân cận rất nhiều phòng đều ở đây cái này dư âm bên trong mất đi. Mà vậy tà long cùng ngân hà nhưng là củ quấn ở một nơi, tựa như biến thành một viên năng lượng to lớn cầu, quy luật, đạo vận, linh lực, hồn lực, tà lực, hồng mông khí vân. Vân năng lượng, cũng ở trong đó không ngừng đụng chạm. Mấy cái hô hấp sau đó, điều này có thể tính hình cầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vậy tà long cùng ngân hà đồng thời mất đi. Diệp Thần cùng Cố Hàn đều là con người co giúp một cái, hai bên cái này giao thủ nhất kích, lại là không phân cao thấp. Dĩ nhiên, hai người cũng còn có lá bài tẩy, không có đánh ra. Trên thực tế, kích thứ nhất, mặc dù, bọn họ cũng vận dụng toàn lực, nhưng, càng nhiều hơn vẫn là dò xét. Một khắc sau, Cố Hàn cả người tà lực mãnh liệt, đạo đạo màu đen đường vân, hiện lên ở bề mặt bên trên, cặp mắt bên trong, huyết quang bạo tránh, hơi thở ngay tức thì leo lên. Hắn khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, nhìn Diệp Thần ánh mắt, là châm chọc, là tàn khốc, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Có thể cơ hồ là cùng trong chốc lát, Diệp Thần trong cơ thể cũng là có một cổ thật lực rồng, gào thét ra, thân hình biến hóa, ngay tức thì biến thành nửa người nửa long hình dáng, đồng thời, sát kiếm bên trên cũng là lượn lờ một loại vô cùng ác liệt ý vận. Bọn họ cũng mượn trong cơ thể cường giả lực lượng. Giờ phút này, hai người hơi thở cũng không kém gì bất kỳ một người. Cố Hàn nụ cười, ngay tức thì đọng lại. Hắn sở dĩ như vậy tự tin, chính là bởi vì tà lão tồn tại à. Tà lão có thể để cho hắn lực lượng lại lần nữa lên cao một cái nấc thang. Có thể không nghĩ tới Diệp Thần lại vậy có cùng hắn tương tự thủ đoạn. Trong chốc lát, Cố Hàn sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Chỉ cho phép ngươi mượn cường giả lực lượng. Cố Hàn nghe vậy, con ngươi có giúp một cái, gào thét nói, Diệp Thần, tà lão mạnh mẽ, xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng, bỏ mặc ngươi lực lượng tới từ người nào, cũng không thể là tà lão đối thủ. Chết vẫn là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lôi cuốn vô cùng tà lực, hướng Diệp Thần đánh tới, cánh tay cuồng vũ, quyền ý như sấm, oanh đập xuống. Diệp Thần cũng là không cam lòng yếu thế, kiếm quang dâng trào, hướng Cố Hàn càn quét đi. Mượn dùng người khác lực lượng, vậy cũng có thời gian hạn chế, hai người cũng đang đeo đuổi tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát, hai đạo thân ảnh không ngừng ở nơi này phiến đã lâm vào là phế tích phủ đệ bên trong đụng chạm, mỗi một lần giao thủ, cũng sẽ xuất hiện một nơi mất đi không gian. Phải biết, ám vực không gian, so với Thánh Thiên Thành hơn nữa vững chắc, muốn phải xuất hiện mất đi không gian không dễ dàng. Có thể gặp, hai người mỗi lần ra tay có kinh khủng dường nào. Âm một quyền, một đạo tà long bỗng nhiên xuyên thấu Diệp Thần thân thể, đem ngực hắn vị trí, đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Tim, cũng mất đi. Như vậy thương thế nghiêm trọng, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhưng tựa như chỉ là bị thương da thịt vậy. Hắn không để ý chút nào, tiếp tục công kích. Mà hắn vết thương nơi ngực thế, lại là thật nhanh khép lại. Đồng thời, kiếm quang chớp mắt, Cố Hàn một cánh tay cũng là bị Diệp Thần chém bay. Nhưng, Cố Hàn nhưng là nhanh cười một tiếng, giống vậy không có để ý. Ở tà lão lực lượng ra trì xuống, sinh mạng lực cũng là lấy được một cái kinh khủng tăng lên, vậy cái chặn cánh tay rất nhanh liền mọc ra. Hai người này chiến đấu, đã hoàn toàn siêu thoát lẽ thường. Thật là, giống như là hai cái người không chết tới giữa điên cuồng lẫn nhau công à. Hai người, đều là hoàn toàn buông tha phòng ngự, lấy tổn thương đổi bị thương lối đánh. Loại chiến đấu này phương thức, quá điên cuồng. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần cùng Cố Hàn đã giao thủ hơn 10.000 lần, có thể nói, từ trên trời đánh tới dưới đất, hóa là phế tích lo cho gia đình phủ đệ bên trong, khắp nơi, đều là nồng đậm hắc ám, phảng phất có vô số hắc động, ở chỗ này hình thành vậy.
vậy, đều là hai người giao thủ, hình thành mất đi không gian. Cuộc chiến đấu này coi là thật vô cùng đặc sắc, vậy lo cho gia đình đám người cùng Du Hồng Anh các người, cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ, hôm nay xem ra, Diệp Thần thật sự có hy vọng chiến thắng Cố Hàn à. Nhưng mà, dần dần, mọi người thần sắc nhưng là ngưng trọng. Tại sao? Bởi vì, tiếp liền giao chiến xuống, bọn họ phát hiện, Diệp Thần sức sống tựa hồ có chút hạ xuống. Sắc mặt vậy dần dần trắng bệch, trên thân thể vết thương vậy khôi phục được càng ngày càng chậm. Mà nhìn lại Cố Hàn, sinh mạng lực ở Tà lão gia trì xuống, tựa hồ không chút nào suy giảm dấu hiệu à. Trong lòng của mọi người, đều là không nhịn được, lộp bộp một tí. Cố Bắc Hành lại là mặt hiện vẻ khó tin. Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, có thể hiện tại, Diệp Thần tựa hồ ở nhất dẫn lấy làm hãnh diện sinh mệnh lực bên trên, muốn rơi vào hạ phong à. Cái này, thật là làm người ta óc đều phải bốc hơi. Lại có người có thể ở sinh mệnh lực bên trên áp đảo Diệp Thần. Chỉ có thể nói, vậy ta trung thực ở quá mạnh mẽ. Bất quá, Cố Bắc Hành muốn đến, một mặt cũng là bởi vì là Diệp Thần luyện hóa diệt thể đan lúc tiêu hao quá lớn đưa đến. Diệp Thần thần sắc cũng là dần dần âm trầm xuống, từ nguyên bản điên cuồng công kích phương thức chiến đấu chuyển biến thành bên thủ bên công. Cố Hàn thấy vậy, cười, vô cùng hưng phấn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên, mượn Tà lão toàn bộ lực lượng chiến đấu, loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Nguyên bản, hắn liền một mực rất khen tị Diệp Thần sinh mệnh lực. Hiện tại, sinh mệnh lực của hắn mạnh, đã áp đảo Diệp Thần bên trên liền à. Vậy thì là chân tránh không chết à. Trừ phi, có còn chân cảnh trung kỳ trở lên cường giả xuất hiện, nếu không, cho dù là vượt cấp cùng cảnh cường giả tồn tại, muốn giết hắn vậy không dễ dàng đâu. Hắn nhìn dần dần kéo ra khoảng cách Diệp Thần, châm chọc cười một tiếng nói, Diệp Thần, ta nói qua ta cứ vô địch, ngươi vốn là không phải lấy sinh mệnh lực tự hào sao. Không phải gần như bất tử bất diệt sao? Không là thích điên cuồng chiến đấu, lấy tổn thương đổi tổn thương sao? Ừ, làm sao sợ, kinh sợ, lui về phía sau. Diệp Thần sắc mặt có chút trắng bệch, ngưng mắt nhìn Cố Hàn, ánh mắt chớp động, không trả lời. Cố Hàn thấy vậy, bộc phát đắc ý, hắn âm ngoan cười một tiếng, không cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc, khôi phục cơ hội, hơn nữa điên cuồng hướng Diệp Thần công kích đi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Hóa huyết thần sợi bông, sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên vân. Vân, điên cuồng thi triển, đồng thời tinh hồn chảm cũng không thi triển, đổi thành một ít phòng ngự kiếm thức. Nguyên bản ngươi tới ta đi tình cảnh, ngay tức thì bị đánh vỡ. Trong chốc lát, Diệp Thần, bị Cố Hàn áp chế được gắt gao. Cái loại này đổi công làm thủ lối đánh, ngược lại, để cho Diệp Thần được càng nhiều hơn tổn thương, cả người trên dưới khắp nơi đều là lỗ máu, mưa máu tự nhiên. Tựa như cũng ở dưới chân mọi người hình thành một phiến sông máu. Sắc mặt của mọi người, đều đã trắng bệch, ánh mắt vậy ảm đạm. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần thất bại không thể nghi ngờ à. Hơn nữa, bại rất mau. Phỏng đoán, liền trăm chiêu cũng không kiên trì được chứ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Quay đầu lại, bọn họ vẫn là phải chết ở Cố Hàn trong tay à. Tất cả mọi người đều là tuyệt vọng, bọn họ không có chạy trốn. Bởi vì, vô dụng, Cố Hàn cái loại này thực lực, để cho bọn họ trước thời hạn chạy 2 tiếng, cũng có thể trong nhất niệm, đem bọn họ tiêu diệt. Cho nên, Diệp Thần nếu như đánh bại, thì đồng nghĩa với, lo cho gia đình truyền thừa này vô số năm tháng nhà giàu có thế gia muốn từ đó biến mất. Du Hồng Anh các người cũng là thừa gia. Các nàng đoán được không có sai, Diệp Thần đích xác là còn chân cảnh tới người cực mạnh, vẫy tay là có thể kích thích phong vân tồn tại, có thể, ai có thể nghĩ tới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng à. Diệp Thần, rất khủng bố, nhưng ra một so hắn kinh khủng hơn tà ma, Cố Hàn. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần bị Cố Hàn một quyền, trực tiếp oanh đến nơi trên mặt, đem mặt đất đập ra một cái hơn trăm thước hố sâu. Diệp Thần nằm ở đáy hố, cả người nhiều chỗ xương cốt nghiền, kịch liệt thở hào hển, trong chốc lát tựa hồ là không đứng lên nổi. Trăm chiêu, thật sự là trăm chiêu. Cái này trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần cùng Cố Hàn giao thủ sấp xỉ trăm chiêu, mà Diệp Thần, tựa hồ đã không chịu nổi. Cố Hàn nhẹ phun ra một hơi, không thể không nói, Diệp Thần là một cái đối thủ khó dây dưa, nhưng cuối cùng, thắng được vẫn là mình. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên khoát tay, gầm nhẹ nói, thiên thú diệt. Một khắc sau,
Một đạo gấu to hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng chớp mắt, liền biến thành một đạo cột sáng, hướng Cố Hàn bắn nhanh tới. Ngày này thú diệt uy lực không đơn giản, giống vậy còn chân cảnh tồn tại, cũng có thể ở một kích này dưới trọng thương chứ. Nhưng, Cố Hàn nhưng chỉ là khinh thường cười một tiếng, theo vung tay lên, liền đem cái này đạo cột sáng trực tiếp mất đi. Hắn giống như là nhìn một cái người nào chết chó hoang vậy, nhìn Diệp Thần, nụ cười càng phát ra đậm đà, Diệp Thần liền cái loại này chiêu thuật cũng thi triển ra, xem ra, thật sự là đèn cạn dầu liền chứ. Tốt, rất tốt. Bất quá, Cố Hàn không có khinh thường. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần không phải một cái dễ chết người. Ngay tại lúc này, Tà Lão thanh âm, ở Cố Hàn trong đầu vang lên nói, Cố Hàn, ta lực lượng sắp biến mất, thằng nhóc này rất đặc thù, không phải tốt như vậy cắn nuốt, chí ít, cũng phải đem đẩy vào trạng thái sắp chết, mới có thể thành công. Bắt chặt thời gian. Cố Hàn nghe vậy, hơn nữa mừng rỡ, thiếu chút nữa, Diệp Thần là có thể vượt qua liền à, xem ra, Diệp Thần vận khí thật đúng là không tốt, liền ông trời cũng đứng ở mình bên này. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thân hình chợt một cái chớp động, lại là trực tiếp đạp diệt hư không, hướng chân trời đi. Tất cả người, đều là sửng sốt một chút, Diệp Thần lại là chạy. Cố Hàn thấy vậy, ha ha phá lên cười, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, tươi đẹp vạn cổ tồn tại. Ở trước mặt mình, cũng chỉ có thể chạy mất dạng đi. Trên thực tế, mặc dù mới vừa Diệp Thần một mực bị áp chế, nhưng, Cố Hàn trong lòng đối với Diệp Thần vẫn là có đề phòng, cho nên, cuối cùng, cũng không có hoàn toàn hao hết Tà Lão lực lượng, vì là lưu lại một phần lực lượng cho mình bảo vệ tánh mạng. Có thể giờ phút này, thấy Diệp Thần muốn chạy trốn, hắn trong mắt bỗng nhiên hàn mang chớp mắt, cuối cùng một chút nghi ngờ vậy bỏ đi. Hắn âm thầm đối với Tà Lão đạo, Tà Lão, hạ nhất kích, ta muốn vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, đem Diệp Thần thằng nhóc kia hoàn toàn đánh bại, cho dù hắn chết, ngươi vậy có biện pháp để cho ta chiếm đoạt máu thịt tinh hoa chứ? Tà Lão đạo, có. Bất quá, hiệu quả, khẳng định không có ở hắn khi còn sống tiến hành chiếm đoạt thân nhau. Tà Lão đồng dạng hưng phấn. Nếu như Cố Hàn cắn nuốt Diệp Thần, hắn có thể có được chỗ tốt quá nhiều. Trong chốc lát, hắn vậy có chút nóng nảy, cho dù chỉ có từng tia có thể, cũng không thể để cho Diệp Thần thật chạy trốn. Cho nên, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, Tà Lão vậy không có ngăn cản Cố Hàn, mà là đem còn thừa lại toàn bộ lực lượng, một cổ não bơm vào đến Cố Hàn trong cơ thể. Cảm thụ lần nữa có chút leo lên lực lượng, Cố Hàn thật là muốn điên. Mượn Tà Lão toàn bộ lực lượng sau đó, hắn thực lực đã khủng bố đến mức tận cùng liền à. Cố Hàn quanh thân tà khí cuồng trào, nhìn cơ hồ biến thành một cái bóng đen Diệp Thần, chợt quát lên, Vu Long tà quyền, cho ta trấn áp. Một khắc sau, một đạo trình độ cao nhất tà dị khủng bố Hắc Long, liền lôi cuốn ngút trời quyền uy, ầm ầm ra, một quyền này đánh ra ngay tức thì, đúng phiến thiên địa đều tựa hồ bị đỉnh cách. Thoáng qua tới giữa. Hắc Long giấu quyền đã xuất hiện ở Diệp Thần phía trên, rất nhanh, một đạo vô cùng tiếng nổ kịch liệt, vang dội toàn bộ ám vực. Mà ở đó nổ bên trong, đồng thời vang lên, còn có kêu thảm thiết, Diệp Thần kêu thảm thiết. Chiến đấu đến hiện tại, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên phát ra kêu thảm thiết. Có thể gặp, hắn thật đã chống đỡ không nổi nữa. Cố Hàn nghe được vậy tiếng kêu thảm thiết, vui thích đến trình độ cao nhất à, đây là hắn ngày nhớ đêm mong kêu thảm thiết. Đối với hắn mà nói, Diệp Thần kêu thảm thiết, chính là trời phía dưới, nhất là êm tai âm nhạc à. Cố Bắc Hành, Du Hồng Anh, Ngụy Tật cùng với một đám lo cho gia đình người, đều là sắc mặt thảm trắng, tuyệt vọng. Vậy tiếng kêu thảm thiết chính là Cố gia chuông báo tử. Diệp Thần đánh bại, mà bọn họ lo cho gia đình vậy muốn tiêu diệt. Nói thật, Diệp Thần đã vô cùng nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi đến trình độ cao nhất, đáng tiếc ai có thể nghĩ tới. Cố Hàn lại khủng bố đến này cùng trình độ. Cố Hàn mặt lộ vẻ cười gằn, giờ phút này, Tà Lão lực lượng đã bắt đầu lui đi, hắn hơi thở không ngừng hạ xuống, lâm vào trạng thái suy yếu, nhưng, vậy thì như thế nào? Lạc đà gầy, so mã đại, cho dù hắn hiện tại yếu ớt, người ở tại tràng vậy không có một cái có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mà Diệp Thần thằng nhóc kia, phỏng đoán đã bị mình mới vừa vậy một kích toàn lực, trọng thương đến mất đi chiến lực chứ. Nếu không, làm sao sẽ kêu thảm thiết? Hắn có chút không kịp chờ đợi hướng Diệp Thần rơi xuống địa phương bay đi, vừa nghĩ tới chiếm đoạt Diệp Thần sau này thu hoạch, hắn thật là muốn hưng phấn đến nổi điên à. Một khắc sau, Cố Hàn một cái chớp động,
liền xuất hiện ở vậy rơi xuống chi địa phía trên. Giờ phút này, bởi vì hắn mới vừa một kích kia, nơi này đã biến thành một phiến mất đi không gian. Cố Hàn thân hình động một cái, liền tiến vào vậy phiến hắc ám bên trong, thần niệm phát ra, tìm kiếm Diệp Thần vị trí. Rất nhanh, hắn chính là cảm nhận được liền một đạo khá là yếu ớt sức sống. Cố Hàn thần sắc vui mừng, ngay tức thì liền xuất hiện ở vậy đạo sức sống chuyển tới vị trí, hắn cặp mắt bên trong, huyết quang lóe lên, chỉ gặp, hắc ám bên trong, xuất hiện là một tên vô cùng yếu ớt thanh niên, không phải Diệp Thần, lại là ai? Giờ phút này, Diệp Thần cả người đều là đạo đạo vết thương chí mạng, thoi thóp. Thấy một màn này, vốn có chút cảnh giác Tà lão cũng là buông lỏng xuống, xem ra, quỷ dị kia tiểu tử cuối cùng là đánh bại. Trong chốc lát, hai người đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hơi thở, cũng sao động. Nếu như vậy tình huống, Cố Hàn khẳng định sẽ thật tốt hành hạ, châm chọc Diệp Thần một phen, để báo ngày đó thù, có thể hiện tại, hắn liền ý định này cũng không có. Hắn chỉ muốn, cắn nuốt Diệp Thần máu thịt tinh hoa. Một khắc sau, trong tay hắn cho đen tà xương mù dâng lên, liền hướng Diệp Thần đầu lâu, một chảo đi. Vậy hai tay, rơi vào Diệp Thần đầu lâu bên trên, Cố Hàn nụ cười, bộc phát nồng nặc. Có thể rất nhanh, hắn nụ cười, chính là đột nhiên cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt ngay tức thì khó coi, chau mày, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này hấp hối Diệp Thần. Tên này trong cơ thể, nguyên bản dồi dào vô cùng máu thịt tinh hoa, tại sao dường như đột nhiên biến mất vậy? Không tốt, Tà lão chợt kêu lên một tiếng nói, Cố Hàn, trúng kế, đây không phải là Diệp Thần. Không phải Diệp Thần. Cố Hàn trong mắt, hiện lên lau một cái vẻ không hiểu, này người khí tức trên người, rõ ràng cùng Diệp Thần độc nhất vô nhị à. Làm sao có thể không phải Diệp Thần? Nhưng vào lúc này, Cố Hàn trước mặt Diệp Thần nhưng là bỗng nhiên tiêu tán, biến thành một cái xanh biếc giao long. Cố Hàn con người co giúp một cái, kinh hô thân ngoại hóa thân. Trước mắt Diệp Thần, lại là một đạo hóa thân. Mặc dù làm lại bộ phận Diệp Thần thực lực, hơi thở vân. Vân, nhưng, hóa thân, tự nhiên sẽ không có Diệp Thần chân chính máu thịt tinh hoa. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền khó coi, theo bản năng thì phải phi thân lên. Hắn còn không có làm rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể, trực giác của hắn nhưng đang điên cuồng báo hiệu. Nhưng, cơ hồ là vậy hóa thân tiêu tán ngay tức thì, một đạo vô cùng là sợ hãi hơi thở, liền từ Cố Hàn sau lưng, bộc phát ra. Đồng thời, vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử nói, hiện tại, người thật giống như không có lực lượng có thể mượn. Cố Hàn chợt quay đầu lại, chỉ gặp, sau lưng hiện lên một đạo cả người vòng quanh khí tức hủy diệt bóng người. Hắn sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, thân ảnh kia, dĩ nhiên chính là chân chính Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn như, sức sống mặc dù có chút suy yếu, nhưng không chút nào mất đi chiến lực dáng vẻ à. Ngược lại, hắn thời khắc này hơi thở, so với lúc trước giao thủ lúc đó, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là tại sao? Ăn mình hao hết Tà lão lực lượng nhất kích, Diệp Thần chỉ ít cũng hẳn trọng thương mới đúng à. Có thể hắn tại sao nhìn như, không chỉ có không có sao, ngược lại, lực lượng bộc phát cường thịnh. Cố Hàn trong mắt điên cuồng run rẩy, hắn đối với Tà lão âm thầm hỏi, Tà lão, mới vừa ta tại sao không có phát hiện hắn? Hơn nữa, hắn thực lực tại sao đổi được như thế mạnh? Tà lão, tên này đến từ thời đại thái cổ đại vu, cũng là kinh sợ. Hắn có chút khó khăn mở miệng nói, thằng nhóc này lại là hấp thu ta lực lượng. Cố Hàn, chúng ta hoàn toàn bị hắn bày một đạo. Thằng nhóc này, có bách tà thể. Bách tà thể. Tà lão đạo, bách tà thể, là lấy vu tộc một loại bí thuật luyện liền mà thành thể chất, có thể đem sinh mệnh lực đổi thành là lực công kích. Ban đầu, ta không có chú ý tới, là bởi vì là tiểu tử này bách tà thể cảnh giới quá thấp, đó là bởi vì, tu luyện bách tà thể, cần tà khí. Sợ rằng, hắn ngay từ đầu yếu thế, phòng ngự, đến chạy trốn vân. Vân, đều là ở dẫn dụ ngươi, đem ta lực lượng toàn bộ thi triển ra. Mỗi lần hắn chịu đựng công kích, liền sẽ có bộ phận tà khí bị thân thể hấp thu, mà dựa vào cái này tà khí, hắn bách tà thể, lên cấp. Mà ngươi, cũng đã tiêu hao hết ta lực lượng, này tiêu người dài dưới, bây giờ ngươi, căn bản không phải hắn đối thủ à. Diệp Thần tay cầm trường kiếm, cả người hủy diệt đạo vận kích động, ánh mắt vô cùng là lạnh như băng nhìn Cố Hàn.
Đúng như Tà lão nói như vậy, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn kế hoạch bên trong. Liền liền hắn sức sống suy yếu vân, đều là chủ động thi triển bách tà thể, tiêu hao sinh mệnh lực, ngụy trang. Mà Cố Hàn hành động, và Diệp Thần dự liệu, cơ hồ không kém chút nào. Hắn làm như vậy, trừ dẫn dụ Cố Hàn dùng hết Tà lão lực lượng, đồng thời, cũng phải cần đem dẫn nhập cái này mất đi không gian. Mất đi, là cái gì? Đó chính là phá hoại, chính là hết thảy hóa thành hư vô, cái loại này không gian bên trong hơi thở, cùng khí tức hủy diệt, cực kỳ tương tự. Mà hôm nay Diệp Thần, toàn thân cao thấp, đều đã trải qua hủy diệt lực rèn luyện, cho nên, hắn trốn ở mất đi bên trong không gian, là hết sức khó khăn bị phát hiện. Hơn nữa, hắn còn nghĩ thân ngoại hóa thân thả ra, cũng làm hắn trọng thương, làm mồi. Cố Hàn quả nhiên bị lừa. Mà Diệp Thần tại sao phải dẫn dụ Cố Hàn? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là, để cho Cố Hàn hoàn toàn không có chạy trốn cơ hội. Giờ phút này, nổi lên đã lâu kiếm quang bỗng nhiên từ trên trường kiếm bộc phát ra. Diệp Thần trong mắt, hàn mang bạo tránh, hôm nay sóc lão lực lượng, vậy sắp biến mất, cho nên, hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Hắn biết, Cố Hàn trong cơ thể có một tên đại vu tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lấy Diệp Thần thực lực chân thật mặc dù có thể chiến thắng Cố Hàn, nhưng muốn giết hắn không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, rất khó làm được. Cho nên, hắn mới chịu yếu thế, muốn chạy trốn, muốn dẫn dụ Cố Hàn tiến vào mất đi không gian, một mặt, vì hao hết Cố Hàn lực lượng, cũng để cho bách tà thể lên cấp, tiến một bước cường hóa mình lực công kích, mặt khác chính là vì đánh lén. Một kiếm này bên trong, Diệp Thần không có chút nào nương tay. Liền trong cơ thể toàn bộ huyền linh lực đều đem ra hết. Đồng thời, vậy lên cấp sau bách tà thể, điên cuồng hấp thu Diệp Thần sinh mệnh lực, máu thịt thật nhanh khô đét trước, nhưng, hơi thở nhưng bộc phát kinh khủng đứng lên. Khủng bố đến, để cho Cố Hàn cũng làm run rẩy bước à. Hắn muốn tránh, có thể, mới vừa hắn toàn bức tâm thần đều đặt ở vậy thân ngoại hóa thân bên trên, hôm nay, Diệp Thần chợt vừa hiện thân, vậy chói mắt ngân hà, cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Căn bản, liền tránh né cơ hội cũng không có. Cố Hàn đành phải ở trong lòng điên cuồng hét lên, Tà lão, cứu ta. Cứu ta à? Hắn tu luyện tà công sau này, cho dù không có Tà lão gia trì, sinh mệnh lực cũng là thật to tăng lên, có thể ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt, hắn nhưng là cảm nhận được liền hơi thở tử vong. Một kiếm này, quá mạnh mẽ. So hắn mượn dùng Tà lão toàn bộ lực lượng, phát động một kích tối hậu, còn kinh khủng hơn à? Tà lão cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói thật, có trợ giúp của mình, Cố Hàn thực lực không hề so Diệp Thần kém nhiều ít, cho dù là đánh bại, có hắn ở vậy có thể bảo đảm Cố Hàn an toàn tánh mạng. Có thể, ở thiên phú chiến đấu, mưu tính phương diện này, Cố Hàn thật là bị Diệp Thần hoàn bạo à. Đây cũng là Cố Hàn rơi vào như vậy tình cảnh nguyên nhân lớn nhất. Diệp Thần chân thực quá ưu tú, các phe tất cả mặt cũng gần như hoàn mỹ à. Mà liền vào giờ khắc này, kiếm quang kia đã đem Cố Hàn thân thể hoàn toàn chìm ngập. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, từ mất đi không gian bên trong bộc phát ra. Nguyên bổn đã tuyệt vọng đám người, đều là hơi sững sờ, mặt đầy vẻ rung động hướng vậy mất đi không gian nhìn. Bọn họ ánh mắt đều là ngay tức thì mở to, lại mở to. Ở bọn họ tầm mắt phía trước, xuất hiện vô cùng là không thể tưởng tượng nổi một màn. Mất đi không gian hắc ám bên trong, lại là có một đạo sáng chói ngân hà, phóng lên cao. Tinh hà kia, tất cả mọi người là vô cùng quen thuộc. Đó là Diệp Thần kiếm quang. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần không phải đánh bại sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kích động. Chẳng lẽ, cùng lúc đó, mất đi không gian bên trong, Cố Hàn phát ra một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết, hắn không cam lòng tới cực điểm, trước một giây. Còn đắm chìm trong chuẩn bị chiếm đoạt Diệp Thần trong vui sướng, một giây kế tiếp, liền trực tiếp muốn nghênh đón tử vong à. Có thể, lại không cam lòng, cũng vô dụng. Thân thể thậm chí còn thần hồn cũng ngay tức thì ở nơi này trình độ cao nhất một kiếm kiếm quang dưới, mất đi. Chỉ chốc lát sau, kiếm quang tiêu tán, hết thảy phục bình tĩnh lại. Diệp Thần kịch liệt thở hào hển, một kiếm này sau đó, hắn vậy chân chính đạt tới trình độ cao nhất. Trận chiến này chỉ có thể coi như là hiểm thắng. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần trên gương mặt, vẫn là hiện lên nồng nặc nụ cười, sống sót,
cuối cùng vẫn là hắn Diệp Thần. Nhưng tại giây phút này, Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên nói, thằng nhóc, chú ý. Diệp Thần nghe vậy, con người có giúp một cái, chỉ gặp, một cái bóng đen đột nhiên hướng hắn tấn công tới, bóng đen kia vô cùng tà dị, nhìn qua, tựa hồ là một tên ông già. Chính là vậy đại vu biến thành tà linh. Giờ phút này, hắn thân thể tựa hồ đang điên cuồng tan vỡ trước. Tà lão cùng Cố Hàn có thể nói thuộc về sinh mạng chung nhau thể, Cố Hàn chết, mà hắn vậy mất đi đồ đựng, rất nhanh, thì phải tiêu tán. Trừ phi, hắn có thể tìm được mới đồ đựng. Tà lão mặt hiện vẻ dữ tợn, cặp mắt phong tỏa Diệp Thần, mặc dù, tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng, hắn cũng muốn liều mạng, nếu như có thể đoạt xác Diệp Thần, hoặc là, cùng Diệp Thần thành lập cộng sinh quan hệ, hắn mới có sống sót cơ hội. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, muốn phòng ngự, cũng không còn kịp rồi, tà lão biến thành hư ảnh, ngay tức thì không vào hắn nơi mi tâm, tiến vào thức hải bên trong. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, đang chuẩn bị vận dụng hồn lực, có thể, bỗng nhiên, hắn nhưng là hơi sững sờ, ánh mắt cổ quái. Mà tà lão, chính là hoàn toàn ngu. Giờ phút này, hắn tựa hồ thân ở một phiến nghĩa địa bên trong, mà trong nghĩa địa lớn nhất đặc điểm, chính là có luân hồi hơi thở. Tà lão trong mắt, dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản, hắn là muốn đoạt xác Diệp Thần, nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa tiến vào Diệp Thần thức hải, liền bị một kiện chí bảo cầm giữ à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, đây cũng là giảm bớt ta một chút phiền toái. Thật để cho người ngạc nhiên mừng rỡ lại bất ngờ. Chiếm đoạt tà lão cái này cùng tà linh, cũng không phải là trong chốc lát có thể làm được, không nghĩ tới, lại đánh bậy đánh bạ đem nhốt ở luân hồi mộ bia bên trong. Cái này luân hồi mộ bia bên trong không gian, hoàn toàn bị Diệp Thần nắm trong tay, coi như là thần tiến vào cái này phiến nghĩa địa, cũng chỉ có thể bị Diệp Thần nắm giữ sống chết thôi. Cũng chính là vào giờ khắc này, mất đi không gian, khôi phục. Cuồn cuộn hắc ám tản đi đồng thời, bầu trời bên trong, một phiến mây đen sau đó, một tia ánh mặt trời, chiếu nghiêng xuống. Ánh mặt trời bên trong, một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên, cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Thấy một màn này, lo cho gia đình đám người cùng với Du Hồng Anh các người đều là tâm thần đông lại một cái. Thời khắc này Diệp Thần, giống như thiên tuyển mà sinh vương giả. Một loại thần phục chi tâm, tự nhiên nảy sanh. Một khắc sau, chính là hoan hô. Sơn hô hải khiếu giống vậy hoan hô. Diệp Thần làm được à? Hắn đánh bại Cố Hàn đây cơ hồ có thể làm cả ám vực, đều cảm thấy sợ hãi tà ma. Tất cả người nhìn Diệp Thần đều là cảm thấy kính nể. Ở bọn họ trong lòng, Diệp Thần là chân chánh anh hùng à. Giờ phút này, trong hư không, đang đứng một tên mang cáo trắng mặt nạ cô gái, cùng với một tên râu tóc đều là trắng, có chút lưng gù ông già. Lão kia người nhìn Diệp Thần, trong mắt tinh quang nhỏ tránh, hướng về phía cô gái bên cạnh khẽ cười nói, tiểu thư, xem ra, không cần chúng ta ra tay, thằng nhóc này. Ngược lại là có chút ý tứ, muốn không muốn cùng tiếp xúc. Phụ nữ kia nhìn Diệp Thần, mắt to bên trong cũng là tràn ngập tò mò vẻ, bất quá, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, như cũ, không có lựa chọn ở Diệp Thần trước mặt hiện thân, mà là đối với lão giả kia nói, tạm thời không cần, hạc bá, nếu vậy tà ma đã được giải quyết, chúng ta, vậy trở về đi thôi. Hạc bá gật đầu một cái, hai người thân hình trước mắt, liền ở trong hư không biến mất. Cho đến hai người hoàn toàn rời đi sau đó, Diệp Thần mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng mới vừa hai người chỗ, nhìn một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Ở hắn cảm ứng bên trong, mới vừa, ở đâu tới liền hai người, cho dù lấy hắn thần hồn lực cũng là vô cùng là miễn cưỡng mới có thể nhận ra được hai người tồn tại. Bất quá, hắn có thể khẳng định là, hai người này thực lực, hoàn toàn áp đảo còn chân cảnh hậu kỳ bên trên à. Liền Diệp Thần đều không cách nào nhìn thấu bọn họ thực lực. Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, ám vực bên trong, quả nhiên đầm rồng hang hổ, hắn bây giờ thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng, hiển nhiên, cũng không có đạt tới ám vực đỉnh phong. Đây là, một đạo thân ảnh đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần hướng hắn nhìn, người đến là một tên vết thương chồng chất người trung niên, chính là Cố Bắc Hành. Diệp Thần có chút áy náy nói, Cố Thúc, xin lỗi. Ta tới được đã quá muộn. Lo cho gia đình cái này một phiến cơ nghiệp chỉ như vậy phá hủy, hơn nữa, chết không thiếu võ giả, thậm chí còn một tên trưởng lão, gọi là thương cân động cốt, hơn nữa, Diệp Thần rất rõ ràng,
hết thảy đều là bởi vì vì mình. Cố Bắc Hành khoát tay áo nói, lo cho gia đình còn có thể tồn tại, đều là bởi vì ngươi, ta biết, ngươi đã làm được trình độ cao nhất. Ngừng nói, hắn đột nhiên nhìn về phía vậy một đám lo cho gia đình người, quát to, tất cả lo cho gia đình người nghe lệnh, đi về sau, Diệp Thần, ở lo cho gia đình bên trong địa vị giống như là ta, tất cả người, đều phải đem làm gia chủ đối đãi. Nếu như đổi thành bình thường, Cố Bắc Hành cái mệnh lệnh này, nhất định sẽ làm cho tất cả người kinh ngạc, thậm chí phản đối. Dẫu sao, lo cho gia đình cũng không phải là cái gì gia tộc nhỏ, làm sao có thể tùy tiện để cho người khác làm chủ. Có thể hiện tại, nhưng không có người nào có bất kỳ ý kiến, mọi người thần sắc nghiêm một chút, đối mặt Diệp Thần quỳ xuống nói, bái kiến Diệp công tử. Diệp Thần cứu vớt lo cho gia đình, phần ân tình này, bọn họ vĩnh viễn nhớ, vì vậy, cam nguyện thần phục với trước mắt người thanh niên này. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ cười khổ. Cố Thúc thật là một cái cáo già. Cố Bắc Hành nhìn như cho Diệp Thần rất lớn quyền lực, nhưng, trên thực tế, nhưng là đem Diệp Thần và lo cho gia đình cột với nhau à. Lấy hôm nay Diệp Thần cái này nghịch thiên thực lực, cho dù lo cho gia đình thân là Kinh Châu tứ đại gia tộc cũng coi là với cao. Bất quá, Diệp Thần vậy không có cự tuyệt, một mặt, là vì báo đáp Cố Bắc Hành tặng hắn diệt thể đan, một mặt, bởi vì vì mình, lo cho gia đình chết không ít người, cuối cùng một mặt là Cố Tuyền. Bỏ mặc nói thế nào, Cố Tuyền là lo cho gia đình người, hắn chiếu cố lo cho gia đình cũng không có cái gì dễ nói. Cố Bắc Hành thấy vậy, cười ha ha một tiếng, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, người tới trước vậy gác lửng bên trong chữa thương đi, ta cũng nên xử lý giải quyết tốt chuyện. Vậy nóc gác lửng, là cố phủ duy nhất hoàn hảo kiến trúc. Diệp Thần gật đầu một cái, đi vào gác lửng bên trong, bắt đầu chữa thương. Mà Cố Bắc Hành, nhìn một cái vậy vết máu trên mặt đất, cùng với thi thể, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ bi thương, mở miệng nói, đem các thân nhân thi thể trang liễm an táng sau đó, bắt đầu xây lại phòng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần lực chiến tà ma là một, có thể nói truyền khắp toàn bộ ám vực. Trong chốc lát, Diệp Thần danh tự này, trở thành truyền kỳ đại danh từ. Bất quá, Diệp Thần cũng không thèm để ý những thứ này, hắn ở gác lửng bên trong, bế quan 3 ngày. 3 ngày sau, làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, đã khôi phục được khỏe hẳn trạng thái. Ngay tại lúc này, ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, mời vào. Ca kêu một tiếng, cửa phòng mở ra, đi tới, là Cố Bắc Hành. Cố Bắc Hành mỉm cười nói, Diệp Thần, tiếp theo, người có cái gì dự định? Diệp Thần nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, đầu tiên, ta sẽ đi một cái tên là Thánh Thiên Thành địa phương xử lý một ít chuyện tình, sau đó, ta phải đi một cái chỗ cũ xem có thể hay không thu hoạch cái gì. Cái này chỗ cũ, tự nhiên chỉ mình cái đó bị trộm lăng mộ. Dưới mắt, cũng nên xử lý khối kia luân hồi huyền bi chuyện. Cố Bắc Hành gật đầu một cái, đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, ta đề nghị ngươi đang làm xong chuyện tình sau đó, đi Dương Chân Vực một cái tên là Thánh Huyền Đạo Cung địa phương. Thánh Huyền Đạo Cung, chỗ này có đặc biệt gì sao? Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng. Cố Bắc Hành nói, Diệp Thần, người đã bước qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa chứ? Diệp Thần có chút bất ngờ, gật một cái nói, ừ. Cố Bắc Hành không hổ là còn chân cảnh cường giả, ánh mắt đủ cay độc. Cố Bắc Hành ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, cho nên, ta đề cử ngươi đi nơi này, bởi vì, nghe nói cái này Thánh Huyền Đạo Cung lão tổ, chính là một tên thân xác thành thánh vương giả. Hơn nữa, tên này lão tổ ở đạo cung bên trong để lại một đạo truyền thừa, nơi đó, nói không chừng sẽ có ngươi muốn cơ duyên. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ chờ mong. Tin tức này đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Hắn cảm kích hướng về phía Cố Bắc Hành nói, đa tạ Cố Thúc chỉ điểm. Cố Bắc Hành khẽ mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn để cho ngươi mau sớm thay ta tìm về Tuyền mà. Diệp Thần nặng nề gật đầu một cái. 2 tiếng sau đó, một đạo độn quang tự Cố nhà rời đi. Mấy ngày sau, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên đi ở Thánh Thiên Thành trên đường phố, hắn quen việc dễ làm đi tới Huyết Tâm chiến trường trước cửa, đi vào. Trên chiến trường trong lầu các, Huyền Huyết Tâm có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần nói, ta không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi liền tới tìm ta. Đột nhiên,
nàng mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ nói, chẳng lẽ là muốn ta? Nếu không, tối nay ở nơi này ở. Vừa nói, còn đối với Diệp Thần ném một cái liếc mắt đưa tình. Diệp Thần nghe vậy, cười lắc đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, ta tới là vì mượn dùng yêu ao, bồi dưỡng yêu thú trứng. Huyền Huyết Tâm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, nhanh như vậy, tìm được thích hợp yêu thú trứng. Bất quá, nàng đổ cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp mang Diệp Thần, đi tới yêu ao. Huyền Huyết Tâm nói, bồi dưỡng yêu thú trứng thật ra thì rất đơn giản, trực tiếp đem trứng thú bỏ vào yêu ao bên trong là được, ta sẽ giúp ngươi tiến hành thúc xanh, bồi dưỡng vân. Vân, lâu thì một năm, ngắn thì mấy ngày, ngươi liền có thể tới lấy hồi yêu thú, mặc dù là mới vừa xanh ra yêu thú, nhưng, mượn yêu ao lực lượng, đại khái có thể bồi dưỡng đến có thể so với trưởng thành lúc trạng thái. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn tin tưởng muốn không được bao lâu. Một khắc sau, một quả đen nhánh trứng thú xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền Huyết Tâm nhìn vậy cái trứng thú, hơi sững sờ, nàng không có cảm thụ qua hỗn độn khí tức, cho nên, đối với cái này trứng thú đổ vậy không có gì đặc biệt ý tưởng, chỉ là cảm thấy, cái này trứng thú và cái khác trứng thú tựa hồ vô cùng là không cùng. Một tiếng, Diệp Thần liền đem hỗn độn trứng thú ở lại yêu ao bên trong. Rất nhanh, Diệp Thần liền rời đi Thánh Thiên Thành, hắn không hề lo lắng Huyền Huyết Tâm đánh trứng thú chủ ý, cái này trứng thú một khi nhận chủ, liền thật khó lau tiêu dấu vết, trừ Diệp Thần không người nào có thể thuần phục cái này trứng thú bên trong sinh linh. Diệp Thần hướng một phương hướng nhanh chóng đi, để cho hắn bất ngờ phải, luân hồi mộ địa bên trong, nhập thiện thật lâu Thiên U Thiện Nữ lại xuất quan. Ồ, người tu vi lại đột phá, hơi thở cũng thay đổi hóa rất nhiều. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi. Thiên U Thiền Nữ khá là kinh ngạc mở miệng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, nhiều lần thiếu chút nữa chết. À, đã như vậy, luân hồi chi chủ, ta truyền cho ngươi một môn thần thông, kêu trời sâu thẳm uyên thuật, ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Thiên U Thiền Nữ vung tay lên, từng đạo tu luyện khẩu quyết, hóa thành lau một cái thiện quang, bơm vào nhập Diệp Thần đầu óc. Oanh! Thiện quang ở Diệp Thần đầu óc bên trong nổ tung, các loại thần thông bí ẩn, nhất thời cuồn cuộn tới. Thiên sâu thẳm uyên thuật, mở ra u minh vực sâu, bồ đề hộ pháp, thiện âm vần quanh, ích dịch vạn ma. Diệp Thần ánh mắt trợn to, đầu óc bên trong mơ hồ hiện ra một bức kinh thế hình ảnh, đầy trời thần Phật cao cứ 9 tầng trời, bồ đề la hán trận trận trưng bài, một cái cả người thiện âm vần quanh, Phật quang hòa hợp lớn Bồ Tát. Kim cương trưởng ấn, bổ ra vực sâu, mai táng chư thiên vạn ma, không nhiễm tiêm trần, cực kỳ bá đạo. Cửa này thiên sâu thẳm nguyên thuật, là lớn nguyên thuật cấp bậc thần thông, ẩn chứa Phật pháp bí ẩn, vừa thi triển ra, Bồ Tát ích ma, vực sâu chôn yêu, kim cương trừng mắt, có Phật gia trừ tà diệt hung, chủ trì đại đạo uy nghiêm. Từ ngọn nguồn đi lên, thiên sâu thẳm nguyên thuật, và đế uyên điện thái thượng thiên uyên nói, có một ít tương tự. Đều có thể mở ra vực sâu, sống sờ sờ chiếm đoạt kẻ địch. Nhưng bàn về uy lực và biến hóa, thiên sâu thẳm uyên thuật tự nhiên kém hơn Thái Thượng Thiên Uyên nói. Dẫu sao, Thái Thượng Thiên Uyên nói là Thái Thượng Thế Giới Đạo Pháp, đặc biệt huyền diệu, thậm chí có thể ở trong người mở ra vực sâu không gian, ẩn núp tâm linh, né tránh tâm ma tập sát. Một điểm này, thiên sâu thẳm uyên thuật liền không thể làm được. Nói tóm lại, cửa này thiên sâu thẳm uyên thuật, có thể nói là yếu hóa bản Thái Thượng Thiên Uyên nói. Mở ra vực sâu, mai táng vạn ma, tốt, rất tốt, mặc dù không bằng chân chính Thiên Uyên đạo pháp, nhưng cũng là một môn đứng đầu thần thông. Diệp Thần lĩnh ngộ trước thiên sâu thẳm uyên thuật diệu pháp, mừng rỡ gật đầu một cái. Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, Diệp Thần là chính mắt thấy qua, hắn hoàng tuyển đồ chính là bị vô tận vực sâu phá hủy. Đế Uyên Điện bên trong vạn kiếp Thiên Uyên trận, thậm chí truyền thuyết là cầm tới chống lại cấp trên, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Bây giờ có thể lĩnh ngộ một môn yếu hóa bản Thái Thượng Thiên Uyên nói, Diệp Thần cũng là tương đương hài lòng. Thiên U Thiện Nữ nói, trời ạ, sâu thẳm uyên thuật, bàn về uy lực, mặc dù không bằng Đế Uyên Điện Thiên Uyên đạo pháp, nhưng có một cái đặc biệt hiệu quả, là Thiên Uyên đạo pháp không có thể sánh được. Diệp Thần hỏi, đặc biệt gì hiệu quả? Thiên U Thiện Nữ nói, ta môn thuật pháp này có Phật gia kim cương thiên uy, có thể dễ như trở bàn tay, phá vỡ người khác tự tại thiên hòa ngưng tạo thế giới. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phá vỡ tự tại thiên. Thiên U Thiện Nữ nói, sau này ngươi đang chiến đấu lĩnh ngộ, dĩ nhiên là biết được,
việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trước đi tìm ma bia đi. Bất quá tìm ma bia trước, có thể hay không đi một chuyến Kakata đã từng là địa phương, ta muốn ở nơi đó lưu lại một đạo phù chiếu. Ma bia. Diệp Thần tìm có giúp một cái, nếu như có thể bắt được ma bia, hắn luân hồi huyết mạch, khẳng định có thể thật to hồi phục. Ma bia này cùng chí bảo, dính líu tới thiên cơ nhân quả lớn vô cùng, Diệp Thần và Thiên U Thiện Nữ, ở chỗ này đàm luận, đều có thể kích động thiên cơ, đưa tới địch nhân chú ý. Xa ở ma hồn thần cung Phong Tinh vẫn, nói không chừng đã bắt được sát khí, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Còn như Thiên U Thiện Nữ yêu cầu, Diệp Thần cảm thấy không coi vào đâu, tự nhiên đáp ứng. Diệp Thần rất mau trở về đến Thiên Nộ chi địa, Thiên U Thiện Nữ nhìn nơi này hết thảy, cảm khái vạn phần. Mặc dù Tham Lang Đại Đế đã không có ở đây, nhưng ngày xưa ở chỗ này hành hạ dấu vết nhưng là xúc mục kinh tâm. Nàng biết, Tham Lang Đại Đế đang ở bên ngoài điên cuồng tăng lên, hy vọng một ngày kia có thể cứu ra mình chân thân. Nàng lại nữa cảm khái, lưu lại một đạo phù chiếu liền nói. Có thể, đi thôi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, chuẩn bị đi trước kiếp trước lăng mộ một chuyến, ngược dòng nhân quả tung tích. Ma hồn thần cung ở vào Càn Ám Ma, nhưng cụ thể ở Càn Ám Ma nơi nào, Diệp Thần nhưng không biết. Hắn cần ngược dòng nhân quả, mới có thể tìm được ma hồn thần cung tung tích. Luân hồi chi chủ, ngươi lại trở về, cái này. Đây là lại phải rời đi sao? Ngay tại lúc này, một cái mục dương thiếu nữ từ phía sau chạy nhanh tới, chính là Tô Hoa Tranh. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, nói, Hoa Tranh, ngươi làm sao biết ta trở về? Tô Hoa Tranh thở hồng hộc, gò má mang điểm đỏ ửng, không có giải thích, mà là từ trong lòng ngực móc ra một tấm phù chiếu, nói tấm phù chiếu này cho ngươi, ngươi thật tốt cầm, sau này đi đến thiên nhân vực hữu dụng. Đây là cái gì phù chiếu? Diệp Thần nhận lấy phù chiếu, nhưng gặp phù chiếu trên còn quấn một tầng ánh sao long văn, lại có Long Uyên Thiên Kiếm nhân quả. Tô Hoa Tranh nói, đây là Long Uyên Thiên Kiếm kiếm linh ban cho ta phù chiếu, trấn thủ ở trong bộ lạc Long Uyên Thiên Kiếm, thật ra thì chỉ là một món kiếm ảnh, nhưng đã có linh tính. Ta từ nhỏ ở kiếm linh hạ cầu nguyện tế bái, rốt cuộc có được kiếm linh ban phúc, tờ này ban phúc phù chiếu bên trong, hàm chứa Long Uyên Thiên Kiếm bản thể nhân quả, ngươi chỉ phải đi thiên nhân vực, là có thể cảm ứng được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể vị trí. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái. Nói, Long Uyên Thiên Kiếm bản thể ở trên trời người vực. Tô Hoa Tranh nói, ngươi là luân hồi chi chủ, chỉ có ngươi mới xứng với Long Uyên Thiên Kiếm, sau này ngươi đi đến thiên nhân vực, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Diệp Thần tim đập bịch bịch, hắn trên đầu có một khối Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, nhưng cũng không biết bản thể ở nơi nào. Hiện tại Tô Hoa Tranh nói, Long Uyên Thiên Kiếm bản thể ở trên trời người vực, chỉ cần Diệp Thần cầm kiếm linh ban thưởng phù chiếu. Liền có thể tìm được bản thể chỗ. Nếu như có thể đạt được Long Uyên Thiên Kiếm, vậy Diệp Thần thực lực tất nhiên nhảy lên một lớn nấc thang. Phải biết, Long Uyên Thiên Kiếm nhưng mà tám đại thiên kiếm một trong, là trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, và thần La Thiên Kiếm cùng nổi danh. Huyền Cơ Nguyệt đạt được thần La Thiên Kiếm, một lần hành động nghịch thiên cải mệnh, rung động chư thiên vạn giới. Nếu như Diệp Thần cũng có thể chấp trưởng thiên kiếm, vậy hắn liền có thể chống lại Huyền Cơ Nguyệt. Được, Hoa Tranh, đa tạ ngươi, nếu như ngày khác ta bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, và vận mệnh tâm ma tranh phong, may mắn không chết, ta nhất định sẽ hồi để báo đáp ngươi. Diệp Thần kích động không thôi, coi như là hắn kiếp trước, vậy không có thể bắt được cao nhất nguyên binh. Nếu như cái này nhất thế có cơ hội chấp trưởng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tô Hoa Tranh nói, ta không cần ngươi báo đáp, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm em gái ta. Diệp Thần nói, muội muội ngươi. Tô Hoa Tranh nói, ta có một cô em gái, kêu Tô Nặng Cá, một năm trước mất tích, cũng không biết đi nơi nào, đáng tiếc ta không thể rời đi bộ lạc đi tìm nàng, ngươi du lịch bốn phương, nếu như có muội muội ta tin tức, tốt nhất có thể nói cho ta. Tô Nặng Cá, được, ta nhớ, nếu như tìm được muội muội ngươi, ta sẽ đưa nàng trở về gặp ngươi. Diệp Thần ngưng tư một hồi, lúc này đáp ứng. Tô Hoa Tranh cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nói, đừng khách khí, vậy ta cáo từ trước, tạm biệt. Tô Hoa Tranh nói, được, nếu như sau này có cơ hội, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nhất định sẽ, cáo từ. Diệp Thần chắp tay một cái, tạm biệt Tô Hoa Tranh, lúc này rời đi gần Thiên Thảo Nguyên.
Tô Hoa Tranh đem Long Uyên Thiên Kiếm kiếm linh phù chiếu đưa cho Diệp Thần, lớn như vậy ân tình, Diệp Thần tự nhiên sẽ báo đáp. Tô Hoa Tranh muội muội, cũng không biết ở nơi nào. Thôi, nếu như nhân quả đến, tự nhiên biết rõ. Hiện tại ta bắt được kiếm linh phù chiếu, nếu như có thể tìm được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá, Long Uyên Thiên Kiếm, là trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, muốn chấp trưởng, cần thông thiên khí vận và thực lực. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn. Hắn rất rõ ràng, lấy mình trước mắt tu vi, còn không tư cách chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Trước cướp lấy luân hồi huyền bi ở giữa ma bia nói sau. Diệp Thần nắm quyền một cái, nếu như có thể bắt được ma bia, huyết mạch hắn và thực lực, đều có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm chắc chắn, liền lớn mấy phần. Lập tức Diệp Thần biến dạng hư không, lao tới kiếp trước lăng mộ, dự định ngược dòng nhân quả, trước phong tỏa ma hồn thần cung vị trí. Nếu như liền ma hồn thần cung ở nơi nào cũng không biết, vậy cướp lấy ma bia, dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ. Trên đường, Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, vỗ ót một cái, lập tức móc ra bích lạc hoàng tuyển đồ, tiến vào hoàng tuyển đồ trong thế giới đi. Hu hu hu, hoàng tuyển đồ bên trong, tiếng gió rên rỉ, một phiến thê lương. Ngày xưa khoáng đạt tráng lệ thế giới, hôm nay đã lâm vào là phế tích. Từng mảnh vực sâu, mai táng toàn bộ suối vàng thế giới, ào ào suối vàng thánh thủy, như sắp chết cự long vậy, ở trong vô tận vực sâu vùng vẫy gầm thét, không ngừng bị chiếm đoạt. Ở vô tận suối vàng vực sâu trong phế tích, Diệp Thần thấy được Viêm Khôn, và Mai Lan Trúc Cúc các người, đang quyền giúp ở trong góc. Viêm Khôn, chịu khổ. Diệp Thần bay đi, nhìn Viêm Khôn cả người vết thương hình dáng, một tiếng thở dài. Ban đầu đồ thánh đại hội, Viêm Khôn bị thương nghiêm trọng, đoạn thời gian này, Diệp Thần Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, vậy không có biện pháp chiếu cố hắn, chỉ có thể để cho bọn họ ở bên trong từ từ hồi phục. Lâu ngày, thì có chút quên. Hiện tại, Diệp Thần rốt cuộc có thể rút người ra đi ra. Đồ thánh đại hội sau đó, mình liền không mang tin tức trở về, hiện ở nhiều ngày như vậy, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên Tai mắt hẳn buông lỏng không thiếu. Vừa vặn để cho Viêm Khôn cầm tin tức mang về. Đại ca, Viêm Khôn cả người vết thương chồng chất, đã đến hấp hối cảnh giới, thật may Càn Khôn thần tộc huyết mạch cường hãn, hắn cuối cùng treo một hơi, còn chưa có chết đi. Trần Dạ đại nhân, Mai Lan Trúc Cúc các người, run lẩy bẩy hướng Diệp Thần thi lễ. Đoạn thời gian này, các nàng một mực núp ở hoàng tuyền đồ bên trong, mắt xem vực sâu không ngừng sụp đổ, không gian sinh tồn càng ngày càng thiếu, còn lấy là Diệp Thần đã chết, các nàng vậy muốn chôn theo. Ta cứu các ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vung tay lên, sử dụng mậu thổ nguyên phù, mậu thổ nguyên khí, tự thành thế giới. Mậu thổ nguyên phù rơi xuống, lập tức ở vô tận suối vàng trong vực sâu, chế tạo ra liền một khối kiên cố vừa dày vừa nặng mặt đất, ổn định cuối cùng một chút suối vàng địa mạch. Hoàng tuyền đồ món pháp bảo này, quan hệ đến Diệp Thần khí vận căn cơ, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Diệp Thần thúc giục mậu thổ nguyên phù, diễn biến ra một khối mậu thổ thế giới, có thể tạm thời ổn định suối vàng thế giới địa mạch. Viêm Khôn các người có mậu thổ nguyên phù bảo vệ, vậy rốt cuộc không cần lại bị vực sâu sụp đổ ảnh hưởng. Bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần bàn tay lại thả ra từng luồng bát quái đan khí, chữa trị Viêm Khôn đám người thương thế. Viêm Khôn bị thương tuy nặng, nhưng chỉ cần còn dư lại một hơi, ở bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, cũng có thể khôi phục. Chỉ gặp từng luồng tinh khiết bát quái đan khí, bơm vào nhập Viêm Khôn thân thể, Viêm Khôn trọng thương thật mệt mỏi thân thể, rất nhanh khôi phục tinh thần, da vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Khoảnh khắc tới giữa, Viêm Khôn một cái xoay mình, từ dưới đất nhảy bắn lên, vui vẻ nói, đại ca, người tu vi càng ngày càng lợi hại. Diệp Thần ngón này chữa trị, hiện ra vô cùng cao thâm nguyên thuật tu vi, so với trước kia muốn tinh xảo rất nhiều. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, Viêm Khôn, ngươi trở về nói cho huyết long bọn họ, ta không có sao, ta còn sống. Thấy Viêm Khôn khôi phục, Diệp Thần vậy tương đối cao hứng, muốn gọi hắn trở về báo bình an. Viêm Khôn nói, đại ca, ngươi không đi trở về sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói có một khối luân hồi huyền bi, tên là, ma, bị ma hồn thần cung chiếm đoạt, ta chuẩn bị đi cướp lấy, thời gian gấp, ta không rảnh trở về.
vậy ma bia nhân quả liên lụy cực lớn, ta và ngươi ở chỗ này đàm luận, đều có thể bị ma hồn thần cung phát hiện, phải tốc chiến tốc thắng. Viêm Khôn nghe ma bia ra đời, cũng là ánh mắt co giúp một cái, nói, đại ca, cần ta giúp một tay sao? Diệp thần nói, ngươi cho ta trở về báo bình an là được, đừng để cho huyết long bọn họ quá lo lắng. Viêm Khôn suy nghĩ một chút, cắn răng nói, được, đại ca, vậy ta đi về trước, luân hồi huyền bi xuất thế, không phải chuyện đùa, ta trở về triệu tập người, tới đây giúp ngươi. Diệp thần gật gật đầu nói, cũng tốt, hơn một người, hơn một phần lực lượng. Thỏa thuận xong, Viêm Khôn rời đi suối vàng thế giới, chuẩn bị trở lại Nguyên Thiên Viện, đem Diệp thần còn sống tin tức, nói cho Huyết Long, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các người. Mai Lan chúc cúc các người, vậy tạm biệt Diệp thần, trở lại Độ Lôi Thánh Sơn. Trước Đồ Thánh Đại Hội, Man Hoang Nham Ma chết, Hoang Lôi Điện bên kia, sợ là thời tiết muốn thay đổi, các nàng muốn trở về chuẩn bị. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Diệp thần vẫn nhìn phế tích vậy suối vàng thế giới, ánh mắt trầm xuống, trong đầu nghĩ, không biết muốn cầm thiên tài địa bảo gì, mới có thể tu bổ Hoàng Tuyền Đồ. Dừng một chút, Diệp thần lắc đầu một cái, tu bổ Hoàng Tuyền Đồ chuyện, có thể chậm một chút suy nghĩ thêm. Dẫu sao trong thời gian ngắn, Diệp thần cũng không khả năng vào Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên quyết chiến. Hoàng Tuyền Đồ khí vận căn cơ, đối với hiện tại Diệp thần mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất, là ma bia. Chỉ có cướp lấy ma bia, Diệp thần luân hồi huyết mạch, mới có tiến một bước hồi phục cơ hội. Suy. Diệp thần biến dạng hư không, lao tới kiếp trước lăng mộ. Kiếp trước Diệp thần, ở chết sau phái người bố trí rất nhiều lăng mộ nghi trùng, dùng để mê muội kẻ địch. Ở mỗi một tòa lăng mộ bên trong, Diệp thần hoặc hơn hoặc thiếu, cũng sẽ lưu lại một ít đồ, thật thật giả giả, loạn người tai mắt. Hiện tại Diệp thần phải đi lăng mộ, ở vào càn ám ma bên bờ. Năm đó, ma hồn thần cung cung chủ Phong Tinh Vẫn, liền đã từng phái người trộm đào qua chỗ tòa này lăng mộ, trộm đi luân hồi chi chủ lớn lượng bảo vật. Ta kiếp trước đạo cốt, chắc bị đánh cắp chứ. Diệp thần càng đến gần lăng mộ, càng cảm thấy một hồi mãnh liệt nhân quả. Kiếp trước Diệp thần, ở đó lăng mộ bên trong, để lại một chặn đường cốt, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Vậy một chặn đường cốt, mang theo luân hồi phép tắc hơi thở, có thể thúc giục luân hồi huyền bi. Phong Tinh Vẫn vì hoàn toàn thúc giục ma bia, không tiếc xúc phạm luân hồi thiên uy, trộm mộ trộm cốt, thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi. Sốt cuộc, hư không biến dạng, Diệp thần thấy một tòa lẻ loi lăng mộ, đứng sừng ở bình nguyên cuối. Chỗ tòa này lăng mộ, mộ bia đã bị người phá hủy, bốn phía cỏ dại mọc tùm, tràn ngập vắng lặng lạnh tanh hơi thở. Ở lăng mộ chung quanh, nhấp nhô một tầng cấm chế vòng bảo vệ, lại có trận pháp bảo vệ. Nơi này còn có người. Diệp thần nhất thời cả kinh, đến gần lăng mộ, vậy cấm chế vòng bảo vệ, tựa như và Diệp thần huyết mạch đồng tình, lại có thể tự động mở ra. Diệp thần sải bước đi đi vào, liền thấy lăng mộ vào miệng, lại có một cái ông già trông nom. Ông già chống gậy, gần đất xa trời, mù một con mắt, còng lưng hông, quần áo lam lũ, lộ vẻ được suy đồi hết sức. Luân hồi chi chủ, người tới, ta biết, cuối cùng có một ngày, người biết hạ xuống nơi đây. Ông già thấy Diệp thần, trong mắt đục ngầu bên trong, lại là nổi lên một chút lệ quang. Ngươi là, ác quỷ ma thần, ta kiếp trước người làm. Diệp thần nhìn cái này thủ mộ ông già, đầu ầm một tiếng, kiếp trước rất nhiều trí nhớ, mãnh liệt hồi phục sôi trào. Kiếp trước Diệp thần, bên người chuyên tâm nuôi dưỡng 6 người làm, cái này 6 người làm, được gọi là luân hồi 6 ma thần, phân biệt chấp trưởng lục đạo luân hồi bí ẩn. Lục đạo luân hồi, chính là trời nhân đạo. Nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo. Chấp trưởng thiên nhân đạo, kêu trời nhân ma thần. Người chấp trưởng nói, kêu ngũ đế ma thần. Chấp trưởng súc sanh đạo, kêu huyền tẫn ma thần. Chấp trưởng ngạ quỷ đạo, kêu ác quỷ ma thần. Chấp trưởng A-tu-la đạo, kêu tu-la ma thần. Chấp trưởng địa ngục đạo, gọi đất ngục ma thần. Luân hồi chi chủ muốn thành lập luân hồi trật tự. Tự nhiên không thể nào dựa hết vào tự mình một người lực lượng, giống như tâm ma trước chủ Yến Trường Ca, đều có thất đại thánh đồ, tám đại người làm. Diệp thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, dưới quyền nuôi dưỡng 6 ma thần, chấp trưởng luân hồi trật tự, bảo vệ luân hồi phép tắc uy nghiêm. Ở luân hồi chi chủ chết sau đó, 6 đại ma thần lưu lạc 4 phương, không gặp bóng dáng.
Mỗi một tôn ma thần, đều có còn chân cảnh thực lực, hơn nữa còn có thể mượn dùng luân hồi phép tắc thiên uy, đặc biệt đáng sợ. Ở kiếp trước, vô luận là Đế Thích Thiên, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không dám trêu chọc luân hồi sáu ma thần, lại không dám khiêu chiến luân hồi chi chủ. Bọn họ thực lực, và luân hồi chi chủ chênh lệch quá xa, liền luân hồi chi chủ dưới quyền người làm cũng không có so kiêng kỵ. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể dùng bẩn thỉu thủ đoạn, liên thủ ám sát, diệt trừ luân hồi chi chủ. Hơn nữa, bọn họ cái gọi là ám sát, cũng là luân hồi chi chủ bố cục một phần chia. Có thể tưởng tượng được, thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, thực lực có cường đại dường nào, luân hồi huyết mạch mũi nhọn, đủ để nghiền ép vận mệnh, uy hiếp tâm ma. Tôn chủ, người rốt cuộc nhớ tới. Người bố trí, quá mức nguy hiểm. Lão nô lấy vì người thật bỏ mình. Ác quỷ ma thần thân thể run rẩy, hướng Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần yên lặng không tiếng động, đầu biến dạng vậy đau đớn, trí nhớ của kiếp trước không ngừng khôi phục. Khổ cực ngươi. Cuối cùng, Diệp Thần than thở một tiếng, nhìn ác quỷ ma thần suy hủ thân thể, nội tâm vô cùng thổn thức. Ngày xưa ác quỷ ma thần, chấp trưởng lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo, là ác mộng quỷ quái hóa thân, Diêm Vương kêu người canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm, phàm là luân hồi chi chủ thống trị lãnh thổ, có người dám làm chuyện gian dâm, ác quỷ ma thần liền sẽ xuất động, hóa thân mãnh quỷ, câu hồn phách người, diệt trừ gian hung, bảo vệ luân hồi chánh đạo. Ở ngày xưa, ác quỷ ma thần bá đạo dữ tợn, không người dám chọc. Nhưng ngày hôm nay, nhưng trở thành một cái gần đất xa trời lão đầu tử, hình dạng khô cằn. Xin lỗi, thật khổ cực ngươi. Diệp Thần lần nữa yên lặng, năm đó luân hồi chi chủ bố trí, luân hồi sáu ma thần là biết, bọn họ cũng từng khuyên can qua. Nhưng là, luân hồi chi chủ biết rõ cấp trên đáng sợ, bố trí nhất định phải đẩy phải, coi như bất chấp cửu tử nhất sanh nguy hiểm, cũng ở đây không tiếc. Mà luân hồi chi chủ bố trí chết sau đó, sáu đại ma thần mất đi chỗ dựa, lại cũng không có ngày xưa mũi nhọn, ác quỷ ma thần thay luân hồi chi chủ thủ mộ, ngược lại nhận hết dùng mọi cách tai kiếp, luân lạc tới hôm nay cái bộ dáng này. Không có sao, vì tôn chủ cống hiến, là lão nô bổn phận, chỉ hận lão nô tu vi nhỏ, cuối cùng không ngăn được phong tinh vẫn xâm lược, hại được tôn chủ đạo cốt bị cướp đi. Ác quỷ ma thần như cũ quỳ xuống đất, nói xong lời cuối cùng. Trong giọng nói mang hận ý. Năm đó, phong tinh vẫn phái người trộm mộ, đánh cắp luân hồi chi chủ một chặn đường cốt, còn có các loại thiên tài địa bảo, ác quỷ ma thần mặc dù muốn ngăn trở, nhưng thực lực không đủ, cuối cùng không ngăn được, mình còn bị đánh trọng thương, tu vi toàn hủy, thậm chí mù một con mắt. Thật may, phong tinh vẫn sợ hãi luân hồi thiên uy, sợ nhân quả dính quá nặng, không dám hạ sát thủ. Không có sao, người tận lực, đứng lên đi. Diệp Thần cũng không có trách cứ, cách không khoát tay, một cổ linh lực thả ra, đỡ dậy ác quỷ ma thần. Tôn chủ, là lão nô bất lực, lão nô tội đáng chết vạn lần, xin ngươi trách phạt. Ác quỷ ma thần trong thanh âm, như cũ mang xấu hổ. Diệp Thần trầm giọng nói, không sao, mang ta đi vào xem. Hắn rất muốn biết, năm đó phong tinh vẫn trộm mộ, rốt cuộc đánh cắp bao nhiêu thứ. Ừ, ác quỷ ma thần chống gậy. Run rẩy mang Diệp Thần, đi vào lăng mộ bên trong đi. Lăng mộ bên trong, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên dấu vết, rất nhiều vách tường đã sụp đổ, hiện đầy tơ nhện, một phiến đổ nát cảnh tượng. Diệp Thần nặng mục nhìn chung quanh, thiên cơ thấy rõ, từng tầng một nhân quả mở ra, ngày xưa lăng mộ bên trong hình ảnh, ngay tức thì hiện lên ở hắn trước mắt. Năm đó, một nhóm cường giả xông vào lăng mộ, khắp nơi đốt giết cướp bóc, ác quỷ ma thần mang một đám luân hồi tín đồ. Khổ khổ chống đỡ. Đáng tiếc, các cường giả người đông thế mạnh, thực lực cường đại, ác quỷ ma thần cuối cùng không địch lại, tất cả tín đồ đều bị chém chết, hắn cũng bị đánh trọng thương. Lăng mộ bên trong cung phụng luân hồi đạo cốt, cũng bị bọn cường đạo cướp đi, tất cả thiên tài địa bảo, vậy toàn bộ bị cướp đi. Phong tinh vẫn, thật là ác độc thủ đoạn à. Diệp Thần bắt được ngày xưa hình ảnh, nhất thời tức giận dị thường, quả đấm cầm được rắc 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 nổ vang. Ngày xưa xông vào lăng mộ bên trong cường đạo, dẫn đầu là Võ Khúc Đại Đế, cũng chính là Tham Lang Đại Đế sư đệ, thất đại thánh đồ một trong, phong tinh vẫn cũng không có tự mình ra tay trộm mộ. Bất quá, Diệp Thần thống hận, cũng không phải Võ Khúc Đại Đế, mà là phong tinh vẫn. Bởi vì, Võ Khúc Đại Đế chỉ là bị người thuê, chân chính bàn tay đen sau màn, là cái này phong tinh vẫn.
muốn hoàn toàn thúc dục ma bia, cần luân hồi chi chủ tín vật, cho nên, Phong Tinh vẫn không tiếc bất cứ giá nào, xúc phạm thiên uy, cũng phải cướp lấy luân hồi chi chủ một chặn đường cốt. Hiện tại luân hồi chi chủ một chặn đường cốt, đã rơi xuống Phong Tinh vẫn trên tay. Diệp Thần có chút thổn thức. Cố Tuyền người sư phó này và mình vận mệnh thật đúng là tương tự. Bất đồng duy nhất phải, Cố Tuyền là khi còn sống bị đoạt đạo cốt, mà mình là chết sau đó bị đoạt. Ác quỷ ma thần nói, tôn chủ, Phong Tinh vẫn cướp đi đạo cốt, nên làm xử trí như thế nào? Diệp Thần cắn răng, nói, nợ máu trả bằng máu. Hắn muốn cầm đồ ta, không như vậy dễ dàng. Ác quỷ ma thần chấn động trong lòng, nói, tôn chủ, nhưng mà Phong Tinh vẫn đạt được ngươi đạo cốt, lại còn ma bia linh lực bơm vào, tu vi đã đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, chúng ta như thế nào là địch thủ? Đời này Diệp Thần, trước mắt tu vi chỉ có càn khôn cảnh nhất tầng thiên. Điểm này tu vi, để cho ác quỷ ma thần cảm thấy bất ngờ. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất thế trọng tu, Diệp Thần võ đạo căn cơ, chân thực quá thâm hậu, hắn muốn tu luyện đột phá, so với người bình thường khó khăn trăm lần, cho nên trước mắt chỉ có càn khôn cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Diệp Thần nói, ta đạo cốt, chỉ có ta có thể thừa kế, coi như đế thích thiên tới, hắn đều không tư cách. Không có cái này khí vận. Luân hồi chi chủ đạo cốt, chỉ có thân cái luân hồi huyết mạch Diệp Thần, mới có tư cách thừa kế dung hợp, những người khác căn bản không có cái này khí vận. Phong Tinh vẫn cưỡng ép cướp lấy, đó là bốc lên độc luân hồi thiên uy, thuần túy tìm chết. Mặc dù, Phong Tinh vẫn thực lực ước chừng đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, nhưng là, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì thiên cơ, đối phương khí vận căn cơ quá cạn mỏng, cưỡng ép đoạt cốt, tất bị trời phạt. Chỉ cần Diệp Thần cái này tránh chủ, hạ xuống ma hồn thần cung, lập tức sẽ có thiên kiếp hạ xuống, trừng phạt Phong Tinh vẫn. Cho nên, Diệp Thần căn bản không e ngại, nội tâm chỉ có cửu hận, chỉ muốn nhanh lên một chút giết chết Phong Tinh vẫn, đoạt lại thuộc về mình đạo cốt, còn có luân hồi ma bia. Nếu như có thể dung hợp kiếp trước đạo cốt, luyện hóa lại luân hồi ma bia, Diệp Thần phỏng đoán mình thực lực có thể cao hơn một tầng lầu. Ác quỷ ma thần nói, tôn chủ. Người phải đi ma hồn thần cung, tìm Phong Tinh vẫn trả thù. Diệp Thần nói, không sai. Ác quỷ ma thần, người tu vi toàn hủy, những năm này chịu khổ, người tới trước ta suối vàng trong thế giới nghỉ ngơi một chút, ta sau này lại nghĩ biện pháp giúp người phục hồi như cũ. Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ, hiện tại hoàng tuyền đồ bên trong, có một phe mậu thổ thế giới, có thể để cho ác quỷ ma thần nương thân. Ác quỷ ma thần cười khổ một tí, nói, không cần, tôn chủ. Đa tạ người ý tốt, nhưng lão nô khí số đã hết, người đời này trinh đồ, xin thứ cho lão nô không thể lại bồi ngươi, nếu có kiếp sau, lão nô nguyện ý lại đi theo tôn chủ, thành lập luân hồi thống trị, uy sắp bát hoang, hùng phách thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng, ác quỷ ma thần trong mắt đục ngầu bên trong, có nồng nặc ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa bạo dũng ra, bao lấy ác quỷ ma thần thân thể. Tôn chủ, ở lăng mộ chỗ sâu nhất. Có một món đồ, coi như là Phong Tinh vẫn vậy không mang được, lão nô lấy sinh mạng làm giá, mở vậy phiến cấm địa, người đi nhanh xem một chút, lão nô đi. Ác quỷ ma thần cả người máu thịt căn cơ, hoàn toàn cháy, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Ác quỷ ma thần. Diệp Thần quát to một tiếng, nhưng ác quỷ ma thần cháy tự thân, đã hoàn toàn chết, hắn trong huyết mạch lưu lại một chút luân hồi quy luật. Hoàn toàn hóa thành huyết quang, dung nhập vào Diệp Thần kinh mạch. Vù vù. Diệp Thần lòng bàn tay bên trong, luân hồi đường vân bỗng nhiên sáng lên, sau lưng có một đạo luân hồi chi bàn hư ảnh, mãnh liệt tách thả ra. Cái này luân hồi chi bàn hư ảnh bên trong, đại biểu ngạ quỷ đạo tinh vị, bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Ác quỷ ma thần trong cơ thể luân hồi quy luật, ở lục đạo luân hồi bên trong, thuộc về ngạ quỷ đạo. Giờ khắc này, ác quỷ ma thần cháy tự thân, đem ngày xưa luân hồi chi chủ ban cho hắn quy luật năng lượng, trả lại cho Diệp Thần. Oanh! Diệp Thần thân thể, nhất thời bộc phát ra muôn vàn ác quỷ bóng người, như nắm giữ quỷ đạo ma thần, kinh khủng dữ tợn, bá đạo tàn nhẫn. Tựa như thiên hạ tới giữa, nếu như có người dám xúc phạm Diệp Thần uy nghiêm, Diệp Thần luân hồi đạo pháp vận chuyển, liền sẽ đem hắn kéo nhập ngạ quỷ đạo bên trong đi, kêu người vạn kiếp bất phục. Đa tạ! Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thấy tự thân võ đạo, lại có mấy phần tinh tiến, lục đạo luân hồi pháp tiến một bước mạnh mẽ, trong lòng rất là cảm kích ác quỷ ma thần.
Theo ác quỷ ma thần chết, cả tòa lăng mộ tựa như mất đi người tâm phúc, đang không ngừng sụp đổ hủy diệt. Mà ở lăng mộ chỗ sâu nhất, có một phiến cấm địa, nhưng tựa như bị mở ra. Vậy phiến cấm địa, có vật gì để lại cho ta? Diệp thần trong lòng động một cái, phi thân đi tới lăng mộ chỗ sâu nhất. Nơi này, có một tòa phong cách cổ xưa ngôi mộ. Ngôi mộ vào miệng, bố trí thật dày cấm chế, tầng này cấm chế, và ác quỷ ma thần huyết mạch tương liên, muốn phá vỡ cấm chế, trừ phi trước hết giết hết ác quỷ ma thần. Cho dù là ngày xưa phong tinh vẫn, vậy không có can đảm giết chết ác quỷ ma thần, cho nên cái này ngôi mộ bên trong đồ, cũng không có bị cướp đi. Hiện tại, ác quỷ ma thần dâng ra sinh mạng, ngôi mộ cấm chế vậy mở ra. Diệp thần liền thấy rõ, ở ngôi mộ bên trong có thờ phụng một viên thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu, tựa hồ ghi chép cái gì? Lăng mộ ở sụp đổ, từng cục đá vụn không ngừng rơi xuống. Diệp thần vội vàng đi lên, bàn tay đè ở thủy tinh cầu trên, linh lực bơm vào đi vào. Rào. Thủy tinh cầu đạt được linh lực bơm vào, nhất thời hiện ra một bức tranh. Một bức chiến đấu hình ảnh. Ở 9 tầng trời trong tinh không, hai đạo thân ảnh, đối lập đứng. Cái này hai đạo thân ảnh, lại là kiếp trước luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Phi Phàm. Luân hồi chi chủ, Nhâm tiền bối. Diệp thần thấy cái này hai đạo thân ảnh, nhất thời con ngươi co giúp một cái, tụ tinh hội thần quan sát. Luân hồi chi chủ và Nhâm Phi Phàm, rõ ràng đang luận bàn võ kỹ. Luân hồi chi chủ trên đỉnh đầu, có lực lượng vô danh, ở dâng trào gầm thét, luân hồi bánh răng xe, rắc 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 chuyển động. Một cái suối vàng sông dài, còn quấn luân hồi chi chủ thân thể, xoay tròn không ngừng, vậy cái sông dài, tựa như so ngân hà còn muốn dài, một mắt không thấy được cuối, không biết qua lại dòng nước chảy nhiều ít tầng hư không. Ở nơi này cái suối vàng sông dài bên trong, có luân hồi thiên uy, chư thiên vạn giới tất cả người, tựa như đều có thể thấy mình bóng dáng, bị luân hồi bao phủ, không chỗ nào chạy trốn. Chư thiên vũ trụ mỗi một cái tinh cầu, cũng giống như ở suối vàng sông dài bên trong xa vào, không ngừng lóe lên, đi qua dấu vết, tương lai hình ảnh, tựa hồ cũng ở thoáng hiện, không ngừng sinh diệt suy diễn, biến hóa vô cùng. Thật là cường hãn luân hồi hơi thở, người luân hồi đạo Pháp, bao trùm ở Thái Thượng 36 đạo bên trên, khó trách cấp trên như thế kiêng kỵ ngươi. Nhâm Phi Phàm nhìn luân hồi chi chủ bóng người, phát ra khen ngợi. Đảm nhiệm, ta tu vi, so với ngươi như thế nào? Luân hồi chi chủ cười một tiếng, suối vàng sông dài đang xoay tròn, đem vũ trụ trong hư không từng hạt tròn tinh cầu, không ngừng bắt được đi vào. Lấy được chư thiên tinh túc năng lượng, đúng cái suối vàng sông dài, bộc phát ra càng khoáng đạt hơi thở, như trời long đất lở, trực bức Nhâm Phi Phàm. Huyết mạch ngươi, còn không lớn lên, hôm nay không phải ta địch thủ, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, cho ta trấn áp. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, mặc dù luân hồi phép tắc năng lượng, bao trùm chư thiên, nhưng dưới mắt luân hồi chi chủ, huyết mạch còn không hoàn toàn trưởng thành, không phải là địch thủ của hắn. Ngay lúc nói chuyện, Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra, trong tinh không diễn hóa ra 9 bánh xe huyết nguyệt. Mỗi một vòng huyết nguyệt, thật sâu in vào đen nhánh vũ trụ màn trời bên trong, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ quy luật cũng xuyên thủng, coi như là mặt trời hằng tinh kiêu căng, cũng kém hơn cái này 9 bánh xe huyết nguyệt ánh sáng. Cuồn cuộn huyết nguyệt kiếm uy, xen lẫn giết phá chư thiên hơi thở, hung hăng chém xuống. Suy rồi. Luân hồi chi chủ Hoàng Tuyền Thánh Hà, lại có thể rất miễn cưỡng bị chém ra, cắt thành hai đoạn, vô số cuồn cuộn luân hồi quy luật, không ngừng lưu tán, xông lên xoát vũ trụ, chôn vùi tinh thần, hình ảnh đặc biệt khủng bố. Diệp thần quan sát hai người so tài, nội tâm rung động không dứt, chỉ cảm thấy mình là con kiến hôi, bắt trong thoáng qua sẽ bị nghiền ép. Hảo kiếm pháp. Nhưng ngươi nói ta không phải ngươi địch thủ, vậy ngược lại chưa chắc. Để cho ngươi kiến thức một chút, ta mới lĩnh ngộ thần thông, Thái Thượng Thiên Sư Đạo. Luân hồi chi chủ nhìn Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt kiếm khí, cũng là khen ngợi, nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, trong tròng mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu. Vù vù. Một tôn to lớn ấn tỳ, từ luân hồi chi chủ trong cơ thể sử dụng. Cái này tôn ấn tỳ, tiên khí bằng bạc, chính là tím thụ thiên cơ ấn. Luân hồi chi chủ nặn quyết động một cái, bàng bạc tiên khí thêm thân, có một món đạo pháp, từ tím thụ thiên cơ ấn bên trong bay ra. Tím thụ tiên đạo hạ xuống,
Luân hồi chi chủ cả người tiên khí bạo dũng, hóa ra một bộ màu xanh da trời đạo bào, quanh thân tầng tầng tiên phù, không ngừng vần quanh, trường kiếm trong tay vậy tóe ra tiên quang, có bữa long mãnh hổ khí tượng, không ngừng gầm thét. Thái thượng thiên sư đạo, thái thượng thiên nữ lưu lại đạo pháp, ngươi cũng dám muốn. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, thoáng lui về phía sau một bước, ngưng thần phòng bị. Thái thượng thiên nữ rèn luyện 12 chân bảo, ở mỗi một kiện chân bảo bên trong, đều lưu lại một môn thái thượng đạo sao hồi đứng đầu tím thụ thiên cơ ấn, chính là 12 chân bảo bên trong tiên đạo pháp bảo, bên trong vậy hàm chứa một môn thái thượng đạo pháp, kêu thái thượng thiên sư nói. Cái này thái thượng thiên sư đạo vừa thi triển ra, người liền hóa thành long hổ thiên sư, có đại tiên khí thêm thân, uy nghiêm ác liệt, có thể trấn áp vạn ma. Hiện tại, luân hồi chi chủ sử dụng thái thượng thiên sư nói, lập tức biến thành long hổ thiên sư, như muốn hàng yêu phục ma. Tại sao không dám muốn? Thái thượng thiên nữ muốn nuôi heo, nhưng nếu như có một ngày, ta giết tới thái thượng thế giới đi, ta sẽ nói cho nàng, nàng nuôi không phải heo, mà là long. Luân hồi chi chủ hăm hở, không câu chấp cười một tiếng, thân hóa long hổ thiên sư, quanh thân linh phù vần quanh, đại tiên khí thêm thân, lục đạo luân hồi pháp hóa thành kiếm khí, cuồn cuộn sáu đạo kiếm khí, hòa lẫn luân hồi thiên uy, chém thẳng Nhâm Phi Phàm. Tới thật tốt. Nhâm Phi Phàm ngưỡng mặt thét dài, bàng bạc huyết nguyệt lực, quanh quẩn thân kiếm, vậy một kiếm chém ra, như muốn tan biến trăm ngàn triệu hư không, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Oanh! Long hổ thiên sư, sáu đạo kiếm pháp. Huyết nguyệt đồ sát trời, bể tan tành hư không. Hai lớn cao thủ tuyệt thế kiếm khí, hung hăng va chạm, ở vũ trụ bên trong, nổ lên ngập trời khí mang, vô tận tinh cầu nổ tung nghiền, tầng tầng không gian sụp đổ, tựa như liền đại lộ cũng phai mờ, hình ảnh đặc biệt khủng bố. Vốn là ở vũ trụ chân không bên trong, thanh âm không thể truyền bá, nhưng hai người kiếm khí, đích thực quá đáng sợ, nghiền nát hết thảy quy luật, điên đảo tinh không, nghịch loạn càn khôn, lật vũ trụ, đơn giản là vô địch. Diệp Thần toàn bộ hành trình mắt thấy, kinh hãi được tột đỉnh. Lúc đầu kiếp trước luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Phi Phàm, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Hai người chỉ là giao thủ so tài, còn không phải là sanh tử quyết chiến, thì có lớn như vậy khí tượng, nếu như là sống chết đánh giết, vậy sẽ kinh khủng đến cái gì bước. Hai người này chiến đấu, đã không phải là Diệp Thần có thể hiểu, ở hắn trong mắt, cái loại này phương diện chiến đấu, trong nháy mắt ảnh hưởng đến trăm ngàn triệu hư không, nghiền diệt tinh thần, đã là vô địch. Nhưng thế gian, lại còn có so luân hồi chi chủ và Nhâm Phi Phàm, càng vô địch tồn tại. Thái thượng chư thần, những cái kia cấp trên cửa. Không biết lúc nào, ta mới có thể đạt tới kiếp trước luân hồi chi chủ, còn có Nhâm tiền bối cảnh giới. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, trước mắt chiến đấu hình ảnh, dần dần biến mất. Rào, các loại ánh sáng, ngưng hóa thành một bóng người, chính là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ hư ảnh, trôi lơ lửng ở thủy tinh cầu trên, yên lặng nhìn Diệp Thần. Viên này thủy tinh cầu, lại có luân hồi chi chủ lưu lại dấu vết. Thằng nhóc, nhìn xong chàng này so tài, người cảm ngộ như thế nào? Luân hồi chi chủ nhìn Diệp Thần, phát ra mãi mãi thâm thúy thanh âm, chung quanh ngôi mộ đang không ngừng sụp đổ, từng cục loạn thạch rơi xuống. Luân hồi chi chủ thanh âm, ở hỗn loạn sụp đổ bên trong, lộ vẻ được còn có xuyên thấu lực. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, ta tựa hồ lĩnh ngộ được hạ một tầng huyết nguyệt. Còn có thái thượng thiên sư nói, ta cũng tựa hồ lĩnh ngộ mấy phần. Diệp Thần hơi ngưng thần, cảm ngộ mới vừa xem cuộc chiến được ích lợi. Nhâm Phi Phàm chín bánh xe huyết nguyệt, đóng dấu hư không, Diệp Thần thấy được chân chính huyết nguyệt đồ sát thiên mũi nhọn, kiếm đạo mơ hồ đột phá, nếu như lúc này, hắn sử dụng huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, đủ để bộc phát ra mạnh hơn huyết nguyệt. Vù vù. Còn có hồi lâu không có động tĩnh tím thụ thiên cơ ấn, vậy từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Đúng khối ấn tỷ, tiên quang không ngừng tách thả ra, bên trong ẩn giấu thái thượng đạo pháp, như thể hồ quán đỉnh vậy, bị Diệp Thần lĩnh ngộ. Thái thượng thiên sư nói, thân hóa long hổ thiên sư, trấn áp vạn ma, độ hóa sinh linh, uy nghiêm vô địch. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, ban đầu ở đồ thánh đại hội trên, hắn liền gặp qua thái thượng đạo pháp uy lực. Vô luận là đế uyên điện vạn kiếp thiên uyên, vẫn là ngụy dĩnh thái thượng thiên kiếm, lực sát thương đều vô cùng đáng sợ. Hiện tại, Diệp Thần cũng lĩnh ngộ một môn thái thượng đạo pháp, xuất xứ từ tím thụ thiên cơ ấn, kêu thái thượng thiên sư nói.
Đạo pháp lĩnh ngộ tới giữa, Diệp Thần quanh thân tiên quang tràn ngập, cũng là hóa thành một bộ màu xanh da trời đạo bào, cả người linh phù tung bay, long hổ khí tượng gầm thét, đặc biệt bá đạo. Rất tốt, người võ đạo căn cơ, còn có thiên phú năng lực, đã vượt qua ta, lại có thể nhanh như vậy đã đột phá huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, còn lĩnh ngộ thái thượng thiên sư nói, đối kháng vạn khư thần điện sứ mạng, ta có thể yên tâm giao cho ngươi. Luân hồi chi chủ nhìn Diệp Thần, hài lòng gật đầu một cái. Vạn khư thần điện. Diệp Thần trong lòng yên lặng lẩm bẩm, trong lòng khó hiểu có một loại vô biên vô tận sợ hãi, không ngừng sôi trào lên. Vạn khư thần điện cái này bốn chữ, đại biểu không thể nói quy luật, đại biểu thái thượng chư thần uy nghiêm. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vừa nhắc tới vạn khư thần điện, đều có một cổ bản năng sợ hãi, giống như người bình thường thấy rắn độc, thấy hổ mãnh thú, bản năng rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Hồng mông tinh không, chấn thủ tâm linh. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, thả ra hồng mông đại tinh không, mới xua tan bản năng sợ hãi, tâm thần khôi phục như cũ. Vạn khư thần điện cái này bốn chữ, đích thực quá đáng sợ, luân hồi chi chủ thoáng nói tới, Diệp Thần đều cảm thấy vô biên áp lực. Hồng mông đại tinh không, rất tốt, rất tốt. Luân hồi chi chủ thấy Diệp Thần phóng thích ra hồng mông tinh không, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đời này Diệp Thần, võ đạo căn cơ rõ ràng vượt qua hắn. Kiếp trước hắn, đều không có thể lĩnh ngộ hồng mông tinh không. Thằng nhóc, đời này ngươi, tương lai có khả năng. Có lẽ ngươi thật sự có cơ hội, có thể đối kháng vạn khư thần điện. Ta ban đầu sáng lập âm dương thần điện, chính là vì đối kháng vạn khư, cùng thời cơ đã đến, âm dương thần điện các cường giả, sẽ xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Ngày xưa luân hồi sáu ma thần, khí số đã hết, cái này nhất thế, ngươi muốn quật khởi, không thể lại dựa vào bọn họ. Người muốn xây lại âm dương thần điện thế lực. Luân hồi chi chủ tuần tuần dặn dò, hư ảnh thân thể dần dần nhạt đi biến mất. Cả tòa lăng mộ, vậy hoàn toàn sụp đổ. Phá! Diệp Thần tiện tay một trường, phá vỡ trùng trùng đá vụn, bay ra ngoài, bay đến không trung, quan sát phía dưới. Nhìn lâm vào là phế tích lăng mộ, Diệp Thần thần sắc hơi ngưng trọng. Lần này, Diệp Thần thấy rõ liền luân hồi chi chủ và nhâm phi phàm đỉnh cấp tỷ thí, hai người kia thực lực như thế khủng bố, đều không thể đối kháng vạn khư. Có thể tưởng tượng được, vạn khư thần điện thế lực, có đáng sợ dường nào. Tương lai đường, còn rất rất lâu. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, lắc đầu một cái, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, biến dạng hư không, rời đi nơi đây. Đối kháng vạn khư, chém chết sau lưng cấp trên cửa, là Diệp Thần trung cực tâm nguyện, nhưng hiện tại, Diệp Thần thực lực còn chưa đủ, tự nhiên không thể nào chân chính chống lại. Đặt ở Diệp Thần trước mặt, chuyện trọng yếu nhất, chính là chém chết Phong Tinh Vẫn, đoạt lại luân hồi đạo cốt, lại cướp lấy ma bia, hồi phục huyết mạch. Phong Tinh Vẫn, ngươi cho ta chờ. Diệp Thần nắm quyền một cái, không ngừng biến dạng hư không, đi cản ám ma. Lần này lăng mộ chuyến đi, Diệp Thần ngược dòng nhân quả, đã thăm dò ma hồn thần cung vị trí. Tiếp theo. Chính là nợ máu trả bằng máu, lúc báo thù. Ác quỷ ma thần khí số tăng tấn, bi thảm chết, Phong Tinh Vẫn muốn lưng đeo lớn nhất trách nhiệm, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hư không biến dạng, Diệp Thần rất nhanh là đến cản ám ma. Hắn kiếp trước lăng mộ, ngay tại cản ám ma bên bờ, khoảng cách gần vô cùng, cho nên hắn rất nhanh thì đến. Cản ám ma, chỗ dương chân vực và thiên nhân vực tiếp giáp, chu vi không biết bao lớn. Toàn bộ giới vực bao phủ một tầng hắc khí, tầng này hắc khí tựa như cấm chế, đoạn tuyệt người ngoài tiến vào cơ hội. Là ma bia hơi thở. Diệp Thần con người có giúp một cái, bao phủ ở cản ám ma trên đất chống hắc khí cấm chế, trên thực tế là ma bia hơi thở. Hiển nhiên, ma hồn thần cung đem ma bia chôn ở lòng đất, và địa mạch kết hợp, diễn hóa thành một tầng kết giới, ngăn trở người ngoài bước chân. Tinh hồn chạm. Nháy mắt tức thì. Một đạo vô cùng sáng chói ngân hà ngay tức thì ở sát kiếm bên trên phun trào. Một kiếm ra. Sát kiếm hung hăng chém xuống, kiếm mang biến dạng, ngay lập tức, liền đem hắc khí kia kết giới vòng bảo vệ, chém ra một kẽ hở. Xuy xuy xuy. Hắc khí kia kết giới, bị kiếm chém, ma khí lại có thể cắn trả, dọc theo Diệp Thần thân kiếm, leo đến Diệp Thần trên cánh tay, phải đem hắn chiếm đoạt. Thiên tiên cá chép sao, cho ta xua tan. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, một món cá chép tiên khí thả ra, nhất thời gian có cá chép hộ thể,
đem leo tới đây ma khí, toàn bộ xua tan. Xoát! Hạ một sát, Diệp Thần thân thể thoáng một cái, liền tiến vào càn ám ma đất trong thế giới đi. Rào! Diệp Thần sau lưng, hắc khí kia kết giới kẽ hở, lần nữa khép lại. Chỉ cần ma bia còn chôn trong lòng đất, nơi này ma khí cũng sẽ không tản đi, vĩnh hằng bất diệt. Tốt nồng đậm ma khí! Diệp Thần một bước vào càn ám ma đất thế giới, liền cảm thấy ma khí cuồn cuộn, nơi này thiên địa là một phiến bóng tối màu sắc, tầng mây thủy chung là mờ mịt, hoa cỏ cây cối tới giữa, như có ma khí vẩn quanh, âm phong từng cơn, gầm thét gào khóc. Ở nơi này loại thế giới sinh hoạt, sợ rằng phải bị ma bia ăn mòn tâm trí, lâm vào là cái xác biết đi. Diệp Thần âm thầm cau mày, ở luân hồi huyền bi bên trong, ma bia hơi thở đặc biệt tàn nhẫn. Có thể ăn mòn người tinh thần ý chí, giống như tâm ma như vậy, có thể đem người tẩy não, khống chế thành con rối. Loại bảo bối này, rơi vào ma hồn thần cung trong tay, chỉ sẽ làm hại bốn phương, lưu độc vô cùng. Rào! Diệp Thần ngón tay nặn quyết, thiên tiên cá chép hộ thể, sợ bị ma khí ăn mòn. Làm đủ chuẩn bị, Diệp Thần mới chậm rãi đi tới trước, hắn đã bắt được ma hồn thần cung vị trí. Phong Tinh vẫn dám cướp lấy luân hồi đạo cốt, đây là xúc phạm luân hồi thiên uy cử động, luân hồi chi chủ mặc dù chết, nhưng uy lực còn lại như cũ in vào giữa trời đất, nếu như có người dám can đảm xúc phạm, tất bị trời phạt. Cho nên, mặc dù Phong Tinh vẫn là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ, nhưng Diệp Thần cũng không có quá mức sợ, chỉ cần hắn hạ xuống ma hồn thần cung, cuồn cuộn thiên kiếp liền sẽ bạo rơi xuống, san bằng hết thảy kẻ địch. Đây là luân hồi uy nghiêm, không cho xúc phạm. Luân hồi chi chủ đạo cốt, chỉ có Diệp Thần mới có thể thừa kế, những người khác không có cái này tư cách, Đế Thích Thiên tới cũng không được. Vòng mục nhìn chung quanh, Diệp Thần liền thấy thiên địa mờ mịt một phiến, thỉnh thoảng có chút cương thi vậy bóng người, ở chậm thong thả đung đưa. Ngày xưa, càn ám ma vậy cuộc sống rất nhiều môn phái, rất nhiều gia tộc, rất nhiều thế lực, nhưng là, theo ma hồn thần cung lẻn vào, hết thảy đều thay đổi. Phong Tinh vẫn lợi dụng ma bia hơi thở. Phong tỏa mảnh thiên địa này, muốn khống chế tất cả người, để cho người khác ngoan ngoãn trở thành hắn tế phẩm, dùng để tế luyện ma bia. Ngày xưa càn ám ma, nhân khẩu mới có thể có hơn 10 triệu, nhưng đến ngày hôm nay, chỉ còn lại hơn 1 triệu người. Có người không chịu khuất phục ma hồn thần cung, chỉ có thể núp trong bóng tối khổ khổ chống đỡ. Hắc ám nguyên phù, che giấu. Diệp Thần rất rõ ràng, nơi này là ma hồn thần cung địa bàn, nếu như mình quá trắng trợn. Sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên, Diệp Thần sử dụng hắc ám nguyên phù, mượn từng tia hắc ám khí tức, đem quanh thân cá chép tiên khí, toàn bộ ẩn núp. Ngoài mặt xem, Diệp Thần cũng cùng người bình thường như nhau, thân thể như cương thi, tựa như được ma hồn thần cung khống chế, không có ai biết, Diệp Thần trong lòng đang thiêu đốt cừu hận lửa giận. Cái này càn ám ma, tựa hồ đã bị ma hồn thần cung, đúc tạo thành một cái trận pháp. Diệp Thần không ngừng đi tới trước, cách mỗi một đoạn đường, là có thể thấy trận pháp dấu vết, nhất thời thầm kinh hãi. Ma hồn thần cung, rõ ràng lấy nghịch thiên thủ đoạn, tái tạo sơn hà, đem toàn bộ càn ám ma, cũng đúc thành một cái trận pháp. Ở trận pháp này bên trong, ma bia hơi thở, bị thúc dục đến mức tận cùng, sinh sống ở võ giả nơi này, bị ma bia ăn mòn, sớm muộn phải lâm vào là cái xác biết đi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được. Phong Tinh vẫn đem tự thân tự tại thiên vậy sáp nhập vào ma bia trận pháp bên trong đi, nếu như ai dám tạo phản, ngay tức thì sẽ bị hắn thế giới quy luật nghiền nát. Xem ra ta muốn an toàn đoạt lại luân hồi huyền bi và đạo cốt, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần khẽ cau mày, Phong Tinh vẫn xúc phạm luân hồi thiên uy, chết không có gì đáng tiếc, giết hắn không hề mệt khó khăn, nhưng khó thì khó ở đây, toàn bộ càn ám ma đất thế giới, đều bị Phong Tinh vẫn khống chế. Một khi giết chết Phong Tinh vẫn, thế giới sụp đổ, sinh linh đổ thán, tất chọc máu nghiệt nhân quả. Huyền cơ nguyệt bài học thất bại, Diệp Thần cũng không muốn đổ thịnh máu nghiệt, lưng đeo lớn nhân quả. Thôi, trước nghỉ ngơi nói sau. Diệp Thần lắc đầu một cái, dự định trước nghỉ ngơi một chút, lại cảm ngộ một tí thiên sâu thẳm uyên thuật, Thái Thượng Thiên Sư nói, huyết nguyệt đổ sát thiên trảm vân. Vân Diệu Pháp. Lập tức Diệp Thần đi tới một cái trấn nhỏ. Ở một gian trong khách sạn ở. Cái trấn nhỏ này, tràn ngập đặc biệt kinh khủng hơi thở, tất cả mọi người ra mặt, đều là màu xanh, không thấy được chút nào tức giận, hiển nhiên đều bị ma bia ăn mòn. Phong Tinh vẫn,
ta sớm muộn phải làm thịt ngươi. Diệp Thần cắn răng, cho tới bây giờ không gặp qua như vậy thảm đạm cảnh tượng, tựa như đây không phải là nhân gian chấn nhỏ, mà là u minh địa ngục, tất cả mọi người đều là cương thi ma quái. Tạo thành đây hết thảy, đều là Phong Tinh Vẫn. Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng có sát khí hiện lên, nếu như có thể làm thịt Phong Tinh Vẫn, vậy coi là đại công đức một kiện. Đêm đó, Diệp Thần ngay tại trấn nhỏ khách sạn trên ở. Màn đêm vừa xuống, toàn bộ càn ám ma, tiếng gió nghẹn ngào, quỷ khóc thần gào, từng cơn kêu thê lương thảm thiết, không ngừng từ phương xa truyền tới. Diệp Thần biết, đó là ma hồn thần cung hiến tế sinh linh, dùng để rèn luyện ma bia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đốc đốc đốc, Diệp Thần trằn trọc trở mình không ngủ được, vào nửa đêm lại có người gõ cửa. Ở âm phong thảm thảm, quỷ khóc sói tru trong thế giới, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, quả thực để cho Diệp Thần có chút rợn cả tóc gáy. Ai? Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, ngưng thần phòng bị, đẩy cửa phòng ra. Ở đẩy cửa ra ngay tức thì, Diệp Thần liền ngây ngẩn. Ngoài cửa đứng ở một cô gái, thiếu nữ hồn người mặc vào người chăn cừu quần áo, da thịt trắng nõn, ngũ quan ôn hòa, ở nơi này mảnh đất ngục vậy trong thế giới, thật là trong bóng tối toát ra một đóa mạn đà la. Diệp Thần nhìn một cái, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, tinh thần thoải mái, áp lực là không còn một mống. Cô gái này, ngược lại không phải là nói có bao nhiêu đẹp, biết bao kinh vi thiên nhân, mà là ở cái địa phương quỷ quái này, có thể đột nhiên thấy một cái sống sờ sờ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trong trắng thấu đỏ cô gái, chân thực quá làm người ta cao hứng. Ca ca, cứu ta! Thiếu nữ vừa nhìn thấy Diệp Thần mở cửa, lại có thể đột nhiên bắt được Diệp Thần tay, một mặt cầu khẩn. Cái gì? Diệp Thần ngẩn người, một mặt ngạc nhiên. Ta kêu Tô Nặng Cá, tỷ tỷ ta kêu Tô Hoa Chanh, trên mình ngươi có tỷ tỷ ta hơi thở, ngươi nhất định là nàng phái tới cứu ta, có phải hay không? Thiếu nữ vành mắt hơi ửng đỏ, thanh âm đè rất thấp, tựa hồ sợ bị người nghe được. Ngươi chính là Tô Nặng Cá. Diệp Thần thất kinh, lui về phía sau một bước, nhìn xem khuôn mặt của cô gái, quả nhiên và Tô Hoa Chanh có ba phần tương tự, còn muốn càng non nớt tươi đẹp một chút. Vào nói chuyện, Diệp Thần thò đầu nhìn xem cỡ đó, chỉ sợ trong khách sạn có ma hồn thần cung tai mắt, lúc này kéo Tô Nặng Cá vào phòng, xít sao khóa cửa lại. Ca ca ngươi tên gọi là gì, nhanh lên một chút cứu ta đi ra ngoài, ta qua mấy ngày sẽ bị hiến tế. Tô Nặng Cá ánh mắt như nước trong veo. Thiên tính ấm thuần hiền lành, cũng không biết bị kẹt ở càn ám ma bao lâu, như cũng duy trì linh khí, không giống bên ngoài những người đó như vậy cương thi vậy hình dáng. Ta kêu, Hoang Trần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không nghĩ tới mình mới tới càn ám ma, liền có thể đụng tới Tô Hoa Chanh muội muội, thật là vận khí tốt đến nhà. Không tới nơi này, hắn tự nhiên không thể bại lộ mình tên chữ. Một năm trước, ta ở trên thảo nguyên thả mục. Kết quả có một con dê thất lạc, ta đi ngay tìm, sau đó không cẩn thận rơi vào một cái không gian chảy loạn trong nước xoáy mặt, kết quả bị truyền đến nơi này. Tô Nặng Cá nói ra nguyên do, Diệp Thần yên lặng nghe, khẽ cau mày. Thiên nộ chi địa, mỗi tháng cũng có thiên kiếp hạ xuống, đưa đến cái địa phương kia, không gian đặc biệt không ổn định, tồn tại rất nhiều thời không chảy loạn, người bị cuốn vào, sẽ không biết muốn truyền tống đến địa phương nào, thậm chí có rơi vào dị thứ nguyên không gian. Vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Ban đầu đồ thánh đại hội kết thúc, Diệp Thần bị cuốn nhập không gian chảy loạn, cuối cùng đánh mất ở thiên nộ chi địa bên trong, chính là bởi vì nơi đây đặc thù không gian quy luật. Tô Nặng Cá liền không cẩn thận, lại bị thời không chảy loạn lôi cuốn, truyền đến càn ám ma. Ma hồn thần cung Huyền Tẫn ma thần, nói trên người ta có rồng uyên thiên kiếm kiếm linh hơi thở, là huyết tế ma bia tốt vật liệu, hắn dự định nuôi ta một năm. Để cho ta trong huyết mạch hút chân nơi này ma khí, mới đưa ta hiến tế, hiện tại đã mau đến lúc đó, ca ca, chúng ta làm sao chạy đi. Tô Nặng Cá hơi có điểm sợ hãi, bởi vì qua mấy ngày, chính là nàng phải bị huyết tế ma bia ngày. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nắm lên Tô Nặng Cá cổ tay, cầm liền đem nàng mạch đập, quả nhiên phát hiện ẩn núp một món ma khí. Ở càn ám ma sinh hoạt người, lâu ngày, đều phải bị ma bia hơi thở ảnh hưởng. Cuối cùng lâm vào là ma hồn thần cung con rối, thậm chí biến thành huyết tế vật liệu. Khối này ma bia, hơi thở thật đúng là khủng bố à. Diệp Thần thầm kinh hãi, khối này ma bia năng lượng, so hắn tưởng tượng còn muốn bàng bạc rất nhiều, lại có thể ăn mòn một khối sơn hà,
điên đảo chúng sanh, đơn giản là yếu hóa bản tâm ma thẩm phán. Ngươi nói muốn người giết ngươi, kêu Huyền Tẫn ma thần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đột nhiên chú ý tới Tô Nặng Cá nhắc tới nhân vật. Tô Nặng Cá ừ một tiếng, nói cái này Huyền Tẫn ma thần, nghe nói là thượng cổ đại ma, rất kinh khủng, ca ca, ngươi có biện pháp mang ta chạy trốn sao? Ta mới vừa ở trong khách sạn vừa nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi là tới cứu ta. Diệp Thần mới vừa rời đi thiên nộ chi địa không bao lâu, trên mình nhân quả dấu vết quá nặng, mà thiên nộ chi địa, chính là Tô Nặng Cá quê nhà, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá Tô Nặng Cá bị kẹt ở càn ám ma một năm, trong huyết mạch đã có ma khí, cho nên Diệp Thần không có thể thời gian đầu tiên thấy nàng nhân quả. Huyền Tẫn ma thần, người nói hắn là thượng cổ đại ma. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, thiên cơ thấy rõ dưới, lập tức xác định Huyền Tẫn ma thần thân phận. Tô Nặng Cá nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần cười nói, nếu như ta nói cái đó Huyền Tẫn ma thần, là ta nô bộc, người biết hay không tin? Thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ dưới quyền, có 6 tôn ma thần, đều là luân hồi chi chủ người làm. Cái này Huyền Tẫn ma thần, chính là luân hồi 6 ma thần một trong, ngày xưa chấp trưởng xúc sanh đạo. Ca ca, ngươi đừng hồ nói tốt hay không? Huyền Tẫn ma thần võ đạo thông trời, thế nào lại là ngươi người làm? Chúng ta nhanh lên một chút nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Chúng ta ở chỗ này nói tới Huyền Tẫn ma thần tên chữ, cũng sẽ bị hắn nhận ra được thiên cơ. Tô Nặng Cá nhìn chung quanh, nhưng là vô cùng khẩn trương. Ở càn ám ma trong một năm thời gian, nàng đích thân gặp qua Huyền Tẫn ma thần khủng bố. Huyền Tẫn ma thần, nắm giữ xúc sanh đạo thần thông, nếu như có người gan dám đắc tội hắn, hắn một chỉ điểm ra, xúc sanh đạo pháp phóng thích, liền có thể người sống sờ sờ biến thành con chuột, heo chó, dê bò, đặc biệt đáng sợ. Đây là cách chức người là xúc nghịch thiên thần thông, là thượng cổ luân hồi chi chủ thủ đoạn. Diệp Thần nói Huyền Tẫn ma thần là hắn người làm, Tô Nặng Cá tự nhiên 10.000 cái không tin, chẳng lẽ tỷ tỷ có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời luân hồi chi chủ tới cứu mình. Vậy Huyền Tẫn ma thần ở nơi nào? Mang ta đi gặp hắn một chút. Diệp Thần trong tròng mắt lướt qua một chút sát khí, Huyền Tẫn ma thần, là hắn ngày xưa nô bộc, hiện tại lại có thể quy thuận ma hồn thần cung, phản bội hắn, hắn tự nhiên khó mà dễ dàng tha thứ. Trộm mộ trộm cốt, cũng là Huyền Tẫn ma thần dẫn đường. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, thiên cơ động minh, nhất thời phát hiện càng kinh tâm sự thật. Lúc đầu Diệp Thần lăng mộ bên trong, có dấu một chặn đường cốt, tin tức này, cũng là Huyền Tẫn ma thần nói cho Phong Tinh Vẫn. Thậm chí, Phong Tinh Vẫn muốn trộm mộ, vẫn là Huyền Tẫn ma thần dẫn đường. Ngày xưa nô bộc, lại dám không vâng lời chủ thượng, trợ trụ vi ngược, đơn giản là tội không thể tha. Mặc dù năm đó Huyền Tẫn ma thần, không có tự tay tham dự trộm mộ, sợ xúc phạm luân hồi thiên uy, nhưng phản bội dẫn đường cử động, đã là thập ác không tha, Diệp Thần không có tha đạo lý của hắn. Nếu như không phải là hắn phản bội dẫn đường, có lẽ ác quỷ ma thần, cũng sẽ không luân lạc tới thê thảm tình cảnh, Diệp Thần đạo cốt, cũng sẽ không bị trộm đi. Ngươi còn muốn gặp Huyền Tẫn ma thần, ca ca, ngươi không muốn sống nữa. Vậy Huyền Tẫn ma thần, nghe nói là ngày xưa luân hồi chi chủ người làm, mặc dù luân hồi chi chủ chết, hắn tu vi thật to rơi xuống, hôm nay chỉ có còn chân cảnh tầng 2 trời, nhưng thực lực, vậy hoàn toàn không phải ngươi có thể chống lại. Tô Nặng Cá nghe được Diệp Thần phải đi gặp Huyền Tẫn ma thần, nhất thời kinh hãi. Ha ha! Diệp Thần một hồi cười nhạt, trong tròng mắt sát khí bộc phát nồng nặc, đối đãi phản đồ, hắn có thể sẽ không có cái gì nhân từ. Bình bịch bịch! Ngay tại lúc này, khách sạn truyền ra ngoài tới một hồi kịch liệt tiếng đập cửa. Tô Nặng Cá, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Thật là to gan, ngươi muốn mưu hại Huyền Tẫn ma thần đại nhân. Mau cho ta cút ra đây. Từng trận tức giận nóng nảy thanh âm, vậy từ bên ngoài truyền tới. Không xong, ca ca, Huyền Tẫn phủ người đánh tới. Tô Nặng Cá mặt đẹp nhất thời biến sắc. Càn ám ma đất địa mạch, bị ma bia dính, ở chỗ này, vô luận là nghị luận ma hồn cung chủ Phong Tinh Vẫn, vẫn là nghị luận Huyền Tẫn ma thần cái loại này nhân vật cao tầng, cũng sẽ kích động thiên cơ, đưa tới chú ý. Huyền Tẫn phủ chính là ma hồn thần cung dưới quyền chi nhánh, do Huyền Tẫn ma thần trông coi. Ha ha, tới đúng dịp, đi ra ngoài xem. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lúc này mang Tô Nặng Cá, sải bước đi ra khách sạn ngoài cửa.
Bóng đêm hắc ám, khách sạn bên ngoài có mười mấy người, giơ cao cây đuốc, một mặt đằng đằng sát khí hình dáng. Những người này, hình dáng đặc biệt quái dị, hoặc là nghiêu đầu mã diệt, hoặc là thân sư người mặt, hoặc là mặt xanh răng nanh, ở trong đêm tối nhìn như rất đáng sợ, không có một cái là người bình thường. Hiển nhiên, bọn họ đều là Huyền Tẫn ma thần dưới quyền, là Huyền Tẫn trong phủ đệ tử. Huyền Tẫn ma thần chấp trưởng súc sanh đạo, không thích nhân tộc, chỉ thích súc sinh, phàm là Huyền Tẫn trong phủ đệ tử, huyết mạch đều bị Huyền Tẫn ma thần sửa đổi qua, biến thành nửa người nửa súc sinh hình dáng. Thằng nhóc, ngươi là người nào, lén lén lút lút, dám che giấu hơi thở. Mau mau hiện hình, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chính là ngươi ở mưu hại ma thần đại nhân. Đám người cây đuốc chiếu vào Diệp Thần trên mặt, rối rít dày. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ đã cảm nhận được, Diệp Thần dùng thủ đoạn nào đó, che giấu khí tức trên người, không có bại lộ lai lịch. Huyền Tẫn ma thần ở nơi nào? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, quét nhìn toàn trường. Làm sao, ngươi muốn gặp ma thần đại nhân? Bằng ngươi chính là càn khôn cảnh nhất tầng thiên, ngươi liền cho ma thần đại nhân xách giày đều không tư cách. Thằng nhóc này lén lén lút lút, nhất định trong lòng không ý tốt, làm thịt hắn. Mọi người thần sắc dũng mãnh, không nói nhảm nữa, rối rít rút ra đao kiếm, hướng Diệp Thần chém tới, phải đem Diệp Thần loạn đao phân thây. Ai yêu? Tô Nặng Cá thấy vậy, nhất thời kêu lên một tiếng, trốn tới Diệp Thần phía sau, một mặt sợ hãi. Những người này đều là nửa người nửa súc sinh quái vật, lĩnh ngộ một chút súc sanh đạo thần thông, đao kiếm múa gian, thì có kinh khủng thiên tai sát khí, không ngừng nổ tung ra, vô tận hắc vụ cuồn cuộn xa vào, nghiền ép hư không, dường như muốn đem người kéo nhập kháng khít luân hồi bên trong đi, vĩnh viễn chịu đựng thân hóa súc sinh kiếp nạn. Tô Nặng Cá sắc mặt, đã là một phiến trắng bệch. Nàng chính mắt xem qua đắc tội Huyền Tẫn phủ người, coi như không bị loạn đao phân thây, chúng Huyền Tẫn phủ súc sanh đạo tai khí, vậy sẽ lâm vào là súc sinh, đặc biệt đáng sợ. Đây cũng không phải là đơn thuần võ đạo, mà là mang theo lục đạo luân hồi quy luật nguyền rủa. Chút tài mọn, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đại khủng bố. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên nổ lên từng vòng mãnh quỷ lệ khí, như có dù sao cũng chỉ ác quỷ, lập tức từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra. Diệp Thần cả người, tựa như hóa thành trong truyền thuyết quỷ vương, đầu đầy tóc đen tung bay, trên mình tầng tầng ác quỷ gông xiềng, xoát kéo kéo vang dội, diễn hóa ra lục đạo luân hồi kiếp nạn tai khí. Cái gì, ngạ quỷ đạo, lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo, ngươi làm sao sẽ? Mọi người thất kinh thất sắc, rung động đến tột đỉnh. Hiện tại Diệp Thần thi triển, là lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo pháp, như hóa thân quỷ vương, giơ tay nhấc chân gian. Vạn quỷ gầm thét, trời long đất lở. Đây cũng là Lăng Mộ bên trong cảm ngộ một chút nói, vừa vặn thử một lần. Bóng tối bầu trời đêm, bỗng nhiên hiện lên tầng tầng quỷ vân, chín tầng trời trên bầu trời, tựa hồ có cái gì kinh khủng à thần, ở rình dập thế gian, phải chiếm đoạt hết thảy. Đây là ngạ quỷ đạo ngút trời khí tượng. Ác quỷ ma thần chết, trước khi chết đem thuộc về ngạ quỷ đạo luân hồi quy luật, trả lại cho Diệp Thần. Diệp Thần đạt được bộ phận này quy luật, lục đạo luân hồi pháp tu vi, thật to tăng vọt, ngạ quỷ đạo hung uy hiển hóa đi ra, hắn liền là chân chánh đại khủng bố. Toàn trường tất cả người, hoàn toàn rung động. Tô Nặng Cá cũng là hoàn toàn sợ ngây người, ở nơi này ngập trời mãnh quỷ khí tượng sau lưng, nàng tựa hồ thấy được nắm giữ chúng sanh, định luân vạn giới bóng người. Đó là luân hồi chi chủ bóng người. Chẳng lẽ ca ca thật sự là luân hồi chi chủ? Tô Nặng Cá che miệng ba, kinh hãi tới cực điểm. Trên người nàng có từng cái cá chép hư ảnh, không ngừng nhấp nhô, chặn lại mãnh quỷ hơi thở đánh vào. Diệp Thần cũng không có quên nàng, một tay thiên tiên cá chép sao, đúng lúc bảo vệ được nàng. Trước mắt ác quỷ triền thân, Diệp Thần hình dáng, tuy không so khủng bố, nhưng đây cũng chính là lục đạo luân hồi uy nghiêm một trong. Lục đạo luân hồi, cũng không phải là cái gì chánh khí sáng rực đạo pháp, mà là bao hàm thiên nhân đạo, địa ngục đạo, súc sanh đạo vân. Vân biến hóa phức tạp, lấy sống chết vô thường, u minh địa phủ, luân hồi bất diệt vân. Vân đại khủng bố thủ đoạn, tới định luân thiên hạ, trấn áp hết thảy địch. Không đại khủng bố, thì không lớn trật tự. Thủ đoạn lôi đình, mới hiển lộ ra lòng dạ Bồ Tát. Đây chính là luân hồi chi đạo. Khặc khặc, khặc khặc khặc, ác ác ác. Diệp Thần quanh thân muôn vàn ác quỷ,
phát hiện liên tiếp nhọn kinh khủng tiếng huýt sáo, điên cuồng đánh vào bốn phía. Chung quanh không gian, tựa như mảnh vỡ vậy, bị vô tận ác quỷ xé nát chiếm đoạt. Từng cái Huyền Tấn phủ các đệ tử, ở muôn vàn ác quỷ xé hạ, vậy phát ra nhọn kêu thảm thiết, máu thịt thân thể bị xé thành mảnh vỡ, cuối cùng bị ác quỷ nuốt trọn. Ngay chớp mắt, Diệp Thần tiêu diệt toàn trường, không phí nhiều sức, liền một cái người sống đều không lưu lại. Ca ca, Tô Nặng Cá ngơ ngác xuất thần, hoàn toàn rung động, nói không ra lời. Đi, ta mang ngươi đi Huyền Tấn phủ. Diệp Thần liếm môi một cái, trong ánh mắt sát khí nồng nặc, lúc này kéo Tô Nặng Cá cánh tay, chạy thẳng tới Huyền Tấn phủ. Mới vừa tiêu diệt toàn trường, Diệp Thần đã bắt được Huyền Tấn phủ vị trí. Ngày xưa phản đồ, chính ở bên kia, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng làm thịt tên phản đồ kia, giải quyết hết tai họa ngầm, Diệp Thần liền có thể cân nhắc, cướp lấy luân hồi ma bia và kiếp trước đạo cốt sự việc. Hư không biến dạng, Diệp Thần kéo Tô Nặng Cá, ngay tức thì hoành cướp mấy chục dặm, đi tới trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, khắp nơi có tất cả nửa người nửa súc sinh quái vật, không ngừng tuần tra. Phủ đệ chỗ sâu, mơ hồ truyền ra từng cơn kêu thảm thiết, hiển nhiên có việc người gặp phải huyết tế, thành tế luyện ma bia vật liệu. Tô Nặng Cá một hồi sợ hãi, giúp lại Diệp Thần phía sau, nếu như không phải là Diệp Thần cứu giúp, cùng mấy ngày nữa, liền đến phiên nàng chết. Người nào? Diệp Thần và Tô Nặng Cá xuất hiện, đưa tới phía dưới tuần tra đệ tử chú ý. Từng cái tuần tra đệ tử, nhất thời cảnh giác nhìn phía bầu trời. Kêu Huyền Tẫn ma thần cút ra đây gặp ta. Diệp Thần lớn tiếng như sấm, cuồn cuộn từ trên trời truyền xuống, cơ hồ phải đem nửa đêm đánh vỡ. Ngươi là người nào? To gan, lại dám xúc phạm ma thần đại nhân. Đám người thấy vậy, nhất thời rút binh khí ra, sử dụng pháp bảo, bày trận mà đợi. Cũng cho ta chết. Diệp Thần tiện tay sử dụng sát kiếm, canh kim nguyên phù, sấm sét nguyên phù, quang minh nguyên phù điên cuồng thúc dục, trên thân kiếm toát ra các loại kim quang, thánh quang, lôi quang, tầng tầng kiếm khí không ngừng vần quanh, sát kiếm hóa thành cự kiếm, từ trên trời hạ xuống, ầm một tiếng, rơi vào Huyền Tấn phủ cửa trước. Cự kiếm rơi xuống đất, canh kim sấm sét, quang minh kiếm khí vân. Vân mũi nhọn, không ngừng bạo giết ra, chung quanh từng cái tuần tra đệ tử, canh phòng các đệ tử, gặp phải kiếm khí chém chết, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, thân thể vết nứt, máu tươi văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Lấy Diệp Thần bây giờ thủ đoạn, muốn chém giết phổ thông tạp binh, thật là không nên quá đơn giản, ra tay một cái liền có thể tiêu diệt toàn trường. Thậm chí liền tinh hồn trảm và đạo ấn cũng không cần vận dụng. Thật là lợi hại, ca ca ngươi thật sự là càn khôn cảnh nhất tầng thiên sao. Tô Nặng Cá nhìn Diệp Thần càn quét toàn trường hình dáng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, như thế bá đạo thần thông, thật sự là càn khôn cảnh nhất tầng thiên sao. Diệp Thần cười không nói, cầm trong tay kiếm, ánh mắt nhìn về Huyền Tẫn phủ cửa. Hắn cảm giác được, có một cổ kinh khủng hơi thở, đang điên cuồng nổi lên. Ai dám ở địa bàn ta gây chuyện? Một trận phẫn nộ chợt quát tiếng, từ bên trong phủ đệ truyền ra. Phịch! Cửa phủ bị đá văng ra, hoàn toàn bể tan tành. Một đầu khổng lồ thanh dương quái vật, mang mười mấy thị vệ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đầu này thanh dương quái vật, dài sơn dương đầu, thân thể nhưng là người thân thể, chừng ba trượng cao, cả người bắp thịt cầu kết, phơi bày ra kim loại đồng xanh ánh sáng màu, trên đầu hai cây cong cong nhọn sừng dê, còn quấn tầng tầng hắc khí, một đôi hẹp dài yêu dị tròng mắt, đang lóe lên màu nâu ánh sáng, không ngừng đánh giá Diệp Thần. Man tử, ngươi còn nhận được ta không? Diệp Thần nhìn đầu này thanh dương quái vật, ha ha cười lạnh, người sau chính là hắn kiếp trước người làm, luân hồi sáu ma thần một trong. Chấp trưởng xúc sanh đạo Huyền Tẫn ma thần. Ngươi là... Huyền Tẫn ma thần nhìn Diệp Thần, con ngươi hiện ra to lớn rung động và sợ hãi. Hắn phát hiện huyết mạch của mình, lại có thể bị trấn áp, cả người còn chân cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể không xử ra được, thậm chí cả người đều ở đây nghẹt thở. Có thể áp chế hắn huyết mạch người, trừ luân hồi chi chủ, còn có thể là ai? Đáng chết, ngươi bố trí thành công. Ngươi còn chưa có chết. Huyền Tẫn ma thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ra đầu tê dại. Phía sau bọn thị vệ, người người chố mắt nhìn nhau, không biết Huyền Tẫn ma thần tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Trước mắt cái này người thanh niên, xem hình dáng chỉ là càn khôn cảnh nhất tầng thiên mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa,
lại thế nào lại là Huyền Tẫn ma thần địch thủ? Ta không nghĩ tới ngươi biết phản bội ta. Diệp Thần ánh mắt âm lãnh, giọng như vạn cổ không thay đổi hàn băng, mang lạnh lùng sát ý. Huyền Tẫn ma thần cả người run rẩy, mấy chục ngàn năm bể dâu, hắn không nghĩ tới lại có thể còn có thể gặp lại đến luân hồi chi chủ. Cái này không thể nào, người bố trí không thể nào thành công. Những cái kia cấp trên cửa, không thể nào cho ngươi sống tạm cơ hội. Huyền Tẫn ma thần vành mắt hết sức nứt ra, lạc giọng gầm thét, không dám tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn phản bội luân hồi chi chủ, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, sợ nhất chính là luân hồi chi chủ sống lại, ra tay thanh lý môn hộ. Hiện tại, đời này luân hồi chi chủ, liền xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn há có thể không khiếp sợ, há có thể không sợ hãi. Ca ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Nặng Ca kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, không biết rõ một màn trước mắt. Huyền Tẫn ma thần chấp trưởng xúc sanh đạo, là còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, lại có thể run lẩy bẩy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, vậy không trả lời, ánh mắt chỉ thấy Huyền Tẫn ma thần, nói, phản đồ kết quả, ngươi biết. Huyền Tẫn ma thần cả người run rẩy, mặt xanh trắng, đột nhiên xoay người cuồng trốn, trong miệng kêu to, Phong Tinh Vẫn Cung chủ, mau cứu ta. Còn muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt run lên, xem ra Huyền Tẫn ma thần đầu dựa vào ma hồn thần cung sau đó, cốt khí huyết tính cũng hoàn toàn sa vào, lại cũng không có ngày xưa luân hồi ma thần đại khí phách, vừa nhìn thấy Diệp Thần muốn thanh lý môn hộ, vậy không dám phản kháng, chỉ muốn chạy trốn. Trấn Thiên Hoàng Thành Kiếm, cho ta trấn áp. Diệp Thần thong thả, Hoàng Tuyền Đồ sử dụng, từng luồng mậu thổ phù văn chuyển động, trên không hóa thành chín chuôi cự kiếm, từ chân trời bạo rơi, ùng ùng cắm trên mặt đất, tạo thành một cái kiếm thủ, vây khốn Huyền Tẫn ma thần. Đối với loại người như vậy, Trấn Thiên Hoàng Thành Kiếm so Thiên Yêu Thần Tác còn có dùng. Tôn chủ tha mạng, ta biết sai rồi. Huyền Tẫn ma thần mặt đầy khủng hoảng, lúc này quỳ xuống, hoàn toàn không dám phản kháng. Diệp Thần nói, tại sao phải phản bội ta? Huyền Tẫn ma thần nói, tôn chủ, năm đó ngươi chết sau đó, ta lẻ loi hưu quạnh, lưu lạc chân trời, mà Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên muốn nhổ cỏ tận gốc, ta thời thời khắc khắc muốn đề phòng bọn họ đuổi giết, chân thực chống đỡ không đi xuống, không thể làm gì khác hơn là đầu phục Phong Tinh Vẫn, cái này thật không phải lỗi của ta, thời thế vội vã à, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, được, nếu quả thật là thời thế vội vã, ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi vì sao còn phải bán đứng ta, cầm ta lăng mộ vị trí nói cho người khác. Nếu như không phải là ngươi, ta đạo cốt cũng sẽ không bị trộm đi. Cái này, Huyền Tẫn ma thần không nói ra lời, đổi giao dịch môn hộ còn có thể giải thích, nhưng trộm quật chủ nhân phần mộ, đây quả thực là thiên lý khó tha thứ, không được tẩy. Lười được cùng ngươi nói nhảm, phản đồ, cho ta chết. Diệp Thần trong mắt đột nhiên ác liệt, chín chuôi Trấn Thiên Hoàng Thành Kiếm, ung ung xoay tròn, tầng tầng mậu thổ tinh khí, không ngừng chèn ép Huyền Tẫn ma thần. Suy. Cùng lúc đó, Diệp Thần rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, một cái thất tinh Long Uyên chém, như phi long gầm thét, chém thẳng Huyền Tẫn ma thần. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng đã có thể diễn hóa ra thiên kiếm hình thức ban đầu, ngón này thiên kiếm bạo chém, mũi nhọn ác liệt tới cực điểm, từng tầng một hư không không ngừng bị chảm phá. Long Uyên Thiên Kiếm, ngươi lại có lớn như vậy khí vận. Huyền Tẫn ma thần nhất thời nghẹt thở, trong truyền thuyết cao nhất thiên kiếm, không đại khí vận người không thể chấp trưởng, mặc dù Diệp Thần trong tay thiên kiếm, chỉ là mảnh vỡ hình thức ban đầu, nhưng có thể nắm giữ, đã đại biểu Diệp Thần khí vận căn cơ, vượt qua kiếp trước, tất cả loại cơ duyên kỳ ngộ cuồn cuộn tới, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Mắt gặp Long Uyên Thiên Kiếm giết tới, Huyền Tẫn ma thần hoàn toàn ngây tại chỗ chờ chết, ở luân hồi huyết mạch tuyệt đối dưới áp chế, hắn một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Đây chính là luân hồi huyết mạch đáng sợ, trấn áp hết thảy phản đồ. Huyền Tẫn ma thần, có một số việc hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Ngươi nếu đã phản bội luân hồi chi chủ, đã không có quay đầu chỗ trống. Thí chủ chứng đạo, ngay tại hôm nay, ta ban cho ngươi một món ma bia linh khí, mau chém chết luân hồi chi chủ, cướp lấy luân hồi huyết mạch, không được sai lầm. Mắt xem Huyền Tẫn ma thần liền phải bị giết, đột nhiên tới giữa. Phương xa truyền tới một hồi lạnh lẽo thanh âm hùng hồn. Thanh âm này vừa truyền ra, thiên địa đều ở đây chấn động, quy luật nổ âm,
nguyên bản bầu trời đêm tối đen, lại có thể hiện ra trời trăng sao khí tượng. Phong tinh vẫn. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nháy mắt tức thì nhân quả xuyên thủng, biết chủ nhân của thanh âm này, lại chính là ma hồn thần cung cung chủ, Phong tinh vẫn. Càn ám ma, là Phong tinh vẫn địa bàn, ở chỗ này, hắn là tuyệt đối nắm giữ, một câu nói chuyển tới, thiên địa tinh không đều ở đây chấn động. Cung chủ đại nhân. Huyền Tẫn ma thần ở trong mộng mới tỉnh, tựa như bị người đòn cảnh tỉnh, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Chỉ gặp một khối đá bia, xuất hiện ở trên trời bên trong. Tấm bia đá này, còn quấn tầng tầng luân hồi hơi thở, khắc một cái to lớn chữ ma, một hạ xuống bầu trời, nhất thời phát ra kinh khủng nổ âm. Ở giữa thiên địa, mây đen dày đặc, cuồng lôi tia chớp, không ngừng nổ tung, sau đó thì có mưa như chút nước mưa to, rào 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 đáp xuống, thổi đánh mở mịt sơn hà, giữa trời đất một phiến mênh mông, bát phương mưa gió, hiện tượng thiên văn run lẩy bẩy. Thậm chí còn có từng tầng một màu tím đen ma lôi, ở đó trên bia đá cổn đáng, như muốn oanh diệt thế gian. Luân hồi ma bia. Diệp Thần vừa nhìn thấy bầu trời bia đá, nhất thời cả kinh thất sắc. Tấm bia đá kia, chính là luân hồi ma bia. Cung chủ đại nhân, ngươi nói không sai, là ta hồ đồ. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Thí chủ chứng đạo, ngay tại hôm nay. Huyền Tẫn ma thần vành mắt hết sức nứt ra. Nhìn bầu trời lên ma bia, cả người bắp thịt nổ tung, hào hùng lực lượng ở bùng nổ. Khối này ma bia, cũng không phải là bản thể, mà là một món linh khí diễn hóa thành hư ảnh. Chỉ là một món hư ảnh mà thôi, nhưng bộc phát ra khí tượng, phong vũ lôi điện, dung chuyển thiên địa, khoáng đạt đến kinh khủng bước. Trong truyền thuyết luân hồi huyền bi, không biết là ai chế tạo, cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì đúc, nếu như có thể tính toàn bộ phát huy, đủ để dung chuyển thái thượng thế giới. Cái loại này thiên địa chí bảo, giá trị không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần bởi vì tu vi chưa đủ, vẫn không thể hoàn toàn phát huy luân hồi huyền bi uy lực. Hiện tại, Diệp Thần thấy ma bia hư ảnh lớn như vậy khí tượng, nội tâm nhất thời nhiệt huyết hỗn loạn, nếu như hắn cũng có còn chân cảnh tu vi, vậy cũng có thể bùng nổ như thế động trời uy thế. Ở ma bia hư ảnh dưới bảo vệ, Huyền Tẫn ma thần tâm thần, hoàn toàn thanh tỉnh, không hề bị Diệp Thần huyết mạch áp chế. Phá cho ta. Huyền Tẫn ma thần bàn tay nắm chặt, một quyền hung hăng đánh ra, quả đấm chấn động một cái động, vô số không gian tan vỡ nghiền, thiên bách hắc động nổi lên, những thứ này hắc động không ngừng xé, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần chấn thiên hoàng thành kiếm, toàn bộ tồi hủy thành bột. Man tử, người một giới nô tài, còn muốn thí chủ. Diệp Thần nâng kiếm nơi tay, trong mắt đằng đằng sát khí. Tôn chủ, là ngươi ép ta, đừng trách ta. Ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. A à, Huyền Tẫn ma thần trên khuôn mặt hiện ra thần sắc hung ác, hai cái sừng dây hắc khí cổn đáng, xa xa và ma bia hư ảnh hô ứng, lần nữa một quyền bạo giết ra, rời núi lấp biển, hòa lẫn còn chân cảnh sơ kỳ uy mãnh, thẳng đập Diệp Thần đầu. Huyền Tẫn ma thần cũng không có dùng lục đạo luân hồi, xúc sanh đạo pháp các loại thần thông, bởi vì những thứ này thần thông thuật pháp, hoàn toàn là Diệp Thần truyền thụ cho hắn. Múa rìu trước cửa nhà lỗ ban hoàn toàn là tự tìm cái chết. Cho nên, Huyền Tẫn ma thần chỉ sử dụng mình quả đấm, một quyền vượt 10.000 pháp, hắn muốn bằng còn chân cảnh sơ kỳ lực lượng, còn có ma bia lực lượng, sống sờ sờ nghiền nát Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, Huyền Tẫn ma thần quyền mang biến dạng gian, ma khí cuồn cuộn, kéo ra từng cái hắc động, đây là luân hồi ma bia lực lượng, coi như chỉ là hư ảnh, đều là long trời lở đất. Xem ra cái này mấy chục ngàn năm thời gian, Phong tinh vẫn rèn luyện ma bia, đã mau hoàn toàn thành công. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, bước chân một cước, né tránh Huyền Tẫn ma thần một quyền, đồng thời trở tay một trường, đem tô nặng cá đẩy tới xa xa, miễn được nàng bị vạ lây. Cái này ma bia hư ảnh hơi thở, bá đạo như vậy hùng hậu, không nghi ngờ chút nào, Phong tinh vẫn mấy chục ngàn năm rèn luyện huyết tế, đã sắp hoàn toàn chấp trưởng ma bia, thúc giục tất cả ma khí năng lượng. Tôn chủ, không muốn vùng vẫy, ngươi chỉ có càn khôn cảnh nhất tầng thiên thực lực, không phải ta địch thủ, ta đưa ngươi lên đường. Huyền Tẫn ma thần tuét miệng cười một tiếng, trong lòng có thí chủ chứng đạo ý tưởng, vậy thì không gì kiêng kỵ, từng quyền bạo oanh ra, lại cũng không lo ngày xưa chủ tớ tình cảm, chỉ muốn đánh chết Diệp Thần. Một giới nô tài, chỉ bằng ngươi, vậy thì xem ai đưa ai lên đường. Vừa vặn thử một chút mới học Thái Thượng Thiên Sư đạo. Thái Thượng Thiên Sư, hạ xuống ta thân. Sống chết nghịch chuyển,
hào khí mênh mang, trường ca làm khóc, nhật nguyệt ngang dọc, thanh minh đáng đáng, kiếm tới. Diệp thần trong miệng phát ra cổ xưa ngâm sướng, nếu huyền tẫn ma thần muốn thí chủ chứng đạo, hắn cũng sẽ không lại chút nào lưu tình. Vù vù, tím thụ thiên cơ ấn, đại khí bàng bạc, từ diệp thần thân thể bên trong bay ra. Một món cổ xưa thương vàng, huyền ảo thần bí đạo pháp, từ tím thụ thiên cơ ấn bên trong thả ra, cuồn cuộn hạ xuống ở diệp thần trên mình. Đây là Thái Thượng Thiên Sư đạo bí ẩn. Diệp thần sử dụng Thái Thượng Thiên Sư nói, ngay tức thì hóa thân Long Hổ Thiên Sư, tiên quang lững lờ, hóa thành một bộ màu xanh da trời đạo bào, phúc đắp trên người, quanh thân vậy hiện ra tầng tầng linh phù, không ngừng phiêu động, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, cũng có Thiên Sư đạo khí vẩn quanh, diễn hóa ra thiên long mãnh hổ khí tượng. Thái Thượng Thiên Sư đạo, ngươi chỉ có càn khôn cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Sư đạo. Huyền Tẫn ma thần con ngươi co giúp một cái, Thái Thượng Thiên Sư nói, là kiếp trước luân hồi chi chủ đạo pháp, một sử xuất ra, có thể hóa thân Long Hổ Thiên Sư, ích dịch vạn ma. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp thần liền thủy nguyên cảnh cũng không có đạt đến, lại có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Sư nói. Diệp thần một hóa thân Long Hổ Thiên Sư, trong hư không thì có tam thanh thiên nhân, mưa gió điện mẫu, thiên binh thiên tướng vân. Vân kỳ dị đạo ra khí tượng, không ngừng chìm nổi trước. Vậy bát phương mưa gió, cuồn cuộn ma khí, cũng bị đuổi tản ra. Thậm chí, liền càn ám ma vạn năm không tiêu tan âm khí, vậy bị đuổi tản ra, bầu trời tựa như thành vô cùng ban ngày, không có một chút bóng tối màu sắc, liền nửa đêm đều đi qua, vĩnh viễn là bầu trời xanh thẳm. Như có tiên nhân thiên sư bảo vệ. Hu hu hu. Vậy ma bia hư ảnh, không ngừng chấn động, ở thiên sư đạo khí dưới sự xung kích, cơ hồ muốn tán loạn. Thái thượng đạo pháp uy lực, đặc biệt đáng sợ, đủ để dung chuyển vũ trụ, nếu quả thật đang luân hồi ma bia hạ xuống, diệp thần chưa chắc có thể dung chuyển, nhưng cái này ma bia, chỉ là một món hư ảnh, bằng diệp thần đạo pháp, đủ để chấn áp. Thái thượng đạo pháp, quả nhiên lợi hại. Diệp thần nhìn mãn không tiên khí, vĩnh hằng lam thiên hình ảnh, nội tâm một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Nặng Cá, Huyền Tẫn phủ thị vệ, còn có càn ám ma các nơi mọi người, nhìn bầu trời hóa thành xanh thẳm, có tiên nhân thiên tướng trưng bày ở trên trời hình dáng, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Càn ám ma, vĩnh viễn là hắc khí tràn ngập, mây đen bao phủ, nhưng ngày hôm nay, lại có thể tinh không vạn dặm, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh bị ma hồn thần cung khống chế tâm thần người, hiện tại cũng nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Ma sương mù minh minh, hắc ám trọng lâm, luân hồi ma bia, sát thần trảm tiên, phá cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền Tẫn ma thần thấy thiên sư đạo hơi thở, lại có thể như thế mạnh mẽ, cũng có điểm luống cuống, vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một chùm máu tươi, không ngừng thúc giục luân hồi ma bia. Suy. Ở Huyền Tẫn ma thần dưới sự thúc giục, ma bia hư ảnh lần nữa tách ra sáng lên, từng luồng ma khí cuồn cuộn xông ra, muốn che đậy trời xanh, động phá hết thảy quang minh. Nộ tài, ta hóa thân thiên sư, người còn không bó tay chịu trói. Tự tìm cái chết. Diệp thần đôi mắt ác liệt, Long Uyên Thiên Kiếm chém ra, như mãnh hổ bắt dê, rồng hung ác bắt cá mập, thân thể tung người nhảy một cái, mũi kiếm từ Huyền Tẫn ma thần đỉnh đầu đâm vào, muốn một kiếm ám sát. Hu hu, ở diệp thần kiếm khí chấn động hạ, ma bia tản ra hơi thở, không ngừng tán loạn. Cái này cuối cùng chỉ là hư ảnh, hoàn toàn không địch lại diệp thần uy nghiêm. Diệp thần mặt ngoài thực lực, mặc dù chỉ có càn khôn cảnh nhất tầng thiên, nhưng chân chính sức chiến đấu, đủ để chống lại còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Hiện tại thiên sư đạo hạ xuống, vậy thì không phải là chống lại như thế đơn giản, mà là muốn chém giết. Coi như Huyền Tẫn ma thần có ma bia hư ảnh nơi tay, cũng không khả năng ngăn trở diệp thần công kích. Không, ngươi chỉ có càn khôn cảnh tu vi, ngươi không thể nào giết chết ta. Huyền Tẫn ma thần còn không nhận rõ thế cục, lấy vì mình là còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ, lại có ma bia hư ảnh nơi tay, thật có thể thí chủ chứng đạo. Triệu ma hồn, máu phách tế trời, cự ma xuống trần, sát sát sát. Huyền Tẫn ma thần vành mắt hết sức nứt ra, điên cuồng thúc giục ma bia. Từng luồng ma hồn huyết ảnh, từ ma bia bên trong bay ra, ngửa mặt lên trời gào khóc gào thét, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, tựa như gặp thiên đại hành hạ. Hạ một sát, cái này từng luồng ma hồn huyết ảnh, liền toàn bộ bị hiến tế, hóa thành cuồn cuộn huyết quang, xông lên lên thiên không.
Chín tầng trời trên bầu trời, huyết quang phun trào, một tôn to lớn màu máu ma thần, chừng vạn trượng cao, từ trên trời hạ xuống. Cái này tôn ma thần, cả người uy nghiêm mãnh liệt, giơ tay nhấc chân gian, như muốn bắt tinh cầm tháng, ánh mắt động một cái, liền xuyên qua trăm ngàn tầng song song thời không, cuồn cuộn không gian quy luật, thời gian pháp tắc, thế giới quy luật, cũng đang lưu chuyển không ngừng, sáng tắt lóng lánh. Con kiến hôi người à, người dám mạo hiểm phạm luân hồi huyền bi uy nghiêm, ta muốn người rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh sinh chịu khổ. Vậy tôn huyết ảnh ma thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra cuồn cuộn nguyền rủa, bàn tay một trường, từ trên trời chấn áp xuống tới, uy mãnh lực lượng, tựa như đủ để đem trăm ngàn viên hằng tinh đánh bể, khai thiên tích địa, định đỉnh vũ trụ, bá đạo tới cực điểm. Là luân hồi ma bia thủ bia người. Diệp Thần thấy cái này tôn huyết ảnh ma thần, nhất thời con người có giúp một cái. Mỗi một khối luân hồi huyền bi, đều có thủ bia người. Thủ bia người thực lực, không có bờ bến, gặp mạnh càng mạnh, hiện tại hạ xuống ở Diệp Thần trước mặt thủ bia người, thực lực kém không nhiều đạt tới đế thích thiên loại cảnh giới đó, đơn giản là ngoại hạng. Hiển nhiên, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, ma hồn thần cung không ngừng cầm sinh linh vết máu, rèn luyện ma bia, làm cho ma bia năng lượng, càng ngày càng khủng bố, thủ bia người lực lượng, vậy phát huy đến trình độ cao nhất. Huyền Tẫn ma thần mắt xem không địch lại Diệp Thần, liền triệu hoán ra thủ bia người, muốn một chưởng đem Diệp Thần đập chết. Cái này thủ bia người thực lực, đích thực quá đáng sợ, Diệp Thần nhìn một chưởng kia chấn áp xuống tới, tinh thần tựa như trở lại đồ thánh đại hội, trở lại đối mặt Huyền Cơ Nguyệt thời điểm. Hiện ở nơi này thủ bia người, cho Diệp Thần áp lực, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt kém không nhiều. Một trưởng bạo giết xuống, thiên địa hư không đều ở đây sụp đổ, thật là không thể ngăn trở. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, phá cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt sắc bén, một kiếm hung hăng chém ra, trực diện thủ bia người bàn tay lớn. Diệp Thần rất rõ ràng, cái này thủ bia người, chỉ là hư ảnh, chân thân ở ma bia bản thể bên trong, chỉ cần Diệp Thần có thể chống đỡ nhất kích, thủ bia người thì sẽ tiêu tán, bởi vì năng lượng duy trì không đi xuống. Nhất kích, ngăn trở nhất kích là đủ rồi. Vù vù. Một chùm huyết nguyệt ánh sáng, từ Long Uyên Thiên trên thân kiếm nổ lên. Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại, luân hồi chi chủ và nhâm phi phàm so tài hình ảnh, một kiếm vung ra, vũ trụ càn khôn ầm ầm chấn động, Long Hổ Thiên Sư Thần uy hạ xuống, bầu trời hóa thành nửa đêm, nổi lên năm vòng huyết nguyệt. Cái này năm vòng huyết nguyệt, mỗi một vòng cũng đóng dấu hư không. Dường như muốn xuyên qua vô số tầng vũ trụ không gian, tràn đầy máu tanh, quỷ dị, bá đạo, rực rỡ, vô địch vân. Vân các loại ý vận. Năm vòng huyết nguyệt vừa ra, Diệp Thần tựa như thành đồ sát thiên trảm đất kiếm thần, thần uy cuồn cuộn. Suy, bá đạo huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, hung hăng chém về phía thủ bia người bàn tay lớn, trăm ngàn nặng không gian, không ngừng nổ tung nghiền. Cuồng bạo kiếm khí thẳng xông lên trời cao, tựa như tinh không đều phải chôn vùi. Rắc rắc, thủ bia người bàn tay, trong nháy mắt bị chém nứt, gặp phải vô tận kiếm khí vặn cắt, trở thành tan rã bể lưu quang. Mà Diệp Thần, vậy cảm thấy một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền tới, tại chỗ phốc một tiếng, máu tươi cuồng phún, lập tức trọng thương. Cái này, đây là huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, là người kia võ kỹ. Thái thượng thiên sư, năm vòng huyết nguyệt, thằng nhóc, ta xem thường ngươi, là ngươi thắng. Thủ bia tiếng người âm mang kinh ngạc rung động, lần này hợp giao phong, mặc dù lực lượng tương đương, nhưng hắn cảnh giới so Diệp Thần cao hơn như thế nhiều, lại có thể không thể trấn áp, tự nhiên coi như là bị thua. Tiền bối. Huyền Tẫn ma thần sắc mặt chấn động phố, liền thấy thủ bia người bóng người, không ngừng làm nhạt. Ước chừng vạn trượng cao huyết ảnh ma thần thân thể, trong phút chốc tan thành mây khói. Giao. Như bánh xe hồi ma bia hư ảnh. Vậy đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, hoàn toàn biến mất. Nô tài, người còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần con người đông lại một cái, cười lạnh một tiếng, chống kiếm chống đất, không để cho mình ngã xuống. Mới vừa cùng thủ bia người giao chiến, Diệp Thần bị tổn thương rất nặng, lấy hắn thể chất, thậm chí lại phối hợp bát quái thiên đan thuật, đều không thể lập tức chữa trị, có thể tưởng tượng được thương thế nặng bao nhiêu. Nhưng lập tức liền trọng thương trong người. Diệp Thần chiến ý như cũ sôi trào, nhìn về Huyền Tẫn ma thần trong ánh mắt, đều là sát khí. Huyền Tẫn ma thần hoàn toàn khủng hoảng, mới vừa thúc giục ma bia, hắn vậy hao phí to lớn linh lực,
thực lực 10 không thích chữ 1, hơn nữa theo ma bia tản đi, hắn mất đi bảo vệ, huyết mạch lần nữa bị Diệp Thần áp chế, giạt rào sợ hãi. Tôn chủ tha mạng, Huyền Tẫn ma thần quỳ xuống, run lẩy bẩy. Mặc dù thời khắc này Diệp Thần đã trọng thương, nhưng ở Huyền Tẫn ma thần trong mắt, vẫn là người trên trời vậy tồn tại, hoàn toàn không thể tương đương. Diệp Thần hít sâu một hơi, bát quái linh khí vần quanh quanh thân, thoáng khôi phục thương thế, Long Uyên Thiên Kiếm nơi tay, chuẩn bị giết người. Tôn chủ tha mạng, ngươi muốn đoạt lại đạo cốt, cướp lấy ma bia, nô tài có thể giúp ngươi. Phong Tinh vẫn ẩn cư lòng đất, bố trí cấm chế dày đặc trận pháp, nếu như không người dẫn đường, người căn bản không có thể đến gần hắn. Thậm chí, còn có ngày xưa thất đại thánh đồ, võ khúc đại đế, cũng ở đây thay Phong Tinh vẫn cống hiến. Tôn chủ, người một thân một mình, tuyệt đối không phải bọn họ địch thủ à. Chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể cùng ngươi liên thủ, chém chết Phong Tinh vẫn, chém chết võ khúc đại đế, tiêu diệt ma hồn thần cung, cướp lấy ma bia và đạo cốt. Huyền Tẫn ma thần thấy Diệp Thần thật muốn động sát thủ, chỉ hù được hồn phi phách tán, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cần Diệp Thần chịu thả qua hắn, hắn nguyện ý lần nữa quy thuận, là Diệp Thần cống hiến, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc. Phải biết, hiện tại Diệp Thần tình cảnh, cũng không lạc quan. Phong Tinh vẫn, là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ, bên người còn có một cái võ khúc đại đế. Hơn nữa, bọn họ ẩn cư trong lòng đất, né tránh nhân quả thiên phạt, bố trí vô số cấm chế pháp trận hộ thân, Diệp Thần muốn xông vào, tuyệt đối là khó hơn lên trời. Trước mắt cục này thế, Diệp Thần và Huyền Tẫn ma thần liên thủ, là cao nhất lựa chọn. Phản đồ, người không tư cách ở ta trước mặt nói nhảm. Diệp Thần thanh âm lãnh khốc, một kiếm giết ra, dứt khoát, không chút sông dài, hung hăng một kiếm, chém rớt Huyền Tẫn ma thần đầu. Nhọn kiếm khí, liên quan Huyền Tẫn ma thần thần hồn, vậy hoàn toàn nghiền diệt, chân chính một kiếm giết chết. Mặc dù vào Huyền Tẫn ma thần hợp tác, là cao nhất lựa chọn, nhưng Diệp Thần đạo tâm, cương mãnh sắc bén, không tha cho chút nào ủy khuất. Diệp Thần muốn, là ý niệm hiểu rõ, tuyệt không thể nào cùng phản đồ giao dịch. Ban đầu đồ thánh đại hội, đối mặt đế thích thiên lớn như vậy uy hiếp, Huyền Cơ Nguyệt muốn cùng Diệp Thần hợp tác, cũng bị cự tuyệt. Hiện tại Huyền Tẫn ma thần một giới nô bộc, lại có thể cũng muốn hợp tác, đơn giản là nói vớ vẩn. Huống chi Phong Tinh vẫn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng và đế thích thiên so sánh, Diệp Thần tự nhiên không có sợ hãi đạo lý. Cho nên, Diệp Thần cũng không do dự, dứt khoát chém chết Huyền Tẫn ma thần. Luân hồi đạo pháp, lại thuộc về ta thân. Diệp Thần vung tay lên, đem Huyền Tẫn ma thần trong cơ thể luân hồi quy luật, rút ra lấy ra, lần nữa dung hợp đến mình trong huyết mạch. Kiếp trước Diệp Thần, ở luân hồi 6 ma thần trong cơ thể, đều lưu lại một ít luân hồi phép tắc năng lượng, Huyền Tẫn ma thần trên mình quy luật, thuộc về xúc sanh đạo. Bộ phận này quy luật, lại thuộc về Diệp Thần trong cơ thể. Giao. Diệp Thần trên thân hình, nhất thời ánh sáng tách thả ra, dung hợp kiếp trước quy luật, huyết mạch năng lượng tiến bộ, cả người thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Hiện tại ngạ quỷ đạo, xúc sanh đạo quy luật, đều nặng mới góp nhặt, nếu như có thể đem lục đạo luân hồi quy luật, toàn bộ gom đủ, ta lục đạo luân hồi pháp, sẽ có một cái chất lột xác. Diệp Thần suy nghĩ, lục đạo luân hồi pháp, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất, đặc biệt khó luyện, coi như Diệp Thần học biết, ở bước vào còn chân cảnh trước, vậy rất khó lại vào bước. Vậy dưới tình huống, chỉ có đột phá tới còn chân cảnh, đại lộ còn thật, lục đạo luân hồi pháp mới có khả năng đột phá. Nhưng hiện tại, mượn kiếp trước quy luật, Diệp Thần có lẽ có lột xác cơ hội. Dưới mắt thu thập được ngạ quỷ đạo, xúc sanh đạo quy luật, Diệp Thần cũng giác lực lượng tăng gấp đôi, tinh thần sung mãn, nếu như đem hắn thiên nhân đạo, địa ngục đạo, A-tu-la đạo quy luật, vậy toàn bộ gom đủ, vậy Diệp Thần liền vô địch. Sáu đạo thiên uy, một khi bùng nổ, vậy lực tàn phá, sợ rằng đủ để dung chuyển đế thích thiên và Huyền Cơ Nguyệt hai người mũi nhọn. Ma thần đại nhân, nhìn Huyền Tẫn ma thần chết đi, Huyền Tẫn trong phủ các đệ tử, người người kinh hoàng thất sắc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể chém chết Huyền Tẫn ma thần. Phải biết, Huyền Tẫn ma thần nhưng mà còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ, hơn nữa lần này còn có Phong Tinh vẫn trợ giúp, mượn một chút ma bia linh lực, lại còn không phải Diệp Thần địch thủ. Chẳng lẽ ngươi thật sự là ma thần đại nhân chủ nhân? Trong truyền thuyết,
Từng người đệ tử cửa, nhìn Diệp Thần bóng người, trong ánh mắt tràn đầy rung động, luân hồi chi chủ bốn chữ còn chưa nói ra, vô tận huyết nguyệt kiếm khí, đã từ trên trời hạ xuống, đem bọn họ toàn bộ chém chết. Diệp Thần chém xuống một kiếm, giết sạch tất cả người, thuận tay phá hủy Huyền Tẫn phủ, chém cắt hết thảy nhân quả. Ca ca, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ. Tô Nặng Cá toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu, chính mắt nhìn thấy Huyền Tẫn ma thần tự nhận nô tài, nàng là hoàn toàn rung động, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thật sự là luân hồi chi chủ. Tỷ tỷ ta lại có thể thật có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời luân hồi chi chủ tới cứu ta. Tô Nặng Cá trong nội tâm, còn lấy là Diệp Thần lần này bước vào càn ám ma, là đặc biệt tới cứu vãn nàng. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi trường kiếm, mang Tô Nặng Cá, nhanh chóng rời đi nơi đây. Mới vừa chiến đấu, không nghi ngờ chút nào, đã khiến cho Phong Tinh Vẫn và Ma Hồn Thần Cung chú ý. Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có Ma Hồn Thần Cung cường giả xuất hiện. Cái đó Phong Tinh Vẫn, cũng không có hạ xuống, chỉ ban cho Huyền Tẫn Ma Thần một món ma bia linh khí, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ. Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, có thể năm đó trộm mộ trộm cốt, Phong Tinh Vẫn chọc xuống nghiệp đếm quá lớn, cho nên không dám hiện thân, sợ gặp gỡ thiên phạt, chỉ có thể tránh trong lòng đất bên trong sống tạm. Phải biết, luân hồi quy luật bao trùm chư thiên, dám trộm đào luân hồi chi chủ lăng mộ, ngang hàng bốc lên độc thiên uy, đây là đại bất kính cử động, Diệp Thần thậm chí cũng không cần động thủ, thiên địa sẽ có tai phạt hạ xuống, chừng giết Phong Tinh Vẫn. Cái này gọi là thiên phát ý định giết người, đặc biệt đáng sợ. Cho nên, Phong Tinh Vẫn từ đầu đến cuối không dám hiện thân. Diệp Thần mang Tô Nặng Cá, đi tới càn ám ma đất lối ra, đem nàng đưa ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Ma Hồn Thần Cung, tuyệt đối phát hiện Diệp Thần tồn tại, nhưng bọn họ cũng không dám chính diện giao phong, hiển nhiên là kiêng kỵ luân hồi thiên uy, còn có nhân quả nghiệp đếm. Nếu như Diệp Thần muốn đi, hắn hiện tại liền có thể đi, sẽ không có chút nào chướng ngại. Nhưng vấn đề là, luân hồi ma bia, còn có luân hồi chi chủ một chặn đường cốt, đều ở đây Ma Hồn Thần Cung trên tay, Diệp Thần há chịu tay không mà về. Nhưng mà, Phong Tinh Vẫn tránh trong lòng đất, hắn không dám và Diệp Thần chính diện giao phong, muốn đem Diệp Thần ẩn xuống đất để. Ở thế giới lòng đất bên trong, Phong Tinh Vẫn bố trí trùng trùng đại trận, đủ để tiêu diệt hết thảy địch. Diệp Thần tự nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này, dưới mắt thế cục, đặc biệt khó giải quyết. Phong Tinh Vẫn không dám chính diện giao phong, nếu như Diệp Thần thật đi lòng đất nói, vậy quá bị động, khắp nơi bị chế, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Ca ca, đa tạ người cứu ta, chúng ta cùng nhau trở về không? Càn ám ma lối ra, Tô Nặng Cá nháy mắt, nhìn Diệp Thần, muốn cùng hắn cùng nhau hồi thiên nộ chi địa. Lần này Diệp Thần cứu nàng, nàng trong lòng rất là cảm kích, chỉ muốn thật tốt báo đáp Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, lắc đầu nói, ta còn có việc, chính ngươi trở về đi thôi. Nói xong, Diệp Thần biến dạng hư không. Chế tạo ra liền một cái không gian đường hầm, trực tiếp liên thông thiên nộ chi địa. Ban đầu Tô Hoa Tranh, đem Long Uyên Thiên Kiếm kiếm linh phù chiếu, tặng cho Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần cứu ra Tô Nặng Cá, phần này nhân quả, coi như là trả sạch. Hiện tại, Diệp Thần có chuyện trọng yếu hơn, cần xử lý, tự nhiên không thể nào đi theo Tô Nặng Cá trở về. Luân hồi ma bia, còn có kiếp trước luân hồi chi chủ một chặn đường cốt, đều ở đây Ma Hồn Thần Cung trong tay. Diệp Thần phải nghĩ biện pháp cướp lấy, nếu không trì hoãn nữa, Phong Tinh Vẫn thật hoàn toàn luyện hóa ma bia, vậy Diệp Thần liền không cơ hội. Mới vừa cùng Huyền Tẫn ma thần đánh một trận, Diệp Thần đã gặp qua ma bia uy lực, ở còn chân cảnh trong tay cường giả, ma bia kiêu căng, đơn giản là thông thiên vô địch, thủ bia người bóng người, vậy tôn vạn trượng cao huyết ảnh ma thần, như cũ để cho Diệp Thần có lòng kiêng kỵ. Nếu quả thật chính diện đối với Phong Tinh Vẫn, đối mặt ma bia bản thể, ta còn có thủ thắng cơ hội sao? Diệp Thần tâm thần ngưng trọng, âm thầm nghĩ ngợi.